Cửu Dương Thánh Khư tất cả trưởng lão hộ pháp, lần lượt đem đại lượng bảo thạch, linh thú súc vật, dược liệu khoáng vật các loại tài liệu, đều đem đến trên đỉnh núi. Diệp Thần đứng tại trên đỉnh núi, tầm mắt mở rộng, dõi mắt nhìn lại, nhìn thấy phương xa phía chân trời, đứng sừng sững lấy một cây màu vàng xanh nhạt xen lẫn màu vàng cây cột, thẳng tắp xuyên qua vòng trời, trên cây cột hình như có phủ văn, nhưng cách nhau quá xa, nhìn không rõ ràng. Đó là cái gì? Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Diệp Thần từ cái kia cây cột bên trong, cảm nhận được một cỗ bàng bạc minh mông khí thế, tựa như bao trùm hết thảy, uy năng vô lượng. Dương Thiên Đỉnh theo Diệp Thần ánh mắt nhìn, nhìn thấy cái kia kim đồng sắc cây cột sau, trên mặt liền lộ ra kính sợ trang nghiêm biểu lộ, nói, đó là lão tổ tông Lâm Già Trụ, là lão tổ tông vĩ lực tượng trưng. Diệp Thần kinh ngạc, nói, Lâm Già Trụ sao? Hắn nhớ tới, Siva có một cây Lâm Già Trụ, hướng về phía trước trèo không đến đỉnh, hướng phía dưới bò không tới đáy, là hắn vĩ đại pháp lực tượng trưng, trước kia Phản Thiên cùng Vizanu, một cái hướng về phía trước, một cái hướng phía dưới, bay không biết bao nhiêu năm, đều không thấy được Lâm Già Trụ đỉnh chóp cùng đáy. Hai người cũng là sợ hãi thán phục bội phục, biết Siva vĩ lực vô lượng, cam bái hạ phong. Căn này Lâm Già Trụ, cũng đại biểu cho Siva sinh mệnh lực, vô lượng vô tận, hùng hồn mạnh mẽ vô biên. Dương Thiên Đỉnh nói, Luân Hồi Chi Chủ biết Lâm Già Trụ là cái gì không? Diệp Thần nở nụ cười, nói, biết. Cái gọi là Lâm Già Trụ, chính là Siva nơi yếu hại. Dương Thiên Đỉnh nói, Lão Tổ Tông Lâm Già Trụ, tại ngàn năm trước rút lên, cái này Lâm Già Trụ rút lên, liền mang ý nghĩa hắn hải cốt, linh khí khôi phục, đã khôi phục cường hoành lực lượng bá đạo. Luân Hồi Chi Chủ, người trước tiên có thể nhớ kỹ Lâm Già Trụ vị trí, trễ chút tiến vào Siva huyết cốc, vạn nhất bị vực sâu che đậy con mắt, không nhìn thấy con đường phía trước, chỉ cần ghi khắc Lâm Già Trụ vị trí, có xác thực tọa độ, cũng sẽ không mất phương hướng. Diệp Thần nói, hảo, nhìn ra xa hướng Lâm Già Trụ, yên lặng nhớ kỹ cái kia cây cột tọa độ chỗ, cái kia cây cột ngay tại trong Siva huyết cốc bên trong. Không cần đã lâu, Cửu Dương Thánh Khư đám người đã đem nghi thức phải dùng tài liệu, đều rời đi lên, chất đống tại tế đàn pháp trận bên ngoài, cũng không trực tiếp đặt vào trong trận pháp. Có mấy cái trưởng lão tế tự ăn mặc lão giả, phân biệt xếp bằng ở trận pháp xó xỉnh, trong miệng thì thào có từ, dùng đao vạch phá lòng bàn tay, đem máu tươi quán chú đến trong trận pháp. Rất nhanh, toàn bộ trận pháp trận văn, quán chú máu tươi, từng cái trận văn trở nên đỏ tươi. Dương Thiên Đỉnh lôi kéo Diệp Thần thối lui, nói, Luân Hồi Chi Chủ, cái này thánh hỏa nghi thức phân ba bước, huyết tế, linh tế, nhóm lửa, trước tiên dùng máu tươi kích hoạt trận pháp, lại hiến tế rất nhiều thiên tài địa bảo. Cuối cùng đem thiên trảm năng lượng dẫn động đi ra, quá trình ít nhất cũng phải 3 ngày, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ. Diệp Thần gật đầu nói, nếu là Nhậm Tiền Bối bên kia thuận lợi, đem Cổ Diệt Chân Quân cùng Dạ Hàn đầu người mang về, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Thánh hỏa nghi thức bước thứ 2 linh tế, cần hiến tế đại lượng thiên tài địa bảo, một bước này, lấy mạng người đi lấp cũng là có thể, thậm chí hiệu quả sẽ tốt hơn. Dương Thiên Đỉnh nói, hy vọng đi. Diệp Thần con mắt híp lại, nhìn ra xa hướng Cửu Dương Thánh Khư bên ngoài, nhưng ở vô tận vực sâu khí tức che đậy phía dưới, ngoại trừ Lâm Già Trụ, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh lờ mờ cùng khói mù. Hủy diệt cổ thành ở nơi nào, hắn cũng không biết, càng không cách nào bắt được thiên cơ, trong lòng chỉ cầu cầu hết thảy thuận lợi, Nhậm Phi Phàm có thể bình an trở về. Giống. Ngay lúc này, một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ, đột ngột từ cuối đường chân trời truyền đến. Chấn động đến mức thiên địa lay động, sơn nhạc băng liệt, thậm chí Diệp Thần dưới chân sơn phong, đều xuất hiện một tia khe hở. Tế đàn bốn phía, Cửu Dương Thánh Khư đám người nghe được tiếng gầm gừ này, cũng là lộ ra kinh dị chi sắc, một hồi tim đập nhanh. Dương Thiên Đỉnh sắc mặt cũng là biến đổi, ép ép bàn tay, trấn an chúng nhân nói, đừng hoảng hốt, tiếp tục phổ biến thánh hỏa nghi thức, xúc sinh kia có phủ quang tiên tử đè lên, không lật được trời. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói. Dương Thánh Chủ, đó là thanh âm gì? Ánh mắt của hắn nhìn ra xa hướng tiếng gầm gừ phát ra chỗ, đó là cuối đường chân trời, hắn mơ hồ thấy được một vùng tăm tối phế tích. Mảnh này hắc ám phế tích, ngay tại Cửu Dương Thánh Khư khu vực biên giới, cùng ngoại giới vực sâu hỗn độn khói mù đụng vào nhau, cho nên vừa mới Diệp Thần không có phát hiện. Bây giờ nghe cái này kinh thiên tiếng gầm gừ, lúc này mới phát giác khác thường. Huyết Long cũng nhìn thấy cái kia mảnh hắc ám phế tích tồn tại. Ánh mắt chợt sáng lên, liếm môi một cái nói, chủ nhân, chỗ kia, tựa hồ có thích hợp ta cơ duyên a. Diệp Thần trong lòng hơi động nói, thích hợp ngươi cơ duyên.
Phải biết, bây giờ huyết long, thực lực đã đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế, nó chỉ kém cửu vĩ, liền có thể nhận được viên mãn, tấn thăng siêu thiên. Còn có cái gì cơ duyên, có thể gây nên hứng thú của nó? Dương Thiên Đỉnh biểu lộ phức tạp, nói, luân hồi chi chủ, đó là một đầu vực sâu tà thú âm thanh, ngàn năm trước, có một đầu gọi Chu Yếm vực sâu tà thú, bị hư thối lão tổ ném vào trong ta Cửu Dương Thánh Khư, trắng trợn sát lục. May mắn đến cuối cùng, có Phù Quang Tiên Tử ra tay, đem trấn áp cầm tù. Bằng không, ta Cửu Dương Thánh Khư, sợ là ngăn không được cái kia Chu Yếm xung kích phá hư. Trước kia lão tổ Tông Lâm già trụ một lần nữa quật khởi mạnh mẽ lên, hư thối lão tổ cũng khẩn cầu vực sâu chúc phúc, hắc ám chọc chảy đến một bước tàn phá bừa bãi, đã đản sinh ra rất nhiều tà thú, cái kia Chu Yếm có thể xưng tà thú chi vương, lợi hại hung man vô cùng. Diệp Thần ánh mắt chớp động, nói, vực sâu tà thú, Chu Yếm sao? Huyết Long, người nói cơ duyên, chính là Chu Yếm bản thân. Người muốn ăn đi Chu Yếm. Huyết Long liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt nhìn về phía phương xa hắc ám phế tích, nói, không phải, cơ duyên hẳn là cái khác, nhưng một đầu Chu Yếm tà thú, khí huyết năng lượng dồi dào, chủ nhân, người có thể đưa nó giết, luyện chế thành đan dược, đối với người tu vi rất có ích lợi a. Dương Thiên Đỉnh ở bên nghe được Diệp Thần cùng Huyết Long giao lưu, lập tức hoảng hốt, nói, luân hồi chi chủ, không thể làm loạn a, cái kia Chu Yếm tà thú 10 phần hung mãnh, liền Phù Quang Tiên Tử, cũng chỉ có thể trấn áp cầm tù, khó mà giết chết. Tất cả bởi vì Chu Yếm tà thú bản thân, khí tức cùng vực sâu tương liên, chỉ cần vực sâu bất diệt, nó sẽ không phải chết, không giết chết. Cưỡng ép sát lục, ngược lại đã quấy rầy xúc sinh kia, lại trắng trợn ngang ngược, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Xúc sinh này vừa mới gào thét, nghĩ đến là chúng ta phổ biến thánh hỏa nghi thức, xúc động địa mạch khí tức, đã quấy rầy nó, bất quá có Phù Quang Tiên Tử trấn thủ lấy, xúc sinh kia không lật được trời. Diệp Thần nói, Phù Quang Tiên Tử là ai? Dương Thiên Đỉnh nói, Phù Quang Tiên Tử đi, chính là Cực Quang Thiên Đao hóa thân. Diệp Thần Kỳ nói, Cực Quang Thiên Đao, Siva 10 pháp bên trong Cực Quang Thiên Đao. Môn tuyệt học này, chẳng lẽ lại hóa hình làm người? Chính là ngươi nói Phù Quang Tiên Tử. Siva 10 pháp bên trong, có một môn tuyệt học, liền kêu Cực Quang Thiên Đao. Siva pháp môn, vô cùng ảo diệu, in vào hắn trên hài cốt, dọc theo hắn hài cốt khí tức, rót vào địa mạch, tạo thành đủ loại dị tượng kết tinh. Tỷ như Dương Thiên Đỉnh Cửu Thiên Lôi Quan, Cửu Dương Cự Trùy, cũng là Siva tuyệt học năng lượng kết tinh. Chỉ là, Diệp Thần không nghĩ tới, Siva tuyệt học, còn có thể biến hóa thành hình người. Dương Thiên Đỉnh nói, đúng là như thế, Siva thánh địa trong, còn có một vị tù thiên lão tổ, hắn cũng là công pháp hóa thân, nhưng không phải Siva lão tổ công pháp, mà là Cửu Thiên tù thần chỉ hóa thân, đỉnh cấp thần công bí tịch, thường thường có linh tính, hóa hình làm người cũng không hiếm lạ. Diệp Thần gật gật đầu, hiểu được, nói, vậy vị này Phù Quang Tiên Tử, nghĩ đến tu vi cũng không yếu. Siva tuyệt học, mỗi một môn cũng là kinh thiên động địa, tất nhiên hóa hình làm người, cái kia uy năng tự nhiên cũng là ngập trời. Dương Thiên Đỉnh lộ ra một vòng kính úy biểu lộ, nói, đó là tự nhiên, Phù Quang Tiên Tử tu vi tạo nghệ, cao hơn tại hạ không chỉ gấp mấy lần, toàn bộ Cửu Dương Thánh Khư, cũng chỉ có nàng có thể áp chế Chu Yếm tà thú. Bằng không, cái kia Chu Yếm tà thú tàn phá bừa bãi, ta Cửu Dương Thánh Khư, sợ là thật sự toàn bộ biến thành phế tích, tất cả mọi người đều muốn trầm luân tại vực sâu, trở thành vực sâu quái vật. Diệp Thần lộ ra biểu tình tò mò, nói, Dương Thánh Chủ, ta muốn đi cái kia Chu Yếm cấm địa xem. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái kia Chu Yếm tà thú lợi hại đến mức nào, cái gọi là Phù Quang Tiên Tử, lại là dáng dấp ra sao. Bây giờ Diệp Thần tu vi, là thông thiên cảnh một tầng thiên cao giai. Đến loại này cảnh giới, hắn muốn tấn thăng, đã có chút khó khăn, cần đại lượng cơ duyên tạo hóa. Mà không không lúc nào khoảng không chủ thế giới cơ duyên, đã ít càng thêm ít, cho nên, Diệp Thần tuyệt sẽ không buông tha, bất kỳ một cái nào trở nên mạnh mẽ cơ hội. Thành như Huyết Long nói tới, nếu như cái kia Chu Yếm tà thú, thật có lợi hại như vậy, cái kia Diệp Thần có thể đem diệt sát, luyện chế thành đan dược, cứ như vậy, tu vi của hắn liền có cơ hội đột phá. Dương Thiên Đỉnh do dự nói, này, cái này không được đâu. Giống. Lúc này, phương xa lại là một đạo kinh thiên viên giống chuyển đến, Chu Yếm tiếng giống chấn thiên động địa, lại dẫn một cỗ kiêng kỵ huyết tinh chi ý. Diệp Thần nghĩ thầm, cái kia tà thú biết ta tồn tại, cho nên sao động bất an. Lập tức, Diệp Thần cũng không nói nhảm, nói thẳng, Huyết Long, chúng ta đi.
Hắn vung tay lên, huyết long hiện ra cực lớn uy mãnh hoàn chỉnh rồng hình thái, hắn liền ngự long hướng về Chu Yếm cấm địa bay đi. Luân hồi chi chủ, Dương Thiên Đỉnh khẩn trương, cũng vội vàng đuổi theo. Đỉnh núi trên tế đàn, rất nhiều cửu dương thánh khư trưởng lão các tế tự, hai mặt nhìn nhau, cũng không tốt đi ngăn cản cái gì, đành phải tiếp tục phổ biến thánh hỏa nghi thức. Diệp thần ngự long lao vùn vụt, rất mau tới đến cửu dương thánh khư cuối đường chân trời, quả nhiên thấy một mảnh thật lớn hắc ám phế tích, đang ở trước mắt hiện ra. Mảnh này hắc ám phế tích, khắp nơi đều là tường đổ, nhìn bộ dáng trước kia là một tòa thành trì, nhưng về sau tan vỡ. Diệp thần ánh mắt nhìn ra xa, trong chớp mắt, liền nhìn thấy cổ lão thiên cơ, nhìn thấy ngày xưa có một đầu cuồng thú, tại dân cư phồn hoa trong thành trì trắng trợn phá hư sát lục, cuối cùng bị một đạo giống như cực quang sáng lạng đao mang, một đao trấn áp. Ngày xưa phồn hoa thành trì, đã trở thành hắc ám phế tích, từng sợi vực sâu sương mù phóng túng tràn ngập, xoay chuyển cuồng vũ, thỉnh thoảng tạo thành như gió bão bụi mù, cuồn cuộn che khuất bầu trời. Tại trong lờ mờ mục nát hắc ám phế tích khói mù, Diệp thần mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy một đầu thân ảnh khổng lồ, hình như vượn khỉ, người già chân trần, nguy nga như núi, toàn thân xích sắt phong tỏa, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, lộ vẻ dữ tợn hung lệ chi ý, đang ngó chừng hắn cùng huyết long, trong cổ họng phát ra trầm trọng thô chọc tiếng hơi thở. Đầu hung thú này, chính là Chu Yếm tả thú sao? Diệp thần thấy được cái kia cự thú, ánh mắt lập tức động lại. Huyết long lộ ra một tia kiêng kỵ, nói, chủ nhân, người có thể chém giết nó sao? Diệp thần suy nghĩ một chút, nói, cũng có thể, nhưng cần hao phí chút đại giới. Trước mắt Chu Yếm tả thú, bản thể thực lực kỳ thực chỉ tương đương với phổ thông thiên đế, nhưng cả người vòng quanh từng sợi vực sâu hắc khí, tại vực sâu khí tức gia trì, con súc sinh này chiến đấu lực phá hoại, tuyệt đối không kém gì huyết long. Nói đúng ra, chân chính lợi hại đáng sợ, không phải Chu Yếm tả thú bản thân, mà là sau lưng nó vực sâu sức mạnh. Lấy Diệp thần thực lực, muốn chém giết đầu này tà thú mà nói, cũng muốn tiêu phí không thiếu công phu. Chủ yếu là Chu Yếm tà thú sau lưng vực sâu năng lượng, quá mức thâm trầm hùng hồn, muốn chém giết Chu Yếm mà nói, nhất thiết phải trước tiên chặt đứt nó cùng vực sâu liên lạc, đây là điểm khó khăn nhất. Nếu như không có vực sâu, đơn thuần là một đầu Chu Yếm mà nói, lấy Diệp thần thực lực, sợ là một cái hô hấp liền có thể diệt sát. Ngươi nói nơi này có ngươi mong muốn cơ duyên. Đến cùng là cái gì? Diệp thần lại hỏi. Huyết long ngắm nhìn bốn phía nói, ta còn không xác định, chủ nhân, tựa như là một bức tranh, tại súc sinh này trong bụng, có long khí. Long khí sao? Diệp thần ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Chu Yếm tà thú phần bụng, ngưng thần cảm ứng một chút, quả nhiên bắt được một tia long khí, hơn nữa có chút quen thuộc cảm giác. Là, đại uy thiên long đồ, Siva tuyệt học, thiên thủ bách cánh tay đại uy thiên long năng lượng kết tinh. Chỉ một thoáng, Diệp thần liền thấy rõ tinh tường, đã nhìn ra. Siva đủ loại tuyệt học, tại hắn hài cốt linh khí khôi phục sau, đã diễn biến thành đủ loại năng lượng kết tinh, thiên thủ bách cánh tay đại uy thiên long môn tuyệt học này, cũng ngưng kết ra kết tinh, hóa thành một bức tranh. Nếu như Diệp thần không nhìn lầm, cái kia phúc đồ liền kêu đại uy thiên long đồ, liền giấu ở Chu Yếm tà thú trong bụng, hẳn là ngàn năm trước, súc sinh này làm loạn thời điểm nuốt lấy. Thiên thủ bách cánh tay đại uy thiên long, môn tuyệt học này, Diệp thần đã nắm giữ, nếu như cầm tới đại uy thiên long đồ, cho huyết long luyện hóa mà nói, cái kia một người một rồng, tuyệt học bộc phát, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, môn này đại uy thiên long tuyệt học, uy thế sẽ cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Diệp thần ánh mắt, trở nên hừng hực. Giống, phía trước hắc ám trong phế tích, cái kia Chu Yếm tà thú, tựa hồ cũng cảm giác được Diệp thần bất lương ánh mắt. Nó lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc hung ác, nhưng cũng không e ngại, ngược lại tiến lên trước hai bước, kéo dài toàn thân xích sắt rầm rầm vang dội, tựa hồ muốn chính diện đối chiến Diệp thần. Bất quá, nó đi hai bước sau, cũng bởi vì xích sắt gò bó, không cách nào lại đi tới, chỉ có thể căm tức nhìn Diệp thần. Đi, vào xem. Diệp thần nói một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Huyết long một hồi cuồng nhiệt cùng chờ mong, long thân xoay quanh tại trên thân Diệp thần, ừ một tiếng. Nếu không muốn chết, tốt nhất đứng yên đừng nhúc nhích. Ngay tại Diệp thần cùng huyết long, muốn đi vào Chu Yếm cấm địa thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng, từ bên cạnh truyền ra, tiếp theo mà đến, là một cỗ lạnh như băng khí tức, rét lạnh người tim gan cùng cốt tủy. Chỉ thấy một bên trong rừng cây, chậm rãi đi ra một nữ tử, người mặc màu sắc sáng lạng quần áo, màu da như nguyệt quang giống như tinh khiết, ngũ quan thanh lệ tươi đẹp như vẽ,
chỉ là hai đầu lông mày mang theo một cỗ bất cận nhân tình lạnh nhạt, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm lấy bên hông liếc vác lấy một cây đao. Diệp Thần cùng Huyết Long nhìn thấy nữ tử này, ánh mắt đều là sáng lên. Nữ tử này, toàn thân khí chất không nhiễm trần thế, rực rỡ phát quang, phảng phất không phải nhân loại, mà là thuần túy từ quang minh quang huy lưu màu đỏ màu hỗn hợp mà thành tồn tại, cho người cảm giác, nàng chính là một tia rực rỡ động lòng người màu sắc rực rỡ quang. Ngươi là, Phù Quang Thiên Tử. Diệp Thần đánh giá nữ tử, nghĩ thầm nữ tử này, nghĩ đến chính là Dương Thiên Đỉnh nói tới Phù Quang Thiên Tử. Từ nhìn bề ngoài, Diệp Thần phán đoán không ra Phù Quang Thiên Tử thực lực tu vi, nàng tựa hồ chính là một tia rực rỡ sáng lạng quang, là cực quang, là cầu vồng. Diệp Thần dõi mắt xuyên thấu thân thể của nàng, cũng không nhìn thấy nàng trong kinh mạch, có bất kỳ linh khí tồn tại, chỉ có thất thải cực quang. Là ta. Phù Quang Thiên Tử thái độ vẫn như cũ lạnh nhạt, nhìn xem Diệp Thần, vừa quay đầu nhìn một chút trong cấm địa Chu Yếm tà thú, đầu này Chu Yếm, là hư thối lão tổ điều động đại lượng vực sâu năng lượng. Hóa sinh đi ra ngoài gian ác tạo vật, dựa lưng vào vô tận vực sâu, hung tàn ngang ngược vô cùng. Ta chỉ có thể mượn dùng địa mạch sức mạnh, đưa nó phong ấn nơi này, luân hồi chi chủ, người muốn làm gì, muốn giết đầu này Chu Yếm. Diệp Thần nhìn thật sâu nàng một mắt, cười cười nói, đang có ý đó. Phù Quang Thiên Tử hờ hững lắc đầu nói, không giết chết, xúc sinh này lưng tựa vực sâu, cùng cấp nắm giữa bất tử thân, cưỡng ép sát lục. Một khi dẫn bạo vực sâu sát khí, thiên địa có lật úp nguy hiểm. Luân hồi chi chủ, người chết không sao, cũng không nên liên lụy ta. Huống chi, cái này Chu Yếm là hư thối lão tổ đắc ý tạo vật, hư thối lão tổ cũng sẽ không dễ dàng nhường ngươi đắc thủ. Diệp Thần nói, tiên tử không cần phải lo lắng, ta có lòng tin xử lý cái này nhiệt xúc. Phù Quang tiên tử nhíu nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, người muốn trong bụng nó đại uy thiên long đồ. Thậm chí còn muốn đem nó luyện chế thành đan dược, tăng tiến tu vi. Diệp Thần nói, chính là. Phù Quang Thiên Tử nói, đừng có nằm mộng, người dám đi tới nửa bước, ta liền giết ngươi. Nàng gặp Diệp Thần tu vi, chỉ là thông thiên cảnh một tầng thiên cao giai, coi như thực lực chân chính, có thể cùng thượng phẩm thiên đế sánh vai, đó cũng không phải là địch thủ của nàng. Bang! Phù Quang Thiên Tử trực tiếp rút đao, kinh diễm đao quang nở rộ mà ra. Nàng đao tựa như là cực quang rèn đúc mà thành, lưu chuyển cầu vồng một dạng màu sắc, mũi nhọn mỏng như cánh ve, lập lòe lạnh lẽo chi ý. Thậm chí, toàn bộ Cửu Dương Thánh Khư, thậm chí là toàn bộ Siva Thánh Địa địa mạch, đều đang cùng nàng cộng minh lấy. Thân là Siva tuyệt học cực quang thiên đao hóa thân, Phù Quang Thiên Tử chính là cực quang thiên đao bản thân, trời sinh liền nắm giữ Siva chúc phúc, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhìn thấy Phù Quang Thiên Tử rút đao, Diệp Thần hơi kinh hãi. Cũng là lướt qua vẻ kinh ngạc, lui về sau một bước. Tại toàn bộ Siva Thánh Địa địa mạch gia trì, Phù Quang Thiên Tử thực lực, cường đại đến kinh khủng. Bất quá, tại ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, Diệp Thần rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bởi vì, so với Phù Quang Thiên Tử, thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn. Thật đánh nhau, hắn có lòng tin tại trong vòng ba chiêu, trấn áp Phù Quang Thiên Tử. Đừng xúc động như vậy, Thiên Tử, chúng ta thế nhưng là bằng hữu. Cùng chung địch nhân là hư thối lão tổ. Diệp Thần nói. Phù Quang Thiên Tử nói, ta biết, nhưng chúng ta thực lực còn chưa đủ, ít nhất, phải chờ ta luyện thành thiên trảm. Chỉ cần ta luyện thành, thiên trảm, chính là hư thối lão tổ tử kỳ. Thiên trảm, là Siva thập đại tuyệt học bên trong, uy lực xếp hạng thứ hai tồn tại, gần với vô thượng diệt thế chân giải, môn này thiên trảm tuyệt học, ký thác Siva trảm phá vực sâu hoành nguyệt, cường hoành vô song, nhất trảm ra, thiên địa diệt. Cái này cũng là Phù Quang Thiên Tử một mực theo đuổi cảnh giới. Chỉ là thiên trảm tuyệt học, sát phạt hủy diệt khí quá mức kinh khủng, ẩn chứa trong đó hủy diệt pháp tắc, lại quá mức cao thâm, cho dù Phù Quang Thiên Tử đồng dạng là Siva tuyệt học hóa thân, cũng không cách nào lĩnh ngộ. Chấm, tại ta luyện thành, thiên trảm, phía trước, ta không thể nhường ngươi nhiễu loạn ta an bình. Phù Quang Thiên Tử vẫn là nắm chặt cực quang thiên đao, vô cùng cảnh giác nhìn xem Diệp Thần, mặt tràn đầy xâm nghiêm chi ý. Thiên tử, chờ ngươi luyện thành thiên trảm tuyệt học, cũng không biết phải tới lúc nào. Ta cảm thấy, hay là trước cầm tới trước mắt chỗ tốt quan trọng. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía cái kia Chu Yếm tà thú, giống như là tại nhìn một cái thiên đại thuốc bổ. Nhưng ở Phù Quang Thiên Tử ngăn cản phía dưới, hắn lại không thể đi tới. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần cũng chỉ đành rút đao. Côn Lôn đao tế ra, Diệp Thần cầm đao nơi tay,
như nhật nguyệt giống như rực rỡ lóe lên đao quang, lập tức nở rộ, một hồi ông ông đao minh, cũng là đi theo chảy xuôi mà ra. Luận uy thế, Diệp Thần Côn Lôn đao, lại không hề yếu tại Phù Quang Tiên Tử Cực Quang Thiên đao, khí tượng thậm chí càng mạnh hơn hung hãn một chút. Nhìn thấy Diệp Thần đao trong tay, Phù Quang Tiên Tử đôi mắt đẹp cũng là co rụt lại, lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh dị, rõ ràng không nghĩ tới thế gian này, lại còn có bảo đao như thế. Luân hồi chi chủ, Phù Quang Tiên Tử, an tâm chớ vội, không thể tổn thương hòa khí. Ngay tại Diệp Thần cùng Phù Quang Tiên Tử, kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Dương Thiên Đỉnh đuổi tới, hắn nhìn thấy hai người rằng co bộ dáng, cái chán tràn đầy đại hãn, vội vàng đi ra hòa giải. Giống. Mà lúc này đây, bị phong ấn ở trong cấm địa chu yếm tà thú, cũng là phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, đầy mắt hừng hực nhìn chằm chằm Diệp Thần, một bộ khiêu chiến bộ dáng. Diệp Thần muốn cầm nó làm thuốc bổ, nó cũng là ý tưởng giống nhau. Nếu có thể thôn phệ Diệp Thần mà nói, nó thực lực đủ để thuế biến, tránh thoát gò bó rời đi nơi đây. Súc sinh này muốn tìm cái chết, liền để ta thành toàn nó a. Diệp Thần ánh mắt lướt qua vẻ lạnh lẽo, cười cười nói. Phù Quang Tiên Tử trầm mặc một chút, nói, có thể, nếu như ngươi có thể đánh lui ta, ta liền để ngươi đi vào. Xuất đao a, luân hồi chi chủ, ta cũng nghĩ xem, thực lực của ngươi có bao nhiêu, Siva lão tổ thế mà chọn chúng ngươi, gọi ngươi tới đào ra hắn hài cốt, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta cho là hắn sẽ chờ ta. Lời nói này, Phù Quang Tiên Tử tiếng nói hơi có điểm yếu ớt, nàng kỳ thực khẩn cầu Siva thưởng thức, nhưng Siva cũng không có ở trên người nàng, ký thác quá nhiều hy vọng, mà là đem nhiệm vụ quan trọng cắt cử cho Diệp Thần. Tiên Tử, luân hồi chi chủ, không thể tổn thương hòa khí a. Dương Thiên Đỉnh trong lòng bất đắc dĩ, khoát tay khuyên can, để ngang giữa hai người. Bây giờ đại địch trước mặt, hắn thực không muốn nhìn thấy phe mình nội bộ sinh biến. Diệp Thần cười nói, không sao. Dương Thánh Chủ, liền để ta tới cùng Phù Quang Tiên Tử luận bàn một chút đi, người tránh ra. Nói đi, Diệp Thần toàn thân làn da chợt bắn ra kim quang, một cỗ cuồng bạo khí thế mạnh mẽ, giống như là biển gầm bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền đem Dương Thiên Đỉnh ép liên tiếp lui về phía sau. Đây là, kim cương bất hủ thể. Dương Thiên Đỉnh nhìn thấy Diệp Thần trên da tia sáng, còn có mơ hồ lấp lánh phù văn, lập tức chấn động, một mắt liền nhận ra, đây là kim cương bất hủ thể khí tượng. Kim cương bất hủ thể, chính là Siva 10 pháp bên trong, duy nhất luyện thể pháp môn, sau khi luyện thành, thân thể kim cương bất hủ, thậm chí có thể chống cự phần thiên đại kiếp bộ phận dày vò. Tại trong 72 trụ thần, Siva gặp phần thiên đại kiếp đau đớn, tương đối mà nói, không có khác trụ thần nghiêm trọng như vậy, bởi vì thể chất của hắn, cực kỳ cường hoành, kim cương bất hủ, lâm giả trụ chính là hắn bất hủ tượng trưng, cường hoành đến liền Phạn Thiên cùng Vizanu, đều sợ không tới lâm giả trụ bài cuối cùng. Luận nhục thân mạnh mẽ, Siva một người, liền có thể nghiền ép tất cả trụ thần, hắn là quá vĩ đại chiến thần cùng võ thần, đơn thuần lấy sức mạnh thân thể, vũ lực mà nói, không người là địch thủ của hắn. Diệp Thần kim cương bất hủ thể, đương nhiên còn không có Siva mạnh mẽ như vậy, nhưng đã mới nhập môn hạp, thân thể cũng coi như đến tình cảnh kim cương bất hoại, có thể xưng vạn pháp bất xâm, chư tà không vào. Tại cực hạn bộc phát kim cương bất hủ thể sau, Diệp Thần cảm thấy, mình cùng Cửu Dương Thánh Khư địa mạch, cũng là thành lập nên một tia cộng minh, tựa như nhận được địa mạch chúc phúc. Đã như thế, hắn cùng Phù Quang Tiên Tử, ở địa mạch chúc phúc bên trên chênh lệch, cũng đại đại rút nhỏ. Phù Quang Tiên Tử nhìn thấy Diệp Thần thể bốc lên kim quang uy mãnh bộ dáng, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, liền xem như nàng, cũng còn không có bước vào kim cương bất hủ cánh cửa. Đắc tội! Diệp Thần âm thanh trầm xuống, xuất thủ trước, huy động Côn Lôn đao. Một đao không có chút xinh đẹp nào hướng về Phù Quang Tiên Tử bổ tới. Huyết Long cũng nghĩ trợ lực, muốn nhập thân vào trên thân đao. Diệp Thần truyền âm nói, Huyết Long, ngươi không cần ra tay, đây chỉ là luận bàn, không cần liều mạng như vậy. Huyết Long hiểu ý, liền chỉ chiếm cứ tại trên thân Diệp Thần, cũng không nhúng tay. Cực quang khắp nát vụn, thiên đao phá. Phù Quang Tiên Tử mắt thấy Diệp Thần đao thế cuồng mãnh, cũng không có ngạnh bính. Chỉ thấy nàng vung đao múa ra, chỉ một thoáng đao quang như cực quang cầu vồng rực rỡ, loạn mắt người mắt. Nàng đã mượn loạn quang che lấp, thân thể lóe lên một cái, vòng tới Diệp Thần đằng sau, hoành đao hướng Diệp Thần cổ chém tới. Một đao này lấy cực quang che lấp, hư thực biến hóa vô cùng ảo diệu, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như là bình thường người, có thể liền trúng chiêu. Bất quá, Phù Quang Tiên Tử đối mặt,
thế nhưng là Diệp Thần. Diệp Thần cảm quan 10 phần nhạy cảm, đối với trong cõi u minh nguy hiểm, cũng là có một loại vi diệu phán đoán. Tại phù quang tiên tử xuất đao trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên thu đao, trở tay để ngang phần gáy. Thật là khủng khiếp lực phản ứng, cư nhiên bị dự đoán trước. Xem ra luân hồi chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Phù quang tiên tử kinh hãi, một đao liền chém vào Diệp Thần côn luân trên đao, hai đao giao kích va chạm ra chói mắt hỏa tinh. Diệp Thần cảm thấy một cỗ phản chấn sức mạnh truyền đến, cực kỳ cường hoành, may mắn hắn đã luyện thành kim cương bất hủ thể, bằng không cổ đầu đều có thể bị chấn nát. Phù quang tiên tử thân là cực quang thiên đao hóa thân, trời sinh mang theo Siva hủy diệt chúc phúc, lại có địa mạch chúc phúc, rất nhiều gia trì, nàng một đao uy thế, đủ để chém giết thượng phẩm thiên đế. May mắn Diệp Thần thực lực đủ mạnh mẽ, cũng không có thụ thương, hắn cơ biến cấp tốc, tại phù quang tiên tử kinh ngạc lúc, vừa mới thu liễm đao thế lần nữa tuôn ra, một đao chém về phía phù quang tiên tử thân thể mềm mại. Hỏa thiên đao, cực hạn thọ ôn hỏa thuật khí tức, quán chú đến côn luân trong đao, cả thanh đao trong nháy mắt bị một tầng đen như mực hỏa khí bao trùm, đao thế thâm trầm hùng hồn như biển. Chanh, phù quang tiên tử khẽ cắn môi, vội vàng cử đao đón đỡ. Chỉ cảm thấy một cỗ vô song sức mạnh truyền đến, nàng bị chấn động đến mức liên tục hốt hoảng lui lại. Chỉ là vừa đối mặt, Diệp Thần liền đem phù quang tiên tử đánh lui. Đa tạ. Diệp Thần cười cười. Chớ cao hứng quá sớm, ta cũng không có chịu thua, còn không có kết thúc. Phù quang tiên tử ánh mắt phát lạnh, cũng không có dễ dàng chịu thua, chỉ cho là chính mình vừa mới nhất thời sơ suất, cho nên mới bị Diệp Thần đánh lui. Luận thực lực chân chính mà nói. Nàng không tin chính mình không sánh được Diệp Thần. Nàng có kiêu ngạo của nàng cũng khát vọng nhận được Siva nhìn chăm chăm, nàng tuyệt sẽ không thất bại. Cực quang múa, vẫn sát. Phù quang tiên tử lần nữa xuất đao, một vệt cầu vồng màu xanh đao mang, giống như rực rỡ cực quang, từ nàng trên thân đao bộc phát ra, mang theo nàng lực lượng toàn thân, còn có địa mạch sức mạnh, Siva chúc phúc chi lực, không giữ lại chút nào thao thao bất tuyệt phá diệt hết thảy một dạng hướng về Diệp Thần lăng không chém giết tiếp. Chủ nhân cẩn thận. Huyết Long nhìn thấy phù quang tiên tử một đao này hung mãnh như vậy, vội vàng nhắc nhở. Đừng lo lắng, ta có thể ứng phó hết thảy. Diệp Thần vẫn là chấn định như thường bộ dáng, lại lý do cẩn thận, điều động nhật chi thạch năng lượng, hít sâu một hơi, thể nội linh khí cấp tốc mở rộng, nhìn xem phù quang tiên tử lăng không bổ tới một đao, hắn cũng là một đao chính diện chém ngược mà ra. Lôi tai điện hỏa. Diệp Thần bộc phát cửu thiên chân lôi chú, cuồn cuộn lôi đình chi lực. Chút xuống đến trong thân đao, cùng thọ ôn hỏa khí dung hợp, màu tím đen lôi điện, lập tức điên cuồng từ trên thân đao nổ tung mà ra. Diệp Thần xưng là, hỏa thiên kinh lôi đao. Hoắc rồi. Một chiêu này hỏa thiên kinh lôi đao chém ra, thực sự là kinh thế lôi đình nổ tung, tai ách hỏa khí tàn phá bừa bãi, một mảnh màu tím đen rộng rãi đao quang lao ngược lên trên, chỉ một chút, liền đem phù quang tiên tử đao quang toàn bộ nghiền nát. Chanh một tiếng, Diệp Thần đao. Đánh chúng vào phù quang tiên tử đao, một đao liền đem cái sau đao đánh bay. Phù quang tiên tử cả người, tại Diệp Thần cuồng bạo lôi điện hỏa đao công kích đến, thân thể mềm mại cũng là giống như cỏ khô héo bay ngược ra ngoài, cổ họng ngòn ngọt, phốc phốc một chút phun ra máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nát, gân cốt tận nứt, bị thương rất nặng. Dương Thiên Đỉnh a một tiếng, toàn thân run rẩy, không nghĩ tới Diệp Thần hung hãn như vậy, trong chớp mắt, đã đem phù quang tiên tử trọng thương đánh bay. Thậm chí, phù quang tiên tử bị đánh rơi phương hướng, vừa vặn chính là trong cấm địa Chu Yếm tả thú phương hướng. Chu Yếm nhìn thấy phù quang tiên tử bay xuống tới, trong đôi mắt lập tức lộ ra cuồng nhiệt thần sắc hưng phấn. Phù quang tiên tử người ở giữa không trung đã nhanh đã hôn mê, chợt thấy một đôi mạnh mẽ hữu lực hai tay, ôm lấy chính mình. Đó lại là Diệp Thần. Khi nhìn đến phù quang tiên tử bị đánh bay sau, Diệp Thần lập tức lóe lên một cái, thuấn gian di động. Liền xuất hiện tại phù quang tiên tử trước người, hai tay nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. Phù quang tiên tử, lần này ngươi chịu nhận thua sao? Diệp Thần nhìn xem phù quang tiên tử mặt tái nhợt cho, khẽ cười nói. Phù quang tiên tử lộ ra vẻ cười khổ, cũng đã không có khí lực nói chuyện. Diệp Thần nhẹ nhàng kéo tay thon của nàng, hít sâu một hơi, vận chuyển dược vương bí điển phì nhiêu pháp môn, một chiêu ánh sáng của bầu trời thần dược thuật quán chú. Cuồn cuộn linh quang quán chú vào thân thể mềm mại của nàng bên trong đi. Chỉ một thoáng, phù quang tiên tử liền cảm giác toàn thân ôn lương, không nói ra được thoải mái, bể tan tành nội tạng cùng gân cốt, lại phi tốc khép lại.
Diệp Thần ôm nàng, hai người như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất, chờ rơi xuống đất sau, Phù Quang tiên tử thương thế, liền hoàn toàn tốt. Ngô! Phù Quang tiên tử cổ họng phát ra một tiếng ngâm khẽ, cảm thụ được mình đã khỏi hẳn cơ thể, lập tức ngơ ngác xuất thần. Đầu nàng một hồi chóng mặt, vừa mới chiến đấu tiêu hao linh khí, còn không có khôi phục, nhưng thương thế xác thực hoàn toàn khỏi rồi. Luân hồi chi chủ, ngươi! Phù Quang tiên tử trong mắt đẹp, lộ ra một vòng không thể tin thần sắc, không nghĩ tới Diệp Thần y thuật, lại lợi hại đến nước này. Diệp Thần đang muốn nói cái gì, đột nhiên phía trước một tiếng giống to, chấn động đến mức hắn mảng nhĩ phát run. Lại là hắn cùng Phù Quang tiên tử, sau khi rơi xuống đất, liền chính diện đối mặt cái kia trụ yếm tà thú. Trụ yếm tà thú thân thể nguy nga như núi, đang phẫn nộ gầm thét, giống như hận không thể đem Diệp Thần cùng Phù Quang tiên tử ăn hết, liều mạng hướng phía trước cất bước. Nhưng lại bị từng cái cấm chế xích sắt trói buộc, chỉ có thể tại quanh thân vài chục bước phạm vi bên trong hoạt động. Tiên tử, người trước tiên lui sau. Diệp Thần buông ra Phù Quang tiên tử, nhìn về phía trước trụ yếm, trong mắt liền phun lên một vòng nóng bỏng chi ý, cảm nhận được một cỗ mênh mông sinh mệnh lực. Nếu như có thể chém giết trụ yếm, đem luyện chế thành đan dược, đối với Diệp Thần tu vi, nhất định là rất có ích lợi. Soát. Diệp Thần siết đao nơi tay, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Huyết Long cũng là tương đương ăn ý, chiếm cứ tại Diệp Thần trên cánh tay cùng trên thân đao. Một người một con rồng một đao như thế một thể, khí thế đại thịnh. Phù Quang tiên tử biết Diệp Thần muốn giết Chu Yếm, tiến tới một bước, muốn khuyên can, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng, chỉ yên lặng nhìn xem. Huyết Long, chúng ta bên trên. Diệp Thần bàn chân hung hăng tại mặt đất giẫm một cái. Thân thể giống như tên nỏ tiêu xạ mà ra, trong tay đao liền hướng Chu Yếm chém tới. Ông một tiếng, một cỗ màu xám đậm đao quang, liền từ Diệp Thần côn luân trên đao nổ đi ra, ẩn chứa trong đó sụp đổ, hỏa thiên, long uy ba cỗ sức mạnh, đao thế mãnh liệt vô cùng. Nhưng, khi Diệp Thần đao, tới gần Chu Yếm sau, hắn cũng cảm giác chính mình giống như lâm vào vũng bùn đầm lầy bên trong, đao thế vậy mà trở nên trì trệ, tay chân cũng như quán duyên bàn trở nên vô cùng trầm trọng. Là vực sâu phóng xạ. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, nhất thời cảm thấy không đúng. Chỉ thấy Chu Yếm thân thể cao lớn bên trên, lượn lờ từng sợi màu đen sương mù cuồn cuộn ở giữa, từng cỗ thâm trầm phóng xạ chấn động, khuếch tán ra, trong đó lại ẩn chứa mãnh liệt ăn mòn nguyền rủa khí tức. May mà Diệp Thần đã luyện thành kim cương bất hủ thể, không có lọt vào nguyền rủa xâm hại, nhưng ở vực sâu phóng xạ phía dưới, động tác đã biến phải chậm chạp rất nhiều. Giống. Chu Yếm rít lên một tiếng, lông xù cự thủ lăng không quét ngang xuống, muốn đem Diệp Thần một chưởng vỗ làm thịt. Nhìn thấy một màn này, Phù Quang tiên tử cùng Dương Thiên Đỉnh đều là phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Nhật Nguyệt thân pháp. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cơ biến cấp tốc, cước bộ một cái giao thoa, thân thể một chút lấp lóe, giống như một đạo Nhật Nguyệt tia sáng giống như hơi mở, né tránh Chu Yếm một chưởng. Phịch một tiếng, Chu Yếm thế đại lực trầm một chưởng, hung hăng nện ở trên mặt đất. Đánh đất rung núi chuyển, càn khôn chấn động. Xuy. Diệp Thần đứng vững cước bộ, lập tức thừa cơ chém ra một đao, ngay tại trên thân Chu Yếm, chém ra một đầu sâu đậm vết thương. Chu Yếm da dày thịt thô, thể trạng cực kỳ cường hãn, nhưng Diệp Thần côn luôn đao, lại là vô cùng sắc bén, đủ để nhẹ nhõm phá vỡ kẻ này ra thịt. Nhưng tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy từng sợi xương mù màu đen, quanh quẩn tại Chu Yếm trên vết thương, miệng vết thương của nó. Càng là cấp tốc khép lại, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục, ngay cả vết sẹo cũng không có lưu lại. Đây là... Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần cùng Huyết Long có chút kinh ngạc. Cách đó không xa Phù Quang tiên tử lớn tiếng nói, đi mau. Luân hồi chi chủ, đừng đánh nữa. Cái này nhiệt xúc có vực sâu che chở, tương đương với nắm giữa bất tử thân, người giết không chết nó. Vạn nhất người bị vực sâu ăn mòn, càng là không ổn. Đối mặt Chu Yếm. Phù Quang tiên tử trước kia có thể làm, cũng chỉ là phong ấn, căn bản giết không chết. Tại vực sâu che chở cho, Chu Yếm coi như bị thương, cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, hơn nữa trên người quanh quẩn vực sâu khí tức, tùy thời đều có thể đem người ăn mòn. Vực sâu bất tử thân sao? Diệp Thần nghe được Phù Quang tiên tử mà nói, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Giống. Lúc này, Chu Yếm lại là rít lên một tiếng, bàn tay lôi lấy từng cái cấm chế xích sắt. Lần nữa hướng Diệp Thần quét tới. Diệp Thần muốn né tránh, nhưng ở vực sâu phóng xạ ảnh hưởng dưới, thân hình trở nên vô cùng trì trệ, lại không kịp ngăn cản,
phịch một tiếng, liền bị Chu Yếm đánh bay, cơ thể trọng trọng đâm vào bên cạnh trên một ngọn núi, sau khi đem sơn phong va sụp, Diệp Thần cả người cũng là bị loạn thạch bao phủ. Luân hồi chi chủ, Phù Quang Tiên Tử cùng Dương Thiên Đỉnh cùng kêu lên kinh hô, chỉ cho là Diệp Thần đã bỏ mình. Chu Yếm vô cùng hưng phấn gào thét một tiếng, cũng cho là Diệp Thần chết, liền nhanh chân chạy đến sụp đổ núi đá phía trước, hai tay khai quật muốn đem Diệp Thần móc ra ăn hết. Diệp Thần thân là luân hồi chi chủ, nhục thân linh khí 10 phần dồi dào, nếu như Chu Yếm thôn phệ, nó đủ để nghịch thiên thuế biến, thoát khỏi phong ấn gò bó. Nhưng tiếp theo sát, Chu Yếm cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa đặc thù. Vùng cấm địa này bóng tối bao trùm, tràn ngập vực sâu chọc lưu phóng xạ, ngàn năm qua bộ dáng cũng là hoàn toàn u ám. Nhưng bây giờ, biến hóa kinh người xuất hiện, trong không khí, không biết bắt đầu từ lúc nào, xuất hiện một chút bay huỳnh một dạng kim quang rót vào đại địa, hắc ám hoang vu đại địa, rút ra từng cây mầm non, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh liền lượt sinh ra hoa bỉ ngạn, cây ngân hạnh các loại mỹ lệ thực vật. Từng mảng lớn thảm thực vật, mang theo thịnh vượng phì nhiêu khí tức, cấp tốc phủ kín mảnh này hắc ám cấm địa, trong không khí tràn ngập thấm người hương khí. Rõ ràng là hoa cỏ thực vật phát ra khí tức, lại có chút đan dược hương vị, làm cho người hít thở một cái, liền cảm giác tâm thần thanh thản. Nhưng, Chu Yếm trong đôi mắt, lại là tràn ngập sợ hãi. Trên người nó vực sâu khí tức, lại như dưới ánh nắng chứa chan tuyết động giống như, cấp tốc tan rã, bị từng sợi phì nhiêu linh khí, triệt để tan rã. Phì nhiêu chúc phúc, tan rã hết thảy hắc ám. Không hiểu hoảng sợ, từ Chu Yếm ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Nó cước bộ không cầm được lui lại. Phù Quang Thiên Tử cùng Dương Thiên Đỉnh đều ngơ ngác nhìn xem chung quanh biến hóa, ngàn năm qua tử địa, bây giờ lại trở thành một mảnh phì nhiêu xum xuê đất màu mỡ. Răng rắc răng rắc. Vừa mới chôn cất Diệp Thần núi đá, bắt đầu phá toái. Diệp Thần thân hình chậm rãi nổi lên, trên thân tràn ngập phì nhiêu kim quang, khóe miệng mang theo một nụ cười, nhìn xem trước mắt Chu Yếm. Phong tự quyết, nở rộ a. Diệp Thần trên đỉnh đầu, một cái to lớn phong chữ dâng lên, chung quanh phì nhiêu linh khí trở nên càng hừng hực, tất cả vực sâu hắc ám đều bị áp chế xuống. Thì ra vừa mới, Diệp Thần bị Chu Yếm một chưởng đánh bay, là hắn cố ý dương bại, dẫn dụ Chu Yếm buông lỏng cảnh giác, hắn lại vận chuyển phì nhiêu bí pháp. Diệp Thần trên đỉnh đầu phong chữ, chính là dược phương bí điển tinh yếu chỗ, ẩn chứa trong đó phong nhương chú cùng tiêu tan nghiệt giải ách chú hai đại áo nghĩa. Phong nhương chú lệnh hắc ám đại địa, sinh ra phồn hoa, áp chế vực sâu, mà tiêu tan nghiệt giải ách chú, nhưng là trực tiếp đem Chu Yếm cùng vực sâu liên lạc, triệt để tan rã. Tại tiêu tan nghiệt giải ách nguyền rủa bao phủ xuống, Chu Yếm trên người vực sâu khí tức, đã hoàn toàn bị tiêu mất. Nhật Nguyệt Thần Hoàng Trảm. Diệp Thần không nói hai lời, lôi lệ phong hành, một đao cuồng bổ đi ra, thổi phù một tiếng, như Nhật Nguyệt giống như huy hoàng đao quang, liền hung hăng chạm tại Chu Yếm trên thân thể. Chu Yếm muộn giống một tiếng, thân thể như núi lở giống như ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng, ngũ quan vặn vẹo đau đớn, lần này, đã mất đi vực sâu che chở, miệng vết thương của nó không cách nào lại khép lại. Diệp Thần chỉ là một đao, liền đem nó chém thành trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên Đỉnh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hưng phấn cuồng nhiệt nói. Luân hồi chi chủ, hảo thủ đoạn. Diệp Thần trước tiên tan rã Chu Yếm cùng vực sâu liên lạc. Lại xuất đao trọng trảm, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, hiệu quả nhanh chóng. Chu Yếm sinh mệnh lực mặc dù hùng hồn, nhưng lọt vào Diệp Thần một đao trọng trảm, cũng là bị thương rất nặng, liền bò đều không bò dậy nổi. Trước kia cái này Chu Yếm, tại ta Cửu Dương Thánh Khư làm loạn, cướp đi Đại Uy Thiên Long Đồ, ngay tại trong bụng nó. Luân hồi chi chủ, người nhanh xé ra nó bụng dưới, đem Đại Uy Thiên Long Đồ móc ra. Dương Thiên Đỉnh lớn tiếng đạo. Diệp Thần gật gật đầu, cầm đao nơi tay, nhanh chân đi hướng về phía trước, liền nghĩ xé ra Chu Yếm bụng. Tê tê. Nhưng lúc này, một cổ quỷ dị huyên náo sột soạt âm thanh truyền ra. Chu Yếm vết thương máu tươi chảy xuôi, vào lúc này lại biến thành đen như mực thối giữa màu sắc, như thối giữa nước bùn cùng chất keo, đen chọc huyết dịch bên trong lại vẫn hỗn hợp có từng cái thi trùng. Một cỗ kịch liệt mùi hôi thối, từ trên thân Chu Yếm tràn ngập ra, xông thẳng Diệp Thần cái mũi. Làm cho hắn lông mày nhíu một cái, rất là cảnh giác, lùi lại mấy bước, tập trung tinh thần phòng bị đứng lên. Chỉ thấy Chu Yếm trên mặt, lộ ra hết sức thống khổ thần sắc, vết thương tại hư thối, loét đang khuếch tán, thật giống như một giọt mực nhỏ vào một ly thanh thủy bên trong đi,
hắc ám bẩn đục khí tức phóng túng lan tràn. Trong khoảnh khắc, chủ yếm thân thể càng là cấp tốc hư thối bị bại, da thịt đều bị ăn mòn hơn phân nửa, từng cái thi trùng tại nó trong xương cốt nhúc nhích, lạch cạch một tiếng, nguyên bản tại trong bụng nó đại uy thiên long đồ, đã mất đi cái bụng gò bó, trực tiếp liền rớt xuống. Mắt trần có thể thấy công phu, chủ yếm càng là giống như một bộ độ cao hủ hóa thi thể, toàn thân da thịt hư thối biến thành màu đen, hai tay ôm đầu, liên tục phát ra đau đớn gào thét, đợi đến cuối cùng tiếng gầm gừ rừng, nó trên mặt da thịt cũng bị ăn mòn đến thất thất bát bát, hốc mắt trống rỗng thiêu đốt lên hai sợi quỷ hỏa, nhìn mười phần dọa người. Là, hư thối lão tổ nguyền rủa. Diệp Thần sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức kinh khủng, tại trong cơ thể của chủ yếm nổi lên. Từng sợi hư thối hôi thối thi khí, tại trên thân chủ yếm phát ra, để cho chung quanh phì nhiêu thực vật, nhao nhao khô héo biến thành màu đen, một cái hắc ám thối giữa vũng bùn sinh thành, đồng thời cấp tốc khuếch trương. Luân hồi chi chủ. Một đạo già nua thâm trầm âm thanh, càng là từ trong cơ thể của chủ yếm phát ra tới. Chủ yếm trong hốc mắt, thiêu đốt nhảy lên hai sợi quỷ hỏa, phảng phất cũng có trí tuệ con người cùng linh tính, đang yên lặng đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần lập tức tê cả da đầu, cảm nhận được một cỗ sâu đậm nguy hiểm. Cách đó không xa Dương Thiên Đỉnh, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị, hét lớn, không xong, hư thối lão tổ hiển linh. Luân hồi chi chủ, cầm. Lần này, lộ vẻ hư thối lão tổ hiển linh, nhập thân vào trên thân chủ yếm. Kinh dị phía dưới, Dương Thiên Đỉnh đem chính mình cửu dương cự trùy cùng cửu thiên lôi quan, đều cùng nhau tế ra, hóa thành một tia lưu quang, hướng Diệp Thần vào tới. Diệp Thần lúc này đã cảm thấy hư thối lão tổ nguy hiểm, cái kia cỗ hư thối bị bại khí tức, không ngừng khuếch trương lan tràn, liền hắn kim cương bất hủ thể, đều có loại bị ăn mòn rách nát dấu hiệu. Hắn vội vàng tiếp lấy cửu dương cự trùy cùng cửu thiên lôi quan, cái này cửu thiên lôi quan, là cửu thiên chân lôi nguyền rủa năng lượng kết tinh, hắn đã sớm nắm giữ cửu thiên chân lôi chú. Đang cầm đến cửu thiên lôi quan sau, Diệp Thần một cách tự nhiên, đem dung hợp đến trong thân thể mình, chỉ một thoáng thể sinh lôi đình. Tử quang mãnh liệt, Diệp Thần sức mạnh to lớn thêm vài phần. Còn có cái kia cửu dương cự trùy, chính là Siva tuyệt học bên trong, cửu dương hám thiên trùy kết tinh, ẩn chứa Siva chí cương chí mãnh chí thuần sức mạnh. Diệp Thần nắm chặt nơi tay, như có Siva chúc phúc, cả thanh cự trùy bắn ra ánh sáng màu vàng óng, như liệt dương hòa thuận vui vẻ, lại cùng Diệp Thần kim cương bất hủ thể, cửu thiên chân lôi chú các loại tuyệt học cộng minh. Trong chốc lát, Diệp Thần liền cảm thấy khí thế tăng vọt. Lấy được cửu thiên lôi quan cùng cửu dương cự trùy sau, hắn tu vi trực tiếp đột phá, đầu tiên là đột phá đến thông thiên cảnh một tầng thiên đỉnh phong, mạnh nữa nhiên xông vào nhị tầng thiên sơ giai liệt kê. Lần này liên tục đột phá, làm cho Diệp Thần khí mạch sôi sục, toàn thân tràn ngập cương mãnh sức mạnh, hăng hái bành trướng. Cái này Siva thánh địa, lượt là cơ duyên, vừa mới Dương Thiên Đỉnh cho Diệp Thần cửu thiên lôi quan cùng cửu dương cự trùy, chính là hai đạo lớn cơ duyên. Lập tức liền để hắn lâm trận đột phá đến nhị tầng thiên. Tay nắm lấy cửu dương cự trùy, lại thêm tu vi đột phá, hư thối lão tổ hư thối khí tức phóng xạ, cuối cùng bị Diệp Thần chặn lại. Chủ yếm, không, nói đúng ra, là hư thối lão tổ, hắn nhập thân vào trên thân chủ yếm, trong đồng tử hai điểm quỷ hỏa đang nhảy nhót, nhìn xem Diệp Thần tay cầm cự trùy, bộ dáng như lâm đại địch, hắn lộ ra lướt qua một cái ý cười. Nụ cười này mười phần ôn hòa. Nhưng xuất hiện tại trên chu yếm đã hủ hóa gương mặt, liền lộ ra vô cùng quỷ dị cùng khiếp người. Luân hồi chi chủ, không cần khẩn trương như vậy. Giữa chúng ta, có lẽ có hiểu lầm gì đó. Ta và ngươi, cũng không phải là địch nhân. Tương phản, chúng ta có cùng chung địch nhân, chính là danh xưng Dương Thần Thủy Tổ Đại Đế, Ân, hoặc dùng ngươi quen thuộc cách gọi, là Quang, Thái Sơ Chi Quang. Hư thối lão tổ chậm rãi mở miệng, tiếng nói thê lương mà trầm ngưng. Ngươi đang nói cái gì, chúng ta không phải địch nhân, chẳng lẽ vẫn là bằng hữu sao? Diệp Thần lông mày nhướn lên, cũng không nói nhảm, thân thể đột nhiên lướt ầm ầm ra, cửu dương hám thiên trùy. Trong tay hắn cự trùy, mang theo kinh thế cương mãnh chi uy, hung hăng đập về phía chu yếm đầu. Đang cầm đến cửu dương cự trùy sau, Diệp Thần đã một cách tự nhiên, lĩnh ngộ cửu dương hám thiên trùy môn tuyệt học này, một trùy ra, chí cương chí mãnh võ đạo bá khí bộc phát. Tựa như có thể đạp nát thế gian vạn vật. Đối mặt Diệp Thần hung mãnh như vậy một chùy, hư thối lão tổ cũng không có lựa chọn ngạnh bính. Siva tuyệt học, tất cả lấy hung mãnh bá đạo tăng trưởng, luận vũ lực mạnh, chư thần đều không phải là Siva địch thủ, cũng sẽ không có người ngu xuẩn như vậy, cùng Siva chính diện giao phong. Lập tức,
hư thối lão tổ thao túng Chu Yếm thân thể, nghiêng người né tránh. Chu Yếm thân thể khổng lồ, nhưng ở hư thối lão tổ dưới thao túng, lại là trở nên vô cùng linh hoạt mau lẹ. Tại né tránh Diệp Thần một chùy sau, hư thối lão tổ tay bóp quyết, một cỗ quỷ bí phóng xạ, lập tức như gợn sóng dạo rực mở ra. Cỗ này phóng xạ, mang theo hỗn loạn, tai ngược, kinh khủng, mục nát, hôi thối khí tức, giống như một mảnh biển đen hướng Diệp Thần cuốn tới. Nếu là người bình thường bị thôn phệ, chỉ sợ trong nháy mắt hòa tan, tiêu tan giữa thiên địa. Diệp Thần mở ra kim cương bất hủ dưới hạ thể, cái này thối giữa phóng xạ, không tổn thương được hắn, nhưng trước người hắn không gian, lại triệt để hư thối rơi mất, tựa như trở thành một đoàn đầm lầy vũng bùn. Hắn tại cái này bùn nhão một dạng trong không gian, mọi cử động trở nên vô cùng trì trệ, tay nắm lấy cửu dương cự trùy, chỉ có một thân vũ lực, lại không cách nào thi triển đi ra. Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Hư thối lão tổ nhàn nhạt nhìn xem Diệp Thần đạo. Đánh giám. Diệp Thần lại không có mảy may nói nhảm, tâm niệm khẽ động, dạ hoàng kinh bộc phát, thân thể như hắc ám hòa làm một thể, lập tức hóa giải hư thối lão tổ phóng xạ, thậm chí thân dung vào trong phóng xạ, một chút vòng tới hư thối lão tổ phía sau lưng. Đập cho ta. Diệp Thần tư thái cuồng bạo, của cửu dương cự trùy, vẫn là một chiêu cửu dương hám thiên trùy, mang theo diệt thế một dạng uy năng, không có chút xinh đẹp nào hướng về hư thối lão tổ đầu đập tới. Không tốt. Hư thối lão tổ lập tức kinh ngạc, hắn vạn vạn không ngờ tới, tại chính mình hư thối phóng xạ bao phủ xuống, Diệp Thần lại còn có thể thoải mái như vậy hoạt động, thậm chí một chút nhiễu giết đến phía sau lưng của hắn. Hắn đánh giá thấp Diệp Thần. Phanh! Trong lúc vội vàng, hư thối lão tổ căn bản không kịp ngăn cản né tránh, liền bị Diệp Thần hung hăng một chùy, đập vào Chu Yếm trên đầu. Thiên ngoại truyền thuyết, Shiva vĩ lực vô tận, một khi bị Shiva cận thân, tam thanh đều phải chết. Khoảng cách gần chém giết phía dưới, tất cả trụ thần đều không phải Shiva địch thủ, hết thảy thần thông pháp tác diệu pháp, ở đó cỗ dã man lực lượng cuồng bạo phía dưới, đều chỉ có phá toái cho bụi hạ tràng. Bây giờ Diệp Thần nắm giữ Shiva đủ loại tuyệt học, sức mạnh cũng là buông thả bá đạo hung hãn đến không biên giới, một khi bị hắn cận thân, siêu phẩm thiên đế đều nguy hiểm. Liền xem như Nhậm Phi Phàm, chém giết gần người trạng thái, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị Diệp Thần nhất kích bị thương. Răng rắc, chỉ thấy Diệp Thần một chùy, liền đập bạo Chu Yếm đầu, đỏ trắng bắn tung tóe đi ra, Chu Yếm gào lên đau xót một tiếng, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất. Hô, tại một chùy đập bạo Chu Yếm sau, Diệp Thần cảm giác gân cốt một hồi như tê liệt đau đớn, trong tay cửu dương cự chùy cũng là trở nên vô cùng trầm trọng. Shiva tuyệt học lấy cương mãnh bá đạo tăng trưởng, đối với thể lực tiêu hao cũng là dị thường cực lớn, Diệp Thần chịu tu vi có hạn, cũng không thể đánh lâu. Hắn hô hấp điều tức, âm thầm điều động phì nhiêu kim đan âm dương thần chỉ linh khí, tẩm bổ bản thân. Ô, mà tại Chu Yếm ngã xuống đất sau, một tia hắc khí, theo nó vỡ tan sọ não bên trong bay ra, chậm rãi bốc lên đến giữa không trung, hóa thành một bóng người. Đó là một người mặc áo bào đỏ lão giả, da thịt hư thối bốc mùi, thoạt nhìn như là một bộ ngâm trong nước nhiều ngày thi thể, toàn thân tràn đầy nhúc nhích sôi trào côn trùng, bộ dáng cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Nhưng hết lần này tới lần khác một đôi mắt hạt châu, lại là tinh mang lấp lóe như là tia chớp khiếp người, sáng tỏ có thần, chính là hư thối lão tổ. Chính chủ cuối cùng hiện thân sao, tới đánh đi. Diệp Thần nhe răng cười một chút, cuối cùng đem hư thối lão tổ bước đi ra, tại cửu dương thánh khư trên địa bàn, hắn có lòng tin đem hư thối lão tổ diệt sát. Hư thối lão tổ nhìn xem Diệp Thần cái kia trương dương phóng túng bộ dáng, gương mặt một hồi biến sắc. Liên tục người nhẹ nhàng lui lại, nói. Luân hồi chi chủ, hà tất như thế? Ta nói, chúng ta không phải địch nhân, mà là bằng hữu. Chúng ta đều nghĩ chém chết Thái Sơ, người cũng đã nói, muốn nghịch thiên trảm thần, chư thần cũng là Thái Sơ nanh vuốt, chúng ta có thể liên thủ thí thần, chờ chém chết Thái Sơ. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy, quát lên, ngậm miệng a. Đánh gãy huyền đao, phá. Chanh một tiếng, Diệp Thần vứt bỏ chùy đổi đao. Côn Lôn đao cuốn lấy kinh thế tia sáng, còn có tiêu tan nghiệt giải ách nguyền rủa áo nghĩa, cuồng bạo vô cùng chém về phía hư thối lão tổ. Đây là muốn chặt đứt vực sâu một đao. Diệp Thần cảm thấy, hư thối lão tổ sau lưng, là một mảnh vực sâu kinh khủng, cái sau có vực sâu chúc phúc, thần thông cực kỳ cường đại. Nếu như đơn thuần là hư thối lão tổ mà nói, Diệp Thần có thể đối phó, nhưng lại muốn đối mặt hư thối lão tổ sau lưng vực sâu, hắn chỉ cảm thấy bất lực. Hắn không có khả năng cùng toàn bộ vực sâu đối kháng. Cho nên,
muốn chiến thắng hư thối lão tổ mà nói, nhất thiết phải trước tiên chặt đứt hắn cùng vực sâu liên lạc. Chỉ cần không có vực sâu chúc phúc, hư thối lão tổ cũng không phải là không thể chiến thắng. Lúc này Diệp Thần vạn pháp tùy tâm, Lâm Trận có thể sáng tạo ngàn vạn tuyệt học, một đao này là đem Côn Luân đao phong mang, cùng tiêu tan nghiệt giải ách nguyền rủa diệu pháp dung hợp, là vì đánh gãy huyên đao. Hư thối lão tổ hai mắt lộ ra một vòng kinh diễm khen ngợi thần thái, Diệp Thần đao pháp, quá tinh diệu, buông thả bá đạo bên trong, lại có âm dương biến hóa vô tận vận luật. Lấy đao kiếm võ học mà nói, Diệp Thần đã là có 10200 lúc nào khoảng không, chư thiên đệ nhất. Hư thối lão tổ lần nữa lui lại, xoẹt một tiếng, Diệp Thần đao quang tấn mãnh, ánh đao biên giới, vẫn là tại hư thối lão tổ trên thân thể, chém ra một đầu thật dài vết thương. Từ vết thương kia bên trong, có từng cái thi trùng hỗn hợp có bẩn thỉu chất lỏng phun tung tóe đi ra, vô cùng ác tâm. Hư thối lão tổ cơ thể, đơn giản chính là một bộ thi thể thối rữa. Mà quỷ dị hơn là, Diệp Thần chém bị thương hắn sau đó, thân thể của hắn vết nứt, nhưng lại đang nhanh chóng khép lại. Thân thể tựa như bùn nhão bóp thành đồng dạng, có thể tùy ý nhào nặn nhúc nhích gây dựng lại. Thấy thế, Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn muốn chặt đứt hư thối lão tổ cùng vực sâu liên lạc, nhưng bây giờ lại phát hiện, hư thối lão tổ tựa hồ chính là vực sâu bản thân. Hoặc nói đúng ra, hư thối lão tổ cả người, đều cùng vực sâu tương dung, hắn tựa như một giọt không đáng kể thủy, dung nhập vào trong mênh mông vô biên vực sâu chi hải. Diệp Thần phải đối mặt. Chính là như thế một mảnh minh mông vô biên, đủ để bao phủ chư thiên vạn tượng vực sâu hắc ám hải dương. Hắn muốn chặt đứt hư thối lão tổ cùng vực sâu liên lạc, trừ phi trước tiên sấy khô toàn bộ vực sâu hải. Bằng không, chỉ có vực sâu còn có một giọt nước tồn tại, hư thối lão tổ sẽ không phải chết, hắn là vực sâu ngàn vạn đặc tính, triệu tỷ tỷ hóa thân một trong. Ngươi không giết chết được ta, luân hồi chi chủ, ta cùng với vực sâu tương dung, ta là vực sâu hải tử. Vực sâu giống như nước ối đem ta bao khỏa, là mẫu thân của ta. Người muốn giết ta, liền trước tiên chém chết vực sâu, đó là ngay cả Thái Sơ đều không làm được sự tình. Hư thối lão tổ âm thanh 10 phần thê lương, hai mắt lộ ra một cỗ nhìn thấu thế sự trí tuệ. Đạo tâm của hắn vô cùng kiên định, Diệp Thần cùng tại chỗ Dương Thiên Đỉnh, Phù Quang Tiên Tử, đều có thể tinh tường cảm nhận được hư thối lão tổ ý chí, chính là muốn để vực sâu bao phủ hết thảy, chôn vùi Thái Sơ. Hắn cái kia mãnh liệt đạo tâm, thậm chí tạo thành một cỗ phóng xạ, chịu ảnh hưởng của này phóng xạ, Dương Thiên Đỉnh cùng Phù Quang Tiên Tử đều lộ ra một tia đờ đẫn thần sắc, phảng phất đã bị mê hoặc, tán đồng hư thối lão tổ lý niệm, muốn quy y tại vực sâu dưới trướng. Trước kia Dương Thiên Đỉnh sư đệ Cổ Diệt Chân Quân, chính là bị mê hoặc làm phản. Nói nhảm nhiều quá, thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi. Luân hồi Phật tướng, mở. Diệp Thần quát to một tiếng. Khí thế đột nhiên tăng vọt, vừa mới tại nhìn thấy hư thối lão tổ sau lưng minh mông vực sâu sau, hắn đích xác sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác vô lực. Nhưng, cỗ này mặt trái cảm giác, rất nhanh liền tán đi, đấu trí cùng chiến ý một lần nữa dấy lên, phúc trí tâm linh ở giữa, Diệp Thần đã nghĩ đến diệt sát hư thối lão tổ biện pháp. Ầm ầm, bàng bạc Phật quang, lập tức liền từ trên thân Diệp Thần bạo phát đi ra, một đạo nguy nga vạn trượng kinh thiên Phật tướng, tại sau lưng Diệp Thần bày ra. Đồng thời câu thông cửu dương thánh khư địa mạch năng lượng, mênh mông kim quang không ngừng lăn tuôn ra, bá đạo Phật đạo uy áp, liền hướng hư thối lão tổ nghiền áp xuống. Ta lấy Phật tâm Phật pháp, gột rửa ma tà, chỉ cần ép diệt ngươi ý chí, đó chính là giết chết ngươi. Diệp Thần vung ra một trường, Phật đà một trường lăng không bạo sát tiếp, muốn đem hư thối lão tổ một trường diệt sát. Đích xác, hư thối lão tổ lưng tựa vực sâu, hắn hoàn toàn hòa vào vực sâu. Gần như không có khả năng tiêu diệt. Nhưng, chỉ cần Diệp Thần oanh diệt ý thức của hắn, coi như hắn còn có nhục thân tồn tại, đó cũng là người chết. Hư thối lão tổ ra mặt co rúm, vạn không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền giấy lên đấu trí, lại hướng hắn ra tay. Cái này tiên Phật thần thánh một trường, cũng là để cho hắn cảm nhận được vô song áp lực. Hưu, hư thối lão tổ một cái phi thân, giống như một đầu phi thiên dạ xoa, né tránh Diệp Thần hung hãn Phật trường. Sau đó một tiếng thở dài. Thôi, xem ra không đem ngươi trấn áp, ngươi là không chịu nghe thật hay ta nói chuyện. Vực sâu ma giáp thân, mở. Chỉ thấy hư thối lão tổ ánh mắt đột nhiên lăng lệ, toàn thân tràn ngập ra vô biên hắc khí, như vực sâu như biển, rầm rầm sôi trào, ầm ầm bạo động, cấp tốc biến thành một tôn thiên địa pháp tướng, chừng cao vạn trượng, lộ ra ma thần tư thái, thân thể bao trùm lấy thật dày đen như mực giáp trụ,
ma khí cuồn cuộn, khí thế rộng rãi. Phanh! Hư thối lão tổ oanh ra một trường, ma giáp cự trưởng cùng Diệp thần Phật chỉ tay đụng, tuôn ra một cỗ kinh thiên tiếng va chạm, Phật ma khí lưu xé rách, tạo thành kinh khủng phong bạo, đem Dương Thiên Đỉnh cùng Phù Quang Thiên Tử đều ép liên tục bay ngược. Hai người ánh mắt mang theo một cỗ vẻ kinh hãi, nhìn cái kia vực sâu ma giáp thân to lớn khí tượng, cái này hiển nhiên là hư thối lão tổ át chủ bài. Diệp thần thực lực, liền hung hãn đến nước này, trực tiếp ép hư thối lão tổ vận dụng át chủ bài. Diệp thần sầm mặt lại, chỉ cảm thấy hư thối lão tổ một trường bên trong, ẩn chứa vô biên vực sâu ma khí, cực kỳ kinh khủng. Hắn luân hồi Phật Pháp, cũng có chút áp chế không nổi, thậm chí ngược lại bị hư thối lão tổ áp chế. Một chút xíu vực sâu ma khí, không ngừng dọc theo bàn tay của hắn, tràn ngập từng bước xâm chiếm tới. Phật ma song trưởng đối bính, một bên là chính đại hùng hậu Phật quang, một bên khác là đen như mực thâm trầm ma khí, hai tướng rằng qua phía dưới, lại là hư thối lão tổ ma trưởng, hơn một chút. Hắn vực sâu khí tức, không ngừng ăn mòn Diệp thần Phật quang. Diệp thần có cửu dương thánh khư địa mạch phụ trợ, lại cũng đánh không lại hư thối lão tổ, rơi xuống hạ phong. Lại tiếp như vậy, ta thua không nghi ngờ. Vực sâu uy năng, càng là mênh mông như thế. Diệp thần thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Mà hư thối lão tổ, trên mặt nhưng là mang theo vẻ tức giận, vừa mới hắn ôn tồn muốn theo Diệp thần nói chuyện, nhưng Diệp thần căn bản không có phản ứng hắn, hắn bây giờ liền nghĩ hung hăng thất bại Diệp thần một phen. Luân hồi chi chủ, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay nếu không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật coi vực sâu dễ khi dễ. Hư thối lão tổ đôi mắt hàn quang xâm nghiêm, bàn tay ma khí không ngừng dâng lên ăn mòn tới, Diệp thần khó mà đối nghịch. Oanh! Ngay tại Diệp thần suy nghĩ đối sách thời điểm, phương xa chợt truyền đến một cỗ kinh thiên oanh minh, chỉ thấy có vạn trọng kim quang nghịch sông, như hãn hải mãnh liệt, nộ kích thương thiên, chùm tia sáng kim sắc bên trong, lại xen lẫn triệu tỷ tỷ đạo đếm không hết kiếm khí. Đầy trời kim sắc sắc bén kiếm khí, như là thác nước hiu 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 bạo rơi, cho dù cách nhau cực xa. Diệp thần cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ lăng lệ kiếm thế, là siêu phẩm thiên đế uy thế. Là nhậm tiền bối. Diệp thần lấy làm kinh hãi, một chút thiên cơ hiểu rõ, liền biết là nhậm phi phàm ra tay, muốn chém chết hủy diệt cổ thành, đem thành chủ cổ diệt chân quân cùng dạ hàn, đều giết rồi. Hủy diệt cổ thành cách cửu dương thánh khư, tương đương xa xôi, nhưng nhậm phi phàm kiếm thế kinh thiên, hắn xuất kiếm rộng rãi khí tượng, cũng là chiếu rọi đến nơi đây. Nhậm phi phàm. Làm sao có thể? Hư thối lão tổ nhìn thấy phương xa phía chân trời chùm tia sáng kim sắc, cũng là trong nháy mắt biến sắc. Trước đây Diệp thần cùng nhậm phi phàm, mới vừa đến Siva thánh địa thời điểm, hắn cũng không có trước tiên cảm thấy được, nhưng khi nhậm phi phàm đánh tới hủy diệt cổ thành, hắn đã bắt được nhân quả. Chỉ là, hủy diệt cổ thành nội tình thâm hậu, có trăm vạn hùng binh, lại thêm đủ loại sát trận lớn, hắn cũng không cho là, nhậm phi phàm lẻ loi một mình, cũng có thể diệt hết hủy diệt cổ thành. Càng không khả năng đem cổ diệt chân quân cùng dạ hàn đều giết rồi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy nhậm phi phàm như thế rộng rãi khí tượng, hư thối lão tổ chính là một hồi dùng mình. Hắn đánh giá thấp nhậm phi phàm. Thậm chí, hắn nghe được cổ diệt chân quân cùng dạ hàn tiếng kêu cứu. Hai người này, đối mặt nhậm phi phàm, hoàn toàn đánh không lại, thậm chí ở địa bàn của mình, đều có thể bị giết chết. Hừ, ngược lại là khinh thường các ngươi. Hư thối lão tổ sắc mặt trở nên tương đương âm trầm, hừ lạnh một tiếng, sau đó chợt thu hồi vực sâu ma giáp thân thể hóa thành một tia sương mù màu xám, lao nhanh hướng về hủy diệt cổ thành phương hướng lướt tới. Diệp thần áp lực ngừng lại tùng, nhìn thấy hư thối lão tổ rời đi, thầm nghĩ, hắn muốn đi đối phó nhậm tiền bối. Nghĩ tới đây, Diệp thần cũng là khẩn trương lên, không lo được thu thập chiến lợi phẩm, lập tức hướng hư thối lão tổ đuổi theo. Nhìn thấy Diệp thần cùng hư thối lão tổ đều rời đi, Phù Quang Tiên Tử cùng Dương Thiên Đỉnh nhìn nhau. Dương Thiên Đỉnh hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, hỏi, tiên tử, phải làm sao mới ổn đây? Nhìn bộ dáng này, hư thối lão tổ hiển nhiên là dự định tự mình ra tay, không tiếp tục ẩn giấu. Đơn thuần là một cái hư thối lão tổ, đương nhiên uy hiếp không được nhậm phi phàm cùng Diệp thần, nhưng hư thối lão tổ sau lưng, lại là vô tận mênh mông vực sâu hắc ám, đủ để đem hết thảy bao phủ. Phù Quang Tiên Tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ngón tay nhỏ nhắn kết động diễn toán một chút, nhìn một chút trên mặt đất chu yếm thi thể, cỗ thi thể này đã là xác thối, nhưng bên trong vẫn như cũ mang theo thâm trầm dư thừa năng lượng hắc ám. Dương Thánh Chủ, người lấy chu yếm thi thể làm tài liệu hiến tế, tăng nhanh một chút nhiên thiên trảm thánh hỏa,
ta đi giúp luân hồi chi chủ. Phù Quang Tiên Tử nói. Dương Thiên Đỉnh nói, thế nhưng là, luân hồi chi chủ tựa hồ muốn đầu này Chu Yếm, luyện chế đan dược tới. Phù Quang Tiên Tử nói, ngươi chiếu ta nói xử lý chính là. Nói đi, nàng cũng sẽ không nhiều lời, thu đao vào vỏ, tung người một cái, hóa thành một đạo thất thải cực quang, hướng Diệp Thần đuổi theo. Dương Thiên Đỉnh ngẩn ngơ, không thể làm gì, đành phải y theo Phù Quang Tiên Tử phân phó, quét dọn chiến trường, thu Chu Yếm thi thể, lại thu lấy bức kia Đại Uy Thiên Long Đồ. Lúc này, Diệp Thần truy đuổi hư thối lão tổ, sau khi ra Cửu Dương Thánh Khư, đã mất đi quang minh cùng địa mạch che chở, thiên địa lại là một bộ lờ mờ khói mù mục nát bộ dáng, bóng tối vô biên phóng xạ ăn mòn tới. May mắn, Diệp Thần có Cửu Dương cự trùy phòng thân, đem cái này cự trùy đeo tại sau lưng, từng sợi kim quang nhàn nhạt lan tràn ra, nhẹ nhõm chống cự lại chung quanh phóng xạ. Cửu Dương cự trùy là Shiva tuyệt học, Cửu Dương hám thiên trùy năng lượng kết tinh này, thần thánh rộng rãi quang minh, đủ để phòng ngự vực sâu, đại đại giảm bớt Diệp Thần áp lực. Tại chớp mắt bay qua mấy ngàn dặm sau, Diệp Thần liền thấy một tòa to lớn thành trì hình dáng, hắc ám như sắt đúc một dạng tường thành tràn ngập lạnh lùng khí tức, đó chính là Hủy Diệt Cổ Thành, tại Cổ Diệt Chân Quân tại hư thối lão tổ chỉ điểm, tạo dựng lên thành trì. Tòa thành trì này, mặc dù gọi Hủy Diệt Cổ Thành, nhưng địa mạch chỗ sâu tích chứa pháp tắc, lại là vực sâu, hư thối, từng bước xâm chiếm, vặn vẹo, chôn vùi, sát khí trầm trọng. Nhưng bây giờ, ở tòa này hắc ám trong cổ thành, lại tràn ngập vô cùng sáng chói khí tượng. Chỉ thấy có một đạo chùm tia sáng kim sắc, thẳng tắp xuyên qua thiên khung, một đạo cao ngất thân ảnh, liền huyền không đứng sừng ở cột sáng phía trước, đó chính là Nhậm Phi Phàm. Thời khắc này Nhậm Phi Phàm, siêu phẩm thiên đế uy thế toàn bộ triển khai, toàn thân kim sóng chiều đáng, trên da có từng đạo nhàn nhạt phù văn màu vàng, liền phát đuôi cũng thay đổi làm kim sắc, thần thánh vô song. Phía sau hắn, một bức tranh cuốn bày ra, cái kia đồ quyển càng là lập thể, không chỉ có một tầng, mà là có ngàn ngàn vạn vạn tầng, tựa như một cái đa duy không gian kết cấu, đúng là hắn vĩ đại kỳ quan, sát sinh kiếm trận đồ. Sát sinh kiếm trận đồ bày ra, vô tận kim quang hiện lên, hóa thành cái kia xuyên qua bầu trời chùm tia sáng kim sắc, trận đồ bộc phát ra vô tận kiếm khí, như thác nước thiên rơi giống như, hung hăng hướng về phía dưới Hủy Diệt Cổ Thành chém giết mà đi. Hủy Diệt Cổ Thành chỗ bao la, có trăm vạn hùng binh, càng có vô số đại trận, từng cái người mặc áo giáp màu đen vệ binh, muốn mở đại trận ra cùng Nhậm Phi Phàm đối kháng, nhưng căn bản làm không được. Nhậm Phi Phàm sát phạt quá thịnh, đầy trời kim sắc kiếm khí như thác nước thiên vũ hướng rơi xuống, trong cổ thành từng tòa phòng ốc kiến trúc, trong nháy mắt bị chảm bổ đến bạo toái, núi non sông ngòi toàn bộ đánh gãy diệt, trong thành rất nhiều đại trận trận cơ, cũng là toàn bộ bị phá hủy, căn bản không kịp phát huy ra tác dụng, liền tuyên cáo phá toái. Có hai thân ảnh, một cái là Ngũ Tuần lão giả bộ dáng, một cái khác là cái cưỡi cửu vĩ hồ thanh niên, nhiều lần nghĩ xông lên thiên cùng Nhậm Phi Phàm giao chiến, nhưng đều bị đầy trời bạo rơi kiếm khí ép liên tiếp lui về phía sau, vô cùng chật vật. Hai người này chính là thành chủ Cổ Diệt Chân Quân cùng Dạ Hàn. Sát sinh kiếm trận đồ, như thế nào hung hãn như vậy? Nhậm Phi Phàm, người hiến tế tương lai của mình. Hư thối lão tổ trở lại Hủy Diệt Cổ Thành. Liếc nhìn Nhậm Phi Phàm kinh thiên khí thế, lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn tinh tường cảm thấy, Nhậm Phi Phàm tương lai đã đoạn tuyệt, là chính hắn chặt đứt. Nhậm Phi Phàm tự chém tương lai, hiến tế tương lai mình tất cả sinh mệnh, chút xuống đến sát sinh kiếm trong trận đồ, cho nên hắn sát sinh kiếm trận đồ, mới có thể bộc phát ra khủng bố như vậy uy lực, chém giết hết thảy, ép tới Dạ Hàn cùng Cổ Diệt Chân Quân đều không ngẩng đầu được lên. Nhậm tiền bối. Diệp Thần nhìn thấy bộ dáng Nhậm Phi Phàm, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn cũng đã nhìn ra, Nhậm Phi Phàm là hiến tế tương lai, nháy mắt nở rộ bộc phát, cho nên mới có thể uy áp cả tòa Hủy Diệt Cổ Thành. Cái này đại giới, chính là Nhậm Phi Phàm tính mệnh, chỉ còn lại không đủ một tháng. Hắn đã không có tương lai. Diệp Thần dùng mình, phía trước Nhậm Phi Phàm chứng đạo siêu thiên, cũng là dựa vào hiến tế tương lai thủ đoạn, kể từ lúc đó bắt đầu, tuổi thọ của hắn, cũng chỉ còn lại có trên dưới 3 năm. Vốn là, Diệp Thần có thể dùng thần giáp mệnh tinh chúc phúc, vì hắn hóa giải tai kiếp, lần nữa khôi phục tuổi thọ của hắn. Nhưng, Nhậm Phi Phàm cũng không có tiếp nhận, hắn muốn đưa chỗ chết mà hậu sinh, muốn tại đại kiếp đến lúc, lại mượn Diệp Thần chúc phúc, trùng kích đạo quân cảnh giới. Bây giờ, Nhậm Phi Phàm càng hung ác, lại hiến tế tương lai, còn sót lại 3 năm tuổi thọ, đều bị hắn hiến tế. Hắn lúc này tuổi thọ,
cũng chỉ còn lại có không đến một tháng. Diệp Thần sợ hãi không thôi, nếu như tại trong tháng này, Nhậm Phi Phàm có thể thuận lợi mang theo Siva, đi tới Tinh Không Bỉ Ngạn mà nói, tại Siva chúc phúc phía dưới, tuổi thọ của hắn, có thể khôi phục. Nhưng vạn nhất, xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu? Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, Nhậm Phi Phàm điên cuồng như vậy. Lúc này Phù Quang Tiên Tử cũng bay đến tới, cùng Diệp Thần sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn thấy Nhậm Phi Phàm hiến tế tương lai, cực hạn bộc phát, uy áp toàn thành bộ dáng, nàng cũng bị chấn động. Hiu hiu hiu, Nhậm Phi Phàm tựa như đắm chìm tại trong cảnh giới của mình, hai tai không nghe thấy ngoại sự, tiếp tục thôi động sát sinh kiếm trận đồ, vô tận kiếm khí bạo rơi, đã nhanh đem trọn tọa hủy diệt cổ thành san bằng, chém làm phế tích. Đủ, hư thối lão tổ tức giận. Vực sâu ma giáp thân hiển hóa, trong tay xuất hiện một thanh lạnh lùng thái đao, hắn lăng không vung vẩy thái đao, như ma thần ngày qua, đen như mực đao mang lấp lóe, một đạo phá vỡ hư không, hướng Nhậm Phi Phàm chém tới. Lúc này hư thối lão tổ thân ở hủy diệt trong cổ thành, có vực sâu địa mạch gia trì, uy thế hung mãnh vô song, tại Diệp Thần trong mắt, hư thối lão tổ khí thế, so với phía trước tại Cửu Dương Thánh khư thời điểm, cường hãn mấy lần. Cái này quá kinh khủng. Tại vực sâu chúc phúc cùng gia trì, hư thối lão tổ lại bá đạo như thế. Xuy, hư thối lão tổ nhất đao, liền chặt đứt Nhậm Phi Phàm sau lưng chùm tia sáng kim sắc, đao thế không có suy giảm chút nào, lại hung hăng bổ vào trên thân Nhậm Phi Phàm. Phanh, Nhậm Phi Phàm tại chỗ bị đánh bay, cho dù hắn hiến tế tương lai, cực hạn bộc phát sát sinh kiếm trận đồ, nhưng cũng không phải hư thối lão tổ địch thủ. Tại hủy diệt trong cổ thành, hư thối lão tổ quả thực là tồn tại vô địch. Dù là Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế tới đều không dùng. Nếu như ở bên ngoài, Nhậm Phi Phàm còn có thể cùng chi giao phong, nhưng ở đây, lại không có bao nhiêu phần thắng. Sát sinh kiếm trận đồ hóa thành lưu quang tán đi, mà Nhậm Phi Phàm, cơ hồ bị trọng thương, bị thương rất nặng, thân thể như đạn pháo, trọng trọng bị đánh rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái kinh khủng hố sâu, bụi trần sôi sục, loạn thạch bay tứ tung. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy, Nhậm Phi Phàm sinh mệnh lực, từ hừng hực mãnh liệt trạng thái, trở nên yếu ớt thảm đạm. Hư thối lão tổ tại thuộc về hắn địa giới, địa mạch cùng vực sâu gia trì, đơn giản vô địch, một đao liền đem Nhậm Phi Phàm trọng thương. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt đột biến, vội vàng bay vụt đi qua, Phù Quang Tiên Tử đi theo phía sau hắn. Hai người bay đến Nhậm Phi Phàm chỗ, đem hắn đỡ ngồi xuống. Chỉ thấy lúc này Nhậm Phi Phàm, bên hông là một đạo cực kỳ dữ tợn vết thương. Hư thối lão tổ vừa mới một đao kia, cơ hồ đem hắn chém bị thương. Hơn nữa, hư thối lão tổ trong đao thế, ẩn chứa cực kỳ khủng bố mục nát khí tức, cỗ khí tức này ăn mòn tới, Nhậm Phi Phàm liền tựa như đã trúng thối giữa kịch độc, vết thương máu tươi chảy xuôi, hoàn toàn là màu đen thùi lùi, còn sinh sôi ra từng cái ngọa nguậy côn trùng, nhìn phi thường khủng bố. Dược phương bí thuật. Diệp Thần khẽ cắn môi, lập tức thi triển dược phương bí thuật, ánh sáng của bầu trời thần dược thuật. Tiêu tan nghiệt giải ách chú, phong nhương chú các loại pháp môn, hỗn hợp có âm dương bên trong thần chỉ phì nhiêu linh thủy linh khí, một mạch hướng về Nhậm Phi Phàm miệng vết thương quán chú đi vào. Tại Diệp Thần trị liệu xong, Nhậm Phi Phàm vết thương hư thối kịch độc bị hóa giải, chậm rãi khép lại. May mà bây giờ Diệp Thần y thuật cao minh, bằng không vừa mới hư thối lão tổ một đao kia, đã có thể muốn Nhậm Phi Phàm mệnh. Mà tại Diệp Thần thi triển lúc điều trị, chung quanh từng cái mặc hắc giáp vệ binh nhao nhao xông tới, rất nhanh tựa như thùng sắt giống như đem Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm, Phù Quang Tiên Tử ba người vây quanh. Dạ Hàn cùng Cổ Diệt Chân Quân cũng tới đến đây, cảnh giác nhìn xem Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, trong lúc nhất thời nên cũng không dám động thủ. Nhậm Phi Phàm vừa mới vô địch tư thái, thực sự đem hai người chấn nhiếp đến, coi như nhìn thấy Nhậm Phi Phàm thụ thương, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phù Quang Tiên Tử thương một chút rút ra trường đao. Thân thể mềm mại tràn ngập ra một cỗ cầu vồng lưu huỳnh một dạng quang, cũng là vô cùng cảnh giác nhìn xem bốn phía. Lần này, nàng và Diệp Thần, xem như một mình đi sâu vào, trực tiếp lâm vào hủy diệt cổ thành vệ binh trong vòng vây. Trong nội tâm nàng suy nghĩ lộn xộn chuyển, lại không biết làm sao có thể phá cục. Đều lui ra đi. Một giọng già nua, truyền khắp toàn trường. Hư thối lão tổ mở miệng, hắn đôi mắt mang theo xâm nghiêm, thân thể chậm rãi từ không trung hạ xuống. Tham kiến lão tổ, Cổ Diệt Chân Quân cùng rất nhiều vệ binh, đồng loạt quỳ xuống, thái độ khiêm cung, chỉ có Dạ Hàn cưỡi tại Cửu Vĩ Hồ phía trên không quỳ. Hư thối lão tổ, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi.
Nhậm Phi Phàm tại Diệp Thần trị liệu xong, thương thế khôi phục rất nhanh, nhưng nguyên khí tiêu hao quá lớn, lúc này đối mặt hư thối lão tổ, lại là có vẻ hơi bất lực. Hắn phát hiện, chính mình đánh giá thấp hư thối lão tổ. Hoặc nói đúng ra, là đánh giá thấp vực sâu sức mạnh. Hư thối lão tổ mượn nhờ thâm uyên chi lực, vừa mới một đao kia, quả thực là chém giết chư thiên vô địch, đủ để chôn vùi hết thảy, Nhậm Phi Phàm cũng đỡ không nổi. Ta cũng đánh giá thấp các ngươi. Hư thối lão tổ nhìn xem Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, ngữ khí tương đương thâm trầm. Cho các ngươi một cái cơ hội, quy thuận vực sâu, ta không giết các ngươi. Chỉ cần các ngươi quy thuận vực sâu, từ nay về sau, đại gia chính là thân bằng hảo hữu. Chờ thế giới quy khư, chư thiên hủy diệt, thiên ngoại thiên cũng hủy diệt, các ngươi giống như ta, có vực sâu che chở, sẽ không chết. Hắn vậy mà mở miệng, muốn lôi kéo Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm. Diệp Thần nhịn cười không được, nói, ngươi nói cái gì, thân bằng hảo hữu. Nếu không phải trước ngươi nguyền rủa thiên đấu sát thần, ta đều nhanh tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Phía trước thiên đấu sát thần, lọt vào ba quỷ thần nguyền rủa, thiếu chút nữa thì luân hãm. Cho nên, Diệp Thần đối với ba quỷ thần, không có hảo cảm chút nào. Hơn nữa từ nơi sâu xa, hắn cũng cảm thấy, ba quỷ thần mưu đồ, quá mức hắc ám, muốn hủy diệt chư thiên, muốn tiêu diệt tất cả ánh sáng, đây không phải âm dương hòa hài, là bóng tối vô tận. Diệp Thần sẽ không tiếp nhận loại kết cục này. Hư thối lão tổ lắc lắc đầu nói, ngày đó đánh giết thần là nghiệt vật, không cần đối với hắn có cái gì nhân từ, coi hắn là thành một cái sát lục dùng lợi kiếm liền có thể. Sai không phải ta, mà là các ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, đánh rắm. Tại cùng hư thối lão tổ lúc nói chuyện, hắn âm thầm hô hấp điều tức, khôi phục lực lượng của mình, vừa mới vì Nhậm Phi Phàm chữa thương, quả thực tiêu hao không nhỏ. Hư thối lão tổ đã nhìn thấy Diệp Thần cử động, nhưng cũng không để ý, nói, chiến tranh đã mở ra, các ngươi không đứng tại người thắng một bên, chính là bên thua. Mục đích của ta rất đơn giản, phụng vực sâu pháp chỉ, phá vỡ hết thảy trật tự, hủy diệt chư thiên, bao phủ hết thảy hữu hình cùng vô hình tồn tại, để cho thế giới trầm luân đến trong bóng tối. Tiếp đó, chờ giết chết quang, giết chết dương thần, chúng ta có thể một lần nữa hòa giải âm dương, trùng kiến một cái hoàn mỹ thế giới. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể siêu thoát trên thế giới, thu được vĩnh hằng. Không sai biệt lắm được, Diệp Thần nghe hư thối lão tổ một phen ngôn luận, biểu lộ vẫn là lạnh nhạt, chậm rãi đem lưng đeo cửu dương cự trùy cầm xuống, phịch một tiếng, đổ nện ở đại địa bên trên. Một vòng màu vàng gợn sóng, lập tức khuếch tán ra, mang theo cường hoành uy áp, lập tức đem chung quanh từng cái hắc giáp vệ binh, chấn động đến mức đầu ong ong, khí tức trệ tắc nghẽn. Ta tới đây, không phải nghe ngươi giảng đạo lý lớn. Ta cũng có của ta đạo. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên lăng lệ, khí thế nổ tung, thể nội chợt tuôn ra 12 thanh phi kiếm, chính là thiên hình 12 kiếm. Hiu hiu hiu. Thiên hình 12 kiếm mang theo kinh khủng địa ngục thiên phạt khí tức, như gió lốc múa may cuồng loạn, chém về phía bốn phía, kim phong, liệt hỏa, sương tuyết, lôi đình các loại kinh thế khí tượng, tia sáng vạn trọng cuồn cuộn, giống như một vùng ngân hà từ thiên ngoại bay tới. Xoẹt, xoẹt. Một màn kinh người xuất hiện, bốn phía thùng sắt một dạng hắc giáp vệ binh, lọt vào Diệp Thần thiên hình 12 kiếm chém giết, trận hình lập tức bị lôi xé tan tác, từng trận tiếng kêu thảm thiết phát ra, đám người chết thì chết, thương thì thương. Người chết ngược lại là giải thoát, người bị thương chịu thiên hình kiếp phạt dày vò, tựa như bị phần thiên đại kiếp quấn thân, lâm vào thế gian cực đoan nhất dày vò trong thống khổ, tiếng kêu thê lương tràn ngập thiên địa. Mà tại sau lưng Diệp Thần, một bức địa ngục đồ quyển chậm rãi bày ra, chung quanh vệ binh đau đớn kêu rên, đủ loại tâm tình tiêu cực, toàn bộ hội tụ đến hắn địa ngục đồ quyển bên trong, làm cho cả tòa địa ngục trở nên vô cùng chân thực, đủ loại núi thây biển máu, yêu ma quỷ quái kỳ cảnh, ở trong đó chìm nổi. Hoa lạp. Diệp Thần toàn thân địa ngục ma khí bao trùm, phủ thêm một bộ thêu thùa núi thây, lạc ấn biển lửa hắc ám trường bào bao trùm, để cho Diệp Thần tựa như trở thành địa ngục chi vương, là hắc ám hóa thân. Hủy diệt trong cổ thành vực sâu phóng xạ, đối với hắn ăn mòn ảnh hưởng, hạ xuống thấp nhất. Siêu. Tiếp theo sát, Diệp Thần động, thân hình hoàn toàn không nhận vực sâu phóng xạ ảnh hưởng, thế như lôi điện, tay nắm lấy cửu dương cự trùy. Một chùy cuồng mãnh vô song hướng về hư thối lão tổ đập tới. Hư thối lão tổ đồng tử co vào, hắn không nghĩ tới, ở địa bàn của mình, Diệp Thần còn dám hướng hắn ra tay. Tự tìm cái chết. Hư thối lão tổ tức giận, sau lưng vực sâu khí tức bành trướng ngưng kết,
hóa thành một khỏa tựa như trái tim giống như nhịp đập lấy vặn vẹo cực lớn u ác tính, quỷ dị dơ bẩn ác độc oán niệm khí tức, không ngừng từ viên kia u ác tính bên trong tản mát ra. U ác tính cũng không phải là vực sâu toàn bộ, vực sâu là hắc ám hội tụ tượng trưng, mà u ác tính, nhưng là trong vực sâu, nhất là ác độc, kinh khủng nhất, là cực đoan nhất tồn tại, không có một tia ngay mặt đồ vật có thể nói, thuần túy là hắc ám tà ác hóa hình. Cho dù đối với vực sâu con dân tới nói, u ác tính thủ đoạn cũng không thể tùy tiện vận dụng, bằng không tự thân cũng có thể là bị u ác tính ký sinh, chết oan chết uổng. Nhưng bây giờ, hư thối lão tổ lại hiển hóa ra một khỏa u ác tính. Hiện ra, hắn là bị Diệp Thần chọc giận, lại vận dụng một lá bài tẩy. Xoẹt! Hư thối lão tổ vung đao, hắn lúc này, đang mở ra vực sâu ma giáp thân, cao vạn trượng như tu la ma thần một dạng pháp tướng, tay nắm lấy một thanh thái đao liền theo hư thối lão tổ vung tay động tác, phá không hướng Diệp Thần chém xuống. Phanh phanh, phanh phanh! Giữa thiên địa, lại trở về đi lại một hồi hữu lực tiếng tim đập, đó là hư thối lão tổ sau lưng, u ác tính tại bác động. Theo u ác tính nhịp đập, phổ biến khí thức quỷ dị tràn ngập, hư thối lão tổ trong tay thái đao, cũng là che phủ một tầng thật dày màu xanh sẫm thi khí, chảy xuôi bẩn thỉu nọc độc, ngay cả không gian chung quanh, đều bị ăn mòn trở thành hỗn độn. Cái này vô cùng kinh khủng một đao, phát sau mà đến trước, một chút liền chém tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần lập tức ngạt thở, chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên uy áp đánh tới, hỗn hợp có u ác tính mục nát hôi thối kịch độc mùi, hắn lập tức hoành giơ lên cửu dương cự chùy đón đỡ. Chanh, hư thối lão tổ thái đao, hung mãnh chạm tại trên Diệp Thần cửu dương cự trùy, lập tức liền bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng vang, văng lửa khắp nơi. Vậy quá trên đao, vô tận kinh khủng kịch độc khí tức, phóng túng lan tràn tới, làm cho Diệp Thần cửu dương cự trùy, đều bị ăn mòn, từ kim sắc biến thành hắc ám màu sắc, thậm chí kim loại chất liệu, cũng muốn dần dần hư thối thành bùn nhão. Thấy thế, Diệp Thần giật nảy cả mình, cái này cửu dương cự trùy, thế nhưng là Siva tuyệt học. Cửu dương hám thiên trùy năng lượng kết tinh A, hết sức thần thánh huy hoàng. Nhưng, tại hư thối lão tổ u ác tính khí tức ăn mòn, cái này cửu dương cự trùy cũng ngăn không được. Cùng hư thối lão tổ quỷ dị lại bá đạo hắc ám u ác tính khí tướng so, Diệp Thần sau lưng địa ngục đồ quyển, tựa như là một chỗ chim hót hoa nở thắng cảnh. Cái kia cổ u ác tính khí tức, thậm chí giống như rắn độc, dọc theo cửu dương cự trùy, hướng về Diệp Thần hai tay lan tràn tới. Chanh! Ngay tại trong Diệp Thần ngưng trọng, một đạo cầu vồng một dạng cực quang, từ trên mặt đất tiêu xạ mà đến. Phù quang thiên tử ra tay rồi, cực quang thiên đao hung hăng chạm tại trên hư thối lão tổ thái đao, đem hư thối lão tổ thâm trầm tà ác vực sâu đao thế, thoáng chấn động buông lỏng. Nhân cơ hội này, Diệp Thần lập tức người nhẹ nhàng lui lại, trong tay phì nhiêu kim quang phát động, xua tan vừa mới lan tràn tới u ác tính khí tức, cũng tan đi cửu dương cự trùy bên trên ác khí. Ô, lúc này Nhậm Phi Phàm cũng ra tay rồi, vừa mới hắn nguyên khí hao tổn rất lớn, nhưng sức chiến đấu cũng không hề hoàn toàn mất đi, hắn còn có thể tái chiến. Nhậm Phi Phàm một đôi đồng tử, hóa thành huyết nguyệt một dạng màu sắc, sau lưng một đầu cự kình đồ đằng, phun ra tới, hắn tung người một cái, trường kiếm vung chạm, kiếm thế giống như cự kình biển động chém về phía hư thối lão tổ phía sau lưng. Hư thối lão tổ lúc này mở ra vực sâu ma giáp thân, ma thần chiến giáp ra thân. Nhậm Phi Phàm trường kiếm chạm tại trên người hắn, phát ra chanh một tiếng, như sắt thép va chạm, cũng không có thương tổn đến bản thân hắn, nhưng kiếm thế chấn động, lại làm cho hắn tương đương không dễ chịu. Cùng tiến lên, Nhậm Phi Phàm quát to một tiếng, cự kình trường kiếm lần nữa chém ra, vô tận kiếm khí mãnh liệt, kiếm kiếm đều mang siêu phẩm thiên đế uy thế, còn có vô biên sát sinh khí tức. Diệp Thần cùng Phù Quang Tiên Tử tương vọng một mắt, lập tức cũng là vung đao hướng hư thối lão tổ chém tới. Ba người liên thủ hợp kích, côn luân nhật nguyệt phi lưu quang, cực quang cầu vồng sâu thiên, cự kình kiếm khí như nước thủy triều, quả thực là hung mãnh vô song. Nhưng, hư thối lão tổ giữa lưng vào vực sâu, thậm chí lúc này hắn tựa hồ vận dụng một tia trụ thần quyền chui sức mạnh, quỷ bí trụ thần phù văn, tại hắn trên da hiển hóa ra ngoài, lại thêm địa mạch gia trì, hắn lấy một địch ba, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Diệp Thần dùng chùy đập, dùng côn luân đao trẻ. Dùng thiên hình 12 kiếm đâm kích, cũng không thể phá vỡ hư thối lão tổ vực sâu ma giáp thân, hoặc nói đúng ra, hắn phá vỡ, thế nhưng phó ma giáp, lại cấp tốc khép lại vết thương. Hư thối lão tổ vực sâu ma giáp, tựa hồ cũng không phải kim loại gì sắt thép các loại đúc thành, mà là tựa như dùng huyết nhục, dùng đất dẻo cao su bóp thành, là vực sâu huyết nhục, chỉ cần ma giáp bị thương tổn,
vực sâu chúc phúc phát động, vết thương lại sẽ khép lại, quả thực là vạn pháp không phá. Mà tại hủy diệt cổ thành vực sâu địa mạch áp chế xuống, Diệp Thần coi như muốn mở ra Phật Đà Kim Thân, cũng không cách nào làm đến. Đây cũng là địa mạch chế ước. Tại hư thối lão tổ trên địa bàn chiến đấu, hắn quá bị thua thiệt. Nếu như là tại Cửu Dương Thánh Khư mà nói, hắn ngược lại là có hy vọng, chiến thắng hư thối lão tổ. Nhưng ở đây, cơ hồ không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hư thối lão tổ có vô tận vực sâu chúc phúc, quả thực là vô địch. Hắn là một giọt nước, tịnh không đủ sợ, nhưng phía sau hắn, lại là vô lượng mãnh liệt tàn phá bừa bãi vực sâu chi hải. Đáng chết! Tử thần quyền hành, mở! Diệp Thần mắt thấy hư thối lão tổ lợi hại như thế, chính mình đủ loại thủ đoạn cũng không thể đối phó, lập tức cắn răng, trực tiếp liền đem tử thần quyền hành sức mạnh, bạo phát đi ra. Một đạo u ám tia sáng trong nháy mắt từ trên thân Diệp Thần phóng lên trời, như mực hắc ám cấp tốc tràn ngập ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ trong đó. Tại trong bóng tối này, ẩn ẩn lập lòe quỷ dị hào quang màu tím, giống như địa ngục quỷ hỏa đang nhảy nhót. Diệp Thần thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, chỉ có đôi mắt kia, lập lòe lạnh lẽo hàn mang, tựa như tử thần ngưng thị. Chung quanh hắn không gian, cũng bắt đầu vặn vẹo, tia sáng bị một loại lực lượng vô hình nắm kéo, khí tức tử vong giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, những nơi đi qua, hết thảy đều phảng phất bị chôn vùi, sinh mệnh sức sống trong nháy mắt bị tước đoạt. Trong một chớp mắt, Diệp Thần tựa như trở thành từ địa ngục đi tới chúa tể, nắm trong tay sinh tử sức mạnh, cái kia sức uy hiếp mạnh mẽ, để cho thiên địa cũng vì đó run rẩy. Ân, hư thối lão tổ trong nháy mắt cảm giác không thích hợp, bây giờ Diệp Thần bộc phát ra sức mạnh, liền hắn đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Là, trụ lực lượng của thần, làm sao có thể? Hư thối lão tổ đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn sớm biết, Diệp Thần kế thừa nửa đường tử thần quyền hành, nhưng bộc phát trụ lực lượng của thần, sẽ dẫn động phần thiên đại kiếp, để cho tự thân lâm vào vô tận trong thống khổ, hơn nữa còn có thể xúc động trụ thần khế ước, dẫn tới thiên phạt. Nhưng bây giờ, nhìn Diệp Thần bộ dáng, trong đôi mắt chỉ có đấu trí, cũng không có nửa điểm vẻ thống khổ. Đến nỗi trụ thần khế ước thiên phạt, càng là không có chút nào buông xuống dấu hiệu. Một màn này rất quỷ dị, hư thối lão tổ sợ hãi, hắn phát hiện mình càng nhìn không thấu Diệp Thần. Không có người lưu ý đến, Diệp Thần trong tay Cửu Dương cự trùy, đã vô thanh vô tức bị tử thần khí tức che mất. Diệp Thần hiến tế Cửu Dương cự trùy, đồng thời thi triển hỗ tự quyết, để cho trong cơ thể mình khí tức, bảo trì một cỗ tuyệt đối cân đối. Tại này cổ quân hành tác dụng phía dưới, trong cơ thể hắn pháp tắc ổn định, phần thiên đại kiếp cũng không có bộc phát, càng sẽ không dẫn tới thiên kiếp thần phạt. Đây chính là hỗ tự quyết diệu dụng, chỉ cần Diệp Thần có thể lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc, hắn liền có thể duy trì cán cân nghiêng cân đối, tránh phần thiên đại kiếp bộc phát. Bây giờ cán cân nghiêng một mặt là Cửu Dương cự trùy, một chỗ khác là phần thiên đại kiếp, hai đầu thẻ đánh bạc tại trong cơ thể của Diệp Thần duy trì vi diệu cân bằng, chỉ có điều hư thối lão tổ cũng không nhìn thấy, cho nên mới sẽ sợ hãi thán phục. Chỉ có điều, đối với Diệp Thần tới nói, hỗ tự quyết loại này cân đối pháp, đại giới cũng là cực lớn, mỗi lần đều phải lấy ra đầy đủ chân quý thẻ đánh bạc. Bất quá đối mặt hư thối lão tổ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Phong linh thiên tai kiếm. Diệp Thần quát to một tiếng, tử thần quyền hành năng lượng cực hạn bộc phát, vô tận hắc ám hội tụ thành kiếm. Thanh kiếm này, toàn thân đen như mực như đêm, trên thân kiếm phảng phất có vô số oán linh tại kêu rên gào khóc, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắc ám kiếm khí giống như thủy triều hướng ra phía ngoài sôi trào mãnh liệt, chỗ đến, không gian đều bị sinh sinh cắt đứt, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt màu đen. Trên thân kiếm lập lòe quỷ dị ám mang, giống như u minh quỷ hỏa đang nhảy nhót thiêu đốt, Diệp Thần một cái thôi động, phi kiếm phá sát mà ra, hung hăng một kiếm, liền quán xuyên hư thối lão tổ vực sâu ma giáp thân, một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Giữa thiên địa lập tức an tĩnh. Hư thối lão tổ bị xỏ xuyên, hắn vừa mới tàn phá bừa bãi vực sâu khí triều, trong nháy mắt trở nên bình lặng, vực sâu ma giáp cũng triệt để bại nát. Lão tổ, phía dưới cổ diệt chân quân, còn có Dạ Hàn, thấy cảnh này, lập tức kinh dị. Vừa mới còn uy mãnh vô địch hư thối lão tổ, bây giờ khí tức đã triệt để khô tàn, trong mắt của hắn quang, hoàn toàn tiêu tán, giống như đã lọt vào Diệp Thần tử vong kiếm khí ăn mòn. Cơ hội, Nhậm Phi Phàm mắt thấy hư thối lão tổ bị xỏ xuyên, lập tức huy kiếm hướng phía trước ám sát. Nhưng chợt, hắn lại kinh ngạc phát hiện,
hư thối lão tổ thoạt nhìn là chết, nhưng quanh người hắn vực sâu năng lượng phóng xạ, lại không có yếu bớt chút nào, ngược lại càng mãnh liệt. Cho dù là Nhậm Phi Phàm, đều không thể đột phá cỗ này phóng xạ, lại đi sát thương hư thối lão tổ. Đây là... Nhậm Phi Phàm sầm mặt lại, ở đó cỗ mãnh liệt vực sâu phóng xạ phía dưới, đành phải người nhẹ nhàng lui lại. Hư thối lão tổ trong mắt quang đã không thấy, thay vào đó, là thất vọng, phẫn nộ, bất đắc dĩ, trống rỗng chi ý, ánh mắt của hắn liền tựa như là phản chiếu ánh sao hải, trống vắng vô biên. Thôi, mục nát mưa, cuối cùng rồi sẽ rơi xuống. Hư thối lão tổ đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp ngâm sướng, duỗi ra giống như thi thể trắng bệch lại đầy đốm đen bàn tay, chậm rãi đem cắm ở trên người mình vong linh thiên tai kiếm, rút ra. Cái này tử thần chi kiếm, trong tay hắn ô ô vang dội, bị bàn tay hắn tản ra từng sợi ma khí, bao phủ thôn phệ hầu như không còn, như vực sâu nuốt hết tất cả. Rầm rầm, trời mưa, tại hư thối lão tổ tiếng ngâm sướng sau khi rơi xuống, trên trời bay xuống một mảnh mưa đen. Hỗn hợp có cổ quái mùi thối, tựa như là trong khe cống nước bùn, lập tức toàn bộ mưa tầm tả xuống. Phía dưới một mực tại quan chiến cổ diệt chân quân, kinh ngạc ngẩng đầu, một giọt mưa đen vừa vặn rơi xuống trong miệng của hắn, hắn vội vàng phi một tiếng phun một bãi nước miếng, đem mưa đen phun ra, theo nước bọt phun ra, còn có hắn một đoạn đầu lưỡi cùng hai khỏa răng, thậm chí ngay cả nửa bên bờ môi đều bị nhả trên mặt đất. Hắn ngẩn ngơ, phát hiện mình miệng hoàn toàn tê, hoàn toàn mục nát. Chung quanh rất nhiều vệ binh, vừa mới bị Diệp Thần trọng thương trên mặt đất, vốn đang rên rỉ kêu rên, nhưng ở mưa đen sau khi rơi xuống, tất cả tiếng kêu rên đều dừng. Cái kia mưa đen mang theo kinh khủng hư thối khí tức, người vừa tiếp xúc với, làn da lập tức như bị axit sulfuric đậm đặc ăn mòn, suy suy vang dội, da thịt, xương cốt, kinh mạch, thậm chí ngay cả linh hồn, còn có cấp độ càng sâu đồ vật, đều ở đây cỗ thối giữa mưa đen phía dưới, toàn bộ bị ăn mòn hầu như không còn. Cổ diệt chân quân chung quanh, rất nhanh liền chỉ còn lại từng cỗ bạch cốt, tất cả vệ binh da thịt, đều ở đây mưa đen ăn mòn hết. Đây là, lão tổ tuyệt học, vực sâu mục nát mưa Ta còn không có. Cổ diệt chân quân lập tức phát ra sắc bén tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh gọi vào một nửa liền câm, vừa mới trong miệng hắn dính qua một giọt mưa đen, thối giữa khí tức đã lan tràn đến trong cổ họng của hắn, đem cổ của hắn đều ăn mòn đến nát giữa như nhũn ra. Thậm chí khó mà chống đỡ được đầu, đầu hắn đều méo xẹo, giống như phải tùy thời rơi xuống. Tiếp đó hắn liền cùng một cái mở trong nước chuột tựa như, khoa tay múa chân hoạt bát, vận công muốn chống cự hư thối mưa đen ăn mòn, nhưng thiên đế hộ thân tia sáng, đều không thể chống cự mảnh này mưa đen, da thịt của hắn từng mảng lớn hư thối đi. Một bên Dạ Hàn, cũng là kinh dị, cưỡi cửu vĩ hồ liên tiếp lui về phía sau, nhưng cũng không cách nào né tránh mưa đen tưới nước. Bất quá cái này mưa đen lại không có ăn mòn đến hắn, sau lưng của hắn, một đóa hoa sen vàng tràn ra, mờ mờ ảo ảo có thần thánh ngâm sướng truyền ra, từng sợi kim quang tràn ngập, vì hắn chặn vực sâu mưa đen ăn mòn. Đa tạ Vizanu đại nhân. Dạ Hàn dưới sự kinh hãi, liền phát hiện là Vizanu tại xa xôi phản thiên thánh địa trong, cách không thi triển thần thông chúc phúc, che chở nổi hắn. Đóa này kim liên, chính là Vizanu to lớn thủ hộ khí tượng đặc tính. Mục nát trong mưa. Lại hỗn hợp có rất nhiều thi thể gãy chi xác, tay tay chân chân, nội tạng mảnh vụn các loại, cùng nhau nghiêng rơi xuống, cái kia cỗ hư thối khí tức kinh khủng, để cho thời khắc này Diệp Thần, Phù Quang Thiên Tử, Nhậm Phi Phàm ba người, đều là triệt để biến sắc. Đây là vực sâu sức mạnh. Hư thối lão tổ sau lưng, viên kia như tâm tạng một dạng u ác tính đã biến mất không thấy, tất cả hắc ám quỷ dị vặn vẹo năng lượng, toàn bộ hóa thành trận này vực sâu mưa đen. Suy suy suy. Tại cái này màu đen mục nát mưa từng bước xâm chiếm phía dưới, Phù Quang Thiên Tử đầu tiên ngăn không được, làn da nhiễm nước mưa, liền phát ra kinh khủng bốc hơi âm thanh, trong nháy mắt bị ăn mòn thụ thương. Nhậm Phi Phàm thôi động siêu phẩm thiên đế nội công ngăn cản, có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng cũng vô cùng phí sức. Tại trước mặt vô tận vực sâu, ngay cả trụ thần đều tựa như sâu kiến, chớ nói chi là hắn. Thần giáp mệnh tinh, bảo hộ. Diệp Thần vội vàng điều động thần giáp mệnh tinh chúc phúc. Hai sợi kim quang phân biệt bảo vệ Phù Quang Tiên Tử cùng Nhậm Phi Phàm, nhưng ở cái kia màu đen mục nát mưa đổ vào sau khi, hắn phóng thích ra hộ thể kim quang, cũng là suy suy vang dội, giống như sau một khắc liền bị ăn mòn hầu như không còn. Không ngăn được, đi. Nhậm Phi Phàm hét lớn một tiếng, biết tại hư thối lão tổ trên địa bàn, căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Hư thối lão tổ tại hủy diệt cổ thành trong địa mạch,
tích lũy vô số kỷ nguyên vực sâu năng lượng, bây giờ điều động một bộ phận đi ra, hóa thành mục nát mưa, quả thực là hủy thiên diệt địa. Nhậm Phi Phàm liền muốn đi, nhưng đầy trời ăn mòn nghiêng rơi, không gian trở nên vô cùng thâm trầm, hắn như lâm vào trong vũng bùn, càng là khó mà hoạt động. Các ngươi đi không được. Hư Thối lão tổ trong mắt toát ra thất vọng sâu đậm, ta đã cho các ngươi quy thuận vực sâu cơ hội, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải đứng ở bên thua phía bên kia. Đã như vậy, các ngươi liền trở thành vực sâu chất dinh dưỡng a. Hắn giang hai cánh tay, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới ôm vào lòng, màu đen mục nát mưa to rồi kinh khủng hơn mưa tầm tả xuống, xen lẫn sấm sét vang dội, mục nát mưa tại hủy diệt trên tòa thành cổ trầm tích, diễn biến thành biển đen, chôn vùi hết thảy sinh linh. Ta muốn đi, ngươi như thế nào ngăn được? Bán Nguyệt Thần kiếm quyết. Nhậm Phi Phàm khí huyết đột nhiên thiêu đốt, ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ, một cỗ khí tức hủy diệt ba động, ở trên người hắn ngưng kết, cuối cùng xoẹt một tiếng, hắn huy kiếm chém ra, một đầu nửa nguyệt kiếm khí, như phá vỡ thiên địa nắng sớm, đem phía trước mục nát màn mưa màn chém ra một đạo lỗ hổng. Bầu trời nước mưa, tại Nhậm Phi Phàm kiếm thế phía dưới, ngạnh sinh sinh dừng lại, không cách nào lại rơi xuống. Đi. Nhân cơ hội này, Nhậm Phi Phàm hướng Diệp Thần nói một tiếng, lập tức ra bên ngoài bay đi. Diệp Thần cũng biết Hư Thối lão tổ kinh khủng, ở trên địa bàn của hắn chiến đấu, hoàn toàn không có chút nào phần thắng, coi như hắn vận dụng tử thần quyền hành, cũng không cách nào chém giết. Lập tức, Diệp Thần cũng cấp tốc cùng Phù Quang Tiên Tử, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay khỏi. Tại Diệp Thần, Phù Quang Tiên Tử, Nhậm Phi Phàm ba người đều sau khi đi, cái kia dừng lại Hư Thối mưa đen, lúc này mới lần nữa rơi xuống. Hư Thối lão tổ đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xem đi xa ba người, biểu lộ tương đương âm trầm, nhưng hắn vẫn cũng không cách nào đuổi theo. Nếu như chính diện giao phong mà nói, tại hủy diệt trong cổ thành, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm coi như liên thủ, đều không phải là địch thủ của hắn. Nhưng nếu như, Nhậm Phi Phàm muốn đi, hắn cũng không lưu được. Thế mà học được Shiva kiếm pháp, thậm chí đi ra của mình kiếm đạo. Hư Thối lão tổ thì thào nói nhỏ, vừa mới Nhậm Phi Phàm một kiếm kia, là trong Shiva 10 pháp bán nguyệt thần kiếm quyết, nhất là sắc bén lăng lệ. Hắn không nghĩ tới, Nhậm Phi Phàm đã nắm giữ Shiva kiếm pháp, hơn nữa cùng sát sinh kiếm đạo dung hợp, đi ra con đường của mình. Trong lúc nhất thời, Hư Thối lão tổ ánh mắt, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Giống Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm như thế cường giả, không thể lôi kéo mà nói, tất thành họa lớn. Quỷ trước thần bối. Lúc này, Dạ Hàn cưỡi cửu vĩ hồ, đi tới Hư Thối lão tổ trước mặt, trầm giọng nói. Người tự mình ra tay, đều giết không chết Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm sao? Dạ Hàn biết, Hư Thối lão tổ lần này tự mình ra tay, là mạo nguy hiểm cực lớn. Dù sao, Hư Thối lão tổ tiền thân là trụ thần, hắn tự mình động thủ mà nói, rất có thể sẽ xúc động trụ thần khế ước, dẫn phát thiên phạt. Nhưng bây giờ Hư Thối lão tổ mạo phong hiểm như thế, nhưng vẫn là không có thể gây tổn thương cho hại đến Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm. Hư Thối lão tổ hừ một tiếng, đối xử lạnh nhạt liếc xéo lấy Dạ Hàn, nói, nếu không thì ngươi đi giết. Dạ Hàn lập tức lúng túng, không lời nào để nói. Hư Thối lão tổ thủ quyết vừa thu lại, mưa đen dần dần ngừng, hắn quan sát phía dưới, nhìn thấy cả tòa hủy diệt cổ thành, đã vô sinh cơ, từng cỗ bạch cốt ngang dọc lấy, ngoại trừ một chút tu vi võ giả cường đại, những người khác đều tại hắn vực sâu mục nát trời mưa, hóa thành bạch cốt. Vừa mới vì đối phó Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, hắn bộc phát vực sâu mục nát mưa như thế đại sát chiêu, giết địch chưa thành, lại là tự làm tổn thương mình 800. Bất quá Hư Thối lão tổ biểu lộ, vẫn như cũ lạnh nhạt, cũng không có quá mức quan tâm, vung tay lên, một tia vực sâu chúc phúc chi khí, hạ xuống, để cho còn chưa có chết đi người, lần nữa khôi phục tới. Thành chủ cổ diệt chân quân đầu tiên khôi phục, toàn thân thối giữa da thịt khép lại, hắn vội vàng quỳ xuống đất phanh phanh dập đầu nói, tạ lão tổ chúc phúc. Hư Thối lão tổ lông mày nhíu một cái, biểu lộ lộ ra một cỗ âm trầm cùng không kiên nhẫn. Nhìn về phía phương xa nối liền trời đất đứng vững vàng lâm giả trụ, đó là Shiva kim thân bất hủ tượng trưng. Không thể đợi thêm nữa, ta còn muốn chờ ác mộng sư huynh cướp đoạt hắc huyên độc tuyền, trở thành u ác tính tử, lại đi phá hư Shiva hải cốt, như thế có thể không có sơ hở nào. Nhưng, luân hồi chi chủ cùng Nhậm Phi Phàm đã buông xuống, không thể kéo dài được nữa. Dạ Hàn. Hư Thối lão tổ ánh mắt nhìn Dạ Hàn, ý có mà thay đổi. Dạ Hàn không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, tiền bối xin phân phó. Hư Thối lão tổ nói, ân,
ngươi là Vizanu đệ tử mới thu, từ trên trận doanh nói, ngươi cũng là địch nhân của ta, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem sau lưng ngươi Vizanu đại thần, đều cùng nhau diệt sát. Hắn nhìn xem Dạ Hàn sau lưng hộ thân Kim Liên, không chút nào che giấu sát ý của mình. Dạ Hàn cảm thấy dùng mình, duy trì thích hợp trầm mặc. Hư thối lão tổ nói tiếp, bất quá, hiện tại lời nói, chúng ta có cùng chung địch nhân cùng mục tiêu. Chúng ta đều nghĩ ô nhiễm, thậm chí phá hư Shiva hài cốt. Shiva là vô địch chiến thần, 72 trụ thần bên trong, lấy hắn vũ lực bá đạo nhất cường hãn, người này nếu là chưa trừ diệt, tương lai tất thành đại họa. Ta ban thưởng ngươi vực sâu chúc phúc, ngươi nếm thử đi ăn mòn Shiva hài cốt. Hư thối lão tổ điểm ngón tay một cái, một tia quang mang đen kịt, liền gắn vào trên thân Dạ Hàn, tại hắn trên da tạo thành một chút mịt mờ thủ hộ phù văn. Dạ Hàn lông mày nhíu một cái, nói, tiền bối không tự mình ra tay sao? Ta nghe Vizanu đại nhân nói, Shiva hài cốt mang theo kinh khủng bất hủ uy áp, tại hạ đừng nói là muốn phá hư, chính là tới gần, đều có thể lọt vào kinh khủng phóng xạ. Vizanu đại nhân phân phó tại hạ tới đây, là muốn cùng tiền bối liên thủ, trước tiên hủy đi Shiva hài cốt. Đến nỗi giữa chúng ta, trận doanh lý niệm khác biệt, về sau có lẽ có tranh đấu, thế nhưng cũng là về sau sự tình, việc cấp bách là đồng mưu đối phó Shiva. Hư thối lão tổ gật đầu nói, ta biết, ta tiền thân chính là trụ thần, lại há có thể tùy tiện ra tay. Vừa mới ta ra tay, đã ẩn ẩn xúc động thiên phạt, ta nhất thiết phải bế quan mấy ngày, hòa giải khí tức, hóa giải nhân quả liên lụy, bằng không trụ thần khế ước thiên phạt buông xuống, ta cũng khó có thể chống lại. Người đi trước Shiva huyết cốc, nghĩ biện pháp tìm được một kiện gọi diệt thế quyền trượng thần vật, cái kia diệt thế quyền trượng, là Shiva đệ nhất tuyệt học, vô thượng diệt thế chân giải năng lượng kết tinh. Người có Vizanu che chở, nếu là có thể tìm được diệt thế quyền trượng, đủ để chấp trường. Shiva kim thân hài cốt, kèm theo phóng xạ uy áp, tạo thành cấm chế, cực kỳ cường hãn, nhất định phải cầm tới diệt thế quyền trượng, mới có thể phá vỡ, cái này gọi là lấy đạo của người, hoàn thi bỉ thân, dùng Shiva thủ đoạn, đi đối phó Shiva. Người trước tiên xuất phát, ta vài ngày sau điều tức hoàn thành, lại đi giúp ngươi. Dạ Hàn nghe nói như thế, lập tức cảnh giác lên, nghĩ thầm, cái này lão tạp mau muốn lấy ta làm quân cờ, trước gọi ta đi mạo hiểm, hắn lại ngư ông đắc lợi. Dạ Hàn tuy là đỉnh cấp thiên đế, nhưng ở Shiva vĩ lực phía dưới, cũng tựa như sâu kiến. Hắn muốn dung chuyển Shiva kim thân hài cốt, đem ô nhiễm, thậm chí phá hư, tựa như một cái phủ du côn trùng, nếm thử đi từng bước xâm chiếm cửu thiên thần long thân thể, độ khó chi lớn, có thể tưởng tượng được. Hắn chỉ có thể mượn dùng ngoại lực, Vizanu sức mạnh, vực sâu sức mạnh, ba quỷ thần nguyền rủa sức mạnh các loại, nhưng cái này cũng vô cùng mạo hiểm. Hắn vốn là còn cho là, hư thối lão tổ sẽ xuất thủ trước, làm chủ lực, hắn chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ liền có thể. Không nghĩ tới bây giờ, hư thối lão tổ lại gọi hắn đi trước xuất phát, rõ ràng là coi hắn làm quân cờ, muốn trước đi dò xét hư thực. Dạ Hàn nhìn xem phương xa nối liền trời đất lâm giả trụ, đó là Shiva bất hủ tượng trưng, riêng là cái này lâm giả trụ, đã mang cho hắn vô cùng vô tận áp lực, để cho trong lòng của hắn sinh ra tuyệt vọng ý niệm. Cái này sừng sững không ngã kim trụ, thật sự có thể phá hủy sao? Mà cái này lâm giả trụ, chỉ là Shiva bất hủ kim thân một bộ phận. Shiva hoàn chỉnh chân thân, uy năng càng là không thể tưởng tượng. Vizanu muốn giết Shiva, đây là thần cùng thần ở giữa tranh đấu, Dạ Hàn chịu Vizanu che chở, nguyện ý làm quân cờ, nhưng hắn vẫn không muốn chịu hư thối lão tổ phân công. Hư thối lão tổ gặp Dạ Hàn thần sắc âm tình biến hóa không chắc, thản nhiên nói. Người trước tiên xuất phát chính là, không cần lỡ thì giờ. Nếu bị luân hồi chi chủ cùng nhậm phi phàm đoạt mất, đào đi Shiva kim thân hải cốt, vậy thì phiền toái. Người tiến vào Shiva huyết cốc sau, đi trước tìm diệt thế quyền trượng, có cái kia diệt thế quyền trượng, liền có thể phá vỡ Shiva kim thân cấm chế. Ta nhiều nhất 4 năm sau này, liền sẽ tự mình buông xuống giúp ngươi. Dạ Hàn khuôn mặt sắc âm tình biến hóa không chắc, cuối cùng trầm giọng nói, hy vọng tiền bối không cần nuốt lời. Ta mà chết, ngươi lẻ loi một mình, cũng không cách nào cùng Shiva chống lại. Shiva cực kỳ cường đại, liền xem như hư thối lão tổ, muốn ăn mòn hắn kim thân hài cốt, cũng là phi thường gian nan sự tình. Hư thối lão tổ ở mảnh này thánh địa trong, chủ tính không biết bao nhiêu năm, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp, tất cả bởi vì Shiva kim thân, uy lượng vô tận, một mình hắn không cách nào đối kháng.
hắn ngược lại là muốn đợi sư huynh của hắn Ác Mộng lão tổ tìm được Hắc Huyên độc tuyền trở về, triệt để ăn mòn Siva hài cốt, nhưng Hắc Huyên độc tuyền tại xấu thần trong địa bàn, là u ác tính tử quyền hành tượng trưng, muốn tại xấu thần nhãn ra phía dưới, cướp đoạt Hắc Huyên độc tuyền, rõ ràng cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đã đi tới, hắn muốn hủy đi Siva hài cốt, chỉ có cùng Dạ Hàn liên hợp, mượn dùng Dạ Hàn sau lưng vì giờ nu sức mạnh. Hư Thối lão tổ cười híp mắt nói, đây là tự nhiên, Dạ Hàn công tử, người đi trước xuất phát, ta vài ngày sau liền đến, người ta liên thủ, tất có thể gây nên Siva vào chỗ chết. Thương nghị cố định, Hư Thối lão tổ liền lại ban thưởng một chút vực sâu chúc phúc, lại phái Cổ Diệt chân quân đi theo Dạ Hàn, hai người này đi trước xuất phát, tiến vào trong Siva huyết cốc bên trong. Mà lúc này, Diệp Thần, Phù Quang Thiên Tử, Nhậm Phi Phàm ba người, đã về tới Cửu Dương Thánh Khư. Hồi tưởng lại vừa mới tại hủy diệt cổ thành hung hiểm, ba người đều là nặng nhiên. Phù Quang Thiên Tử ngóng nhìn hướng hủy diệt cổ thành phương hướng, lẩm bẩm nói, vực sâu sức mạnh, thực sự là đáng sợ. Kỳ thực Hư Thối lão tổ tu vi, tối đa chỉ là siêu phẩm thiên đế, theo lẽ thường tới nói, đều không cần Nhậm Phi Phàm ra tay, riêng là Diệp Thần, mượn nhờ huyết long sức mạnh lại thêm một chút át chủ bài, liền có thể cùng với đối kháng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, lại thêm Phù Quang Thiên Tử ba người liên thủ, đều đánh không lại Hư Thối lão tổ. Đây hết thảy, là bởi vì Hư Thối lão tổ sau lưng vực sâu sức mạnh, quá mức kinh khủng. Liền xem như hồn thiên đế cái này vô thượng đạo quân tới, tại Hư Thối lão tổ trên địa bàn, chỉ sợ cũng ngang hàng bất quá. Đây không phải Hư Thối lão tổ lợi hại, mà là sau lưng của hắn vực sâu sức mạnh lợi hại, đó là chân chính hắc ám đại khủng bố, là đủ để từng bước xâm chiếm thái sơ u ác tính. Muốn giết Hư Thối lão tổ mà nói, nhất thiết phải trước tiên chặt đứt hắn cùng vực sâu liên lạc. Hoặc ta dùng Phật Pháp, cũng có thể ép diệt hắn linh thức, nhưng nhất thiết phải tại địa bàn của hắn bên ngoài. Nếu là ở trên địa bàn của hắn, ba người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng là bị nghiền ép hạ tràng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, kỳ thực hắn đã có ép diệt Hư Thối lão tổ thủ đoạn, nhưng nhất định phải tại Hư Thối lão tổ địa bàn bên ngoài thi triển. Nhậm Phi Phàm nhìn ra xa hướng chân trời lâm già trụ phương hướng, nói, cái kia dẫn hắn đi Siva huyết cốc, liền có thể giết chết hắn. Chúng ta muốn đào ra Siva hài cốt, Hư Thối lão tổ nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn nhất định sẽ ra tay. Diệp Thần nhìn về phía cái kia lâm già trụ, cũng là liếm môi một cái, trong mắt lóe ra như dã thú tia sáng, nói, đúng là như thế, chiến đấu còn không có kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Nhậm Phi Phàm nói, trước tiên nhóm lửa thiên trảm thánh hỏa A, Siva bên trong huyết cốc, tràn ngập vực sâu sương mù trướng, nếu như không có đủ chúc phúc, chúng ta rất khó cùng vực sâu đối kháng. Hắn quay đầu nhìn về phía Cửu Dương Thánh Khư một tòa đỉnh núi cao, nơi nào có một tòa tế đàn, trước đây nhóm lửa thánh hỏa nghi thức, còn đang tiến hành lấy. Cái gọi là thiên trảm thánh hỏa, chính là Siva tuyệt học, thiên trảm năng lượng ngưng kết khí tượng. Siva mười pháp bên trong, lấy thiên trảm cùng vô thượng diệt thế chân giải cường hãn nhất, viễn siêu khác pháp môn. Môn kia thiên trảm tuyệt học, ký thác Siva chém ra vực sâu hoành nguyện, nhất là hung hãn lăng lệ bá đạo. Nhậm Phi Phàm rất rõ ràng, vực sâu sức mạnh, cũng tại trong Siva huyết cốc bên trong phóng túng lan tràn, nhất định phải có Siva chúc phúc, mới có thể cùng vực sâu đối kháng. Đăng. Lúc này, đỉnh núi trên tế đàn, chợt giấy lên một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm, so Cửu Dương cự trùy còn óng ánh hơn thần thánh gấp 10 hào quang, không ngừng nở rộ mà ra. Toàn bộ Cửu Dương Thánh Khư, cũng là trở nên ấm áp, cũng dẫn đến Cửu Dương Thánh Khư cương vực, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bên ngoài rất nhiều vực sâu khói mù, ở đó kim hồng sắc ngọn lửa chiếu rọi xuống, đều bị đuổi tản ra. A, à, nhanh như vậy liền nhóm lửa thánh hỏa sao? Nhậm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn, phía trước Dương Thiên Đỉnh nói qua, ít nhất phải 3 ngày thời gian, mới có thể nhóm lửa thánh hỏa, mà bây giờ thánh hỏa đã dấy lên. Luân hồi chi chủ, mặc cho Pháp Vương, Phù Quang Tiên Tử, các ngươi trở về. Tại thiên trảm thánh hỏa nhóm lửa sau, trên đỉnh núi, bay xuống một vệt sáng. Chính là Cửu Dương Thánh Khư Thánh Chủ Dương Thiên Đỉnh. Hắn nhìn thấy ba người bình an trở về, lập tức thở dài một hơi, nói, có thể tại Hư Thối lão tổ thủ hạ đào thoát, thực sự là cảm ơn trời đất. Nhậm Phi Phàm nói, đích xác may mắn, là ta đánh giá thấp Hư Thối lão tổ sức mạnh, tại dưới vực sâu, chúng ta cũng là con kiến hôi không đáng kể tồn tại. Hắn nhìn ra xa hướng Cửu Dương Thánh Khư bên ngoài thế giới, ngoại giới đều tràn đầy vực sâu vô tận khói mù.
Dương Thiên Đỉnh nói, chúng ta này phương vực sâu năng lượng, cùng chân chính mênh mông vực sâu so sánh, giống như một giọt nước cùng vô tận biển cả, dựa vào Shiva lão tổ chúc phúc, đủ để chống lại. Tràn ngập tại Shiva trong thánh địa vực sâu sương mù, dĩ nhiên không phải vực sâu toàn bộ, tối đa chỉ là vực sâu một giọt nước, thậm chí ngay cả một giọt nước có thể cũng không tính. Đương nhiên, liền trong bầu trời này vực sâu sương mù chướng, đối với Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm tới nói, cũng đầy đủ khó giải quyết, nhất thiết phải cẩn thận đối phó. May mắn có Shiva chúc phúc, hai người ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít. Hai vị, Thiên Trảm Thánh Hỏa đã nhóm lửa, các ngươi trước tiên tiếp nhận Thánh Hỏa che chở, lại đi Shiva huyết cốc, như thế có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Dương Thiên Đỉnh nói. Diệp Thần nói, hảo. Phù Quang Thiên Tử nói, trước đây người chém giết Chu Yếm, ta đã lấy ra làm tế phẩm, tăng nhanh một chút đốt Thánh Hỏa, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng, luân hồi chi chủ. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, không sao, ta cũng hiến tế Dương Thánh chủ Cửu Dương Cự Trùy, nói đến vẫn là ta thiếu nợ, ta hội thiết pháp đền bù. Dương Thiên Đỉnh hoảng hốt vội nói, không có việc gì, luân hồi chi chủ, người bình an trở về liền tốt, kia cái gì Cửu Dương Cự Trùy, Cửu Thiên Lôi Quan, coi như là tại hạ hiến tặng cho lễ vật của ngươi. Ngươi là Shiva lão tổ bằng hữu, tại hạ là Shiva con dân, vì Shiva cống hiến hết thảy, chuyện đương nhiên. Diệp Thần gặp Dương Thiên Đỉnh không trách tội, nội tâm an tâm một chút. Dương Thiên Đỉnh lại lấy ra một bức tranh cuốn, hai tay dâng lên, nói, cái này đại uy thiên long đồ, cũng là Shiva lão tổ tuyệt học kết tinh một trong, còn xin luân hồi chi chủ nhận lấy. Trong tay hắn đồ quyển, chính là đại uy thiên long đồ, phía trước Diệp Thần chém giết Chu Yếm sau, rơi ra ngoài chiến lợi phẩm. Đa tạ. Diệp Thần cũng không thoái thác, liền nhận. Bây giờ hư thối lão tổ đại địch trước mặt, muốn chiến thắng mà nói, Diệp Thần không bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng cao thực lực cơ hội. Lập tức một đoàn người đi tới đỉnh núi tế đàn, nhìn xem trên tế đàn thiêu đốt thánh hỏa, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi chớp động, thánh hỏa lộ ra kim hồng sắc, tựa như một vầng mặt trời vàng óng khảm nạm trong đó, tia sáng chói lóa mắt, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Diệp Thần trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ vẻ kính sợ, phảng phất tại trong thánh hỏa, thấy được Shiva cái bóng. Trước kia, Shiva ngồi bất động tại vực sâu hủy diệt trên bờ biển, nhìn xem hắc ám phun trào vực sâu, nhìn thấy rất nhiều tại trong vực sâu dãy giụa vong linh, hắn cũng là sợ hãi, sợ chính mình cũng sẽ bị vực sâu nuốt hết. Cỗ này sợ hãi, chuyển biến trở thành ý chí chiến đấu, hắn sáng tạo ra tên là Thiên Trảm Tuyệt Học, ký thác chính mình trảm phá vực sâu, cầu được siêu thoát nguyện vọng. Diệp Thần xuyên thấu qua thánh hỏa, thấy được ngàn vạn phù văn, đó chính là Thiên Trảm cụ thể pháp môn tu luyện. Hắn ngộ tính nghịch thiên, rất nhanh liền thông qua những phù văn này, lĩnh ngộ Thiên Trảm công pháp quyết khiếu. Nhưng, lĩnh ngộ là một chuyện, thi triển lại là một chuyện khác. Môn này Thiên Trảm tuyệt học, lấy Diệp Thần tu vi trước mắt, căn bản không thi triển ra được. Hoặc nói đúng ra, phóng nhãn không không lúc nào khoảng không, không ai có thể thi triển. Thiên Trảm lực sát thương, quá mức hung mãnh cường hãn, đủ để Trảm Thần phá uyên, môn tuyệt học này Diệp Thần cũng không thi triển ra được. Hắn ở trong lòng uẩn nhưỡng Thiên Trảm pháp tắc thời điểm, đều có loại ngũ tạng lục phủ bị xé nứt, toàn thân rào cắt một dạng đau đớn. Cảm thấy được điểm này, Diệp Thần liền lập tức gián đoạn uẩn nhưỡng. Môn này Thiên Trảm, là Shiva vô thượng sức chiến đấu tượng trưng, Diệp Thần muốn thi triển, ít nhất phải đi đến tinh không bỉ ngạn, bằng không cưỡng ép thi triển, cơ thể không chịu đựng nổi, muốn thân hồn câu diệt. Luân hồi chi chủ, mặc cho Pháp Vương, xin các ngươi xếp bằng ở trên bên rìa tế đàn. Tại hạ cho các ngươi gia trì thánh hỏa chúc phúc. Dương Thiên Đỉnh nói. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm nhìn nhau, hai người gật gật đầu, liền riêng phần mình xếp bằng ở trên bên rìa tế đàn. Phù Quang Thiên Tử nói, các ngươi muốn đi Shiva huyết cốc, ta cũng đi. Nói xong liền cũng khoanh chân ngồi xuống. Dương Thiên Đỉnh lấy làm kinh hãi, nói, tiên tử cũng muốn đi sao? Phù Quang Thiên Tử nói, ân, trong hai người bọn họ chưa quen thuộc huyết cốc bên trong hoàn cảnh. Cũng nên có người dẫn đường. Shiva bên trong huyết cốc hung hiểm trọng trọng, nguy hiểm lớn nhất, kỳ thực không phải vực sâu, mà là Shiva kim thân hài cốt bản thân. Shiva kim thân uy năng vô lượng, riêng là hắn thân thể tản ra khí tức, liền đủ để tạo thành hủy diệt phóng xạ cấm chế. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, các người muốn đào ra Shiva kim thân mà nói, cứ như vậy trực tiếp đi qua là không được, vậy cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Hơn nữa, Shiva lão tổ kim thân, quanh năm chôn ở dưới mặt đất, đã tạo thành một chút thi độc,
những cái kia thi độc lại diễn hóa thành cực kỳ khủng bố quái vật. Muốn đối phó những quái vật kia, chỉ dựa vào chúng ta cố hết sức, dù sao còn có hư thối lão tổ ở bên nhìn chằm chằm, nếu là thiên tân vạn khổ, cuối cùng vì người khác làm áo cưới, cái kia cực kỳ không ổn. Cho nên, chúng ta cần tìm kiếm một kiện thần vật, đó là Shiva lão tổ đệ nhất tuyệt học, vô thượng diệt thế chân giải năng lượng kết tinh, là một đoạn quyền trượng. Có diệt thế quyền trượng, lại đi đối phó thi độc quái vật, vậy thì đơn giản nhiều. Nhậm Phi Phàm lông mày nhíu một cái, nói, thì ra còn có cái gì thi độc quái vật sao? Shiva cũng không có đã nói với ta. Phù Quang Thiên Tử nói, lão tổ đương nhiên không biết cái gì đều nói, hắn cũng nên cho các ngươi một điểm khảo nghiệm, bằng không như thế nào yên tâm để các ngươi trở thành hắn hộ pháp, hộ tống hắn đi tinh không bị ngạn. Nhậm Phi Phàm khẽ gật đầu nói, vậy thì nhờ cậy Phù Quang Thiên Tử giúp đỡ. Diệp Thần có chút lo lắng nói, Nhậm tiền bối, ngươi vừa mới tại hủy diệt cổ thành, lại hiến tế tương lai của mình, chỉ còn lại một tháng mệnh, cái này không sao sao. Nhậm Phi Phàm biểu lộ có chút thâm trầm, thở dài, ta kỳ thực là nghĩ hiến tế đột phá, tìm đường sống trong chỗ chết, tại sống chết trước mắt trùng kích đạo quân cảnh giới. Nhưng, đạo quân cảnh giới, muốn đột phá, so bên trong tưởng tượng ta, còn muốn gian khổ rất nhiều. Ta là không làm được, còn lại một tháng mệnh, đích xác khó giải quyết, nhưng chỉ cần thuận lợi, ta hộ tống Shiva đi tinh không bị ngạn, nhận được hắn chúc phúc, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta võ đạo, chính là muốn đột phá cực hạn của mình. Diệp Thần do dự một chút, lắc lắc đầu nói, không được, dạng này vẫn là quá nguy hiểm, ta trước tiên thay ngươi khôi phục tuổi thọ, bằng không nếu có biến số, hậu quả khó mà lường được. Nói đi, Diệp Thần trực tiếp tế ra Phỉ Nhiêu Kim Đan, thôi động âm dương thần chỉ Phỉ Nhiêu Linh Thủy, vận chuyển thuật pháp, một chiêu ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, đem đại lượng Phỉ Nhiêu Linh Thủy, đều quán chú đến trong cơ thể của Nhậm Phi Phàm. Tại Diệp Thần Phỉ Nhiêu Linh Pháp chúc phúc phía dưới, một cái to lớn phong chữ, tràn đầy kim quang, từ Nhậm Phi Phàm trên đỉnh đầu bốc lên, phóng ra vô tận bồng bột sinh cơ. Đây là Diệp Thần Phong Tự Quyết, một cái phong chữ, ẩn chứa muôn vàn y thuật chúc phúc diệu lý. Tại lời chúc phúc của hắn phía dưới, Nhậm Phi Phàm bị chém đứt tương lai, chậm rãi trùng kiến, sinh cơ chậm rãi khôi phục, tuổi thọ cũng chậm rãi khôi phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từng sợi kim quang tràn ngập đến bốn phía, ngay tại trên mặt đất sinh ra một lùm bụi bỉ ngạn đồ mi hoa, vô cùng lộng lẫy, Phù Quang Tiên Tử cùng Dương Thiên Đỉnh thấy được, cũng là một hồi kinh ngạc tại Diệp Thần y thuật cường đại, cái kia cỗ vô thượng đầy đủ Phỉ Nhiêu chúc phúc, quả thực là lên người chết, mọc lại thịt từ xương. Chỉ là, Nhậm Phi Phàm tuổi thọ tốc độ khôi phục, không có Diệp Thần dự đoán nhanh như vậy, người trước sinh cơ, khôi phục tương đương chậm chạp. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào chậm như vậy? Diệp Thần thì thào. Nhậm Phi Phàm thở dài, kỳ thực không chậm, là ngươi quá gấp, Diệp Thần. Nhậm Phi Phàm tương lai đã đoạn tuyệt, nhưng giờ khắc này ở Diệp Thần Phỉ Nhiêu chúc phúc phía dưới, tương lai của hắn lại lần nữa tỏa ra sự sống, nhiều nhất thời gian mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Liền mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, tốc độ này vô luận như thế nào, cũng không thể nói chậm. Nhưng đối với Diệp Thần tới nói, đây chính là chậm chạp, hắn đã điều dụng Phỉ Nhiêu Kim Đan số lớn linh thủy linh khí, nếu như là trị liệu người bình thường, liền xem như một điểm cho cốt, cũng có thể tại trong chớp mắt sống lại. Nhưng Nhậm Phi Phàm là siêu phẩm thiên đế, muốn trị liệu hắn, nhưng cũng không phải trong khoảnh khắc có thể làm được. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, ta chỉ là muốn nhường ngươi tốt lên nhanh một chút. Nhậm Phi Phàm cười nói, ngươi có phần tâm này, ta rất là vui mừng, nhưng dục tốc bất đạt, không cần quá mức gấp gáp. Ngươi cho ta chúc phúc, đã đủ rồi, không cần lãng phí khí lực nữa. Hắn bóp quyết, chặt đứt chính mình cùng Phỉ Nhiêu Kim Đan liên lạc, tất cả trị liệu kim quang khí tượng, liền dừng tiếp. Ân, ta đại khái cần 3 ngày thời gian, luyện hóa cái này Phỉ Nhiêu chúc phúc, tuổi thọ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Y thuật của ngươi rất cường đại, lại dễ dàng như vậy liền khôi phục tương lai của ta. Bất quá 3 ngày này, có thể cần ngươi đi trước Shiva huyết cốc, ta cần bế quan điều tức. Nhậm Phi Phàm có thể cảm giác được, Dạ Hàn đã xuất phát, người đã tiến vào Shiva huyết cốc, nếu như Diệp Thần không dành thời gian mà nói, rất có thể muốn bị đoạt mất. 3 ngày sau, Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nghĩ thầm lấy thực lực của mình, đủ để một mình đảm đương một phía, coi như không có Nhậm Phi Phàm hỗ trợ, cũng có thể ứng đối rất nhiều cục diện, lập tức nhân tiện nói. Hảo, Nhậm tiền bối, người tốt nhất nghỉ ngơi,
ta trước tiên xuất phát chính là. Coi như tại trong Siva huyết khốc bên trong, đụng tới hư thối lão tổ, Diệp Thần cũng có sức đánh một trận, thậm chí có cơ hội đem hư thối lão tổ chém giết. Dù sao, Siva huyết khốc không phải hư thối lão tổ địa bàn, nếu như công bằng tranh chấp mà nói, Diệp Thần tự tin có thể trấn áp hư thối lão tổ. Hư thối lão tổ lợi hại, là đủ loại quỷ dị nguyên rủa ăn mòn thủ đoạn, nhưng Diệp Thần thể chất cường đại, luân hồi huyết mạch lại thêm kim cương bất hủ thể, Phật đà kim thân các loại, căn bản không sợ hư thối lão tổ ăn mòn. Dựa vào vũ lực cứng đối cứng, hư thối lão tổ là đụng bất quá hắn. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền an tâm. Nhậm Phi Phàm tại hắn phỉ nhiêu chúc phúc trị liệu xong, sẽ không còn có thọ mất sạch mệnh nguy hiểm, lần này hắn thi triển trị liệu thủ đoạn, tiêu hao thực không nhỏ. May mắn, Thiên Trảm Thánh Hỏa đã nhóm lửa, Dương Thiên Đỉnh ra tay bấm quyết, đem Thánh Hỏa chia ra làm ba, phân biệt ra chỉ đến Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm, Phù Quang Tiên Tử ba người trên thân. Thánh Hỏa ra trì, Diệp Thần chợt cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, giống như bị người chém ngang lưng, lăng trì, tháo thành tám khối đồng dạng, thân thể xuất hiện tê liệt ảo giác. Luân hồi chi chủ, mặc cho Pháp Vương, Phù Quang Tiên Tử, Thiên Trảm Thánh Hỏa ra trì, sẽ có thân hồn trảm diệt chi ảo giác. Các ngươi nhịn một chút, Siva sẽ không tổn thương chúng ta. Dương Thiên Đỉnh nói. Diệp Thần gật đầu, ngưng thần nhẫn nại, lại đem Đại Uy Thiên Long đồ giao cho Huyết Long, để cho Huyết Long luyện hóa. Nhậm Phi Phàm cùng Phù Quang Tiên Tử, cũng là yên lặng ngồi xếp bằng nhẫn nại lấy. Tại trong chém ngang lưng chém vào một dạng kịch liệt đau nhức, Diệp Thần cũng cảm thấy thánh hỏa năng lượng, truyền lại đến chính mình toàn thân một hồi ấm áp, vừa mới vì Nhậm Phi Phàm trị liệu tiêu hao hết linh khí. Rất nhanh liền khôi phục lại. Sau nửa canh giờ, Thánh Hỏa gia trì nghi thức kết thúc, Diệp Thần ba người trên da, đều là in dấu lên mấy đạo nhàn nhạt màu đỏ phù văn. Diệp Thần hoạt động tay chân một chút, sờ lên trên da phù văn, giống như xúc động đến cổ lão thiên cơ, nhìn thấy ngày xưa Siva thi triển thiên trảm tuyệt học, nhất trảm hoành không, thiên hỏa liệu nguyên kinh thế hình ảnh. Đó là vô địch nhất trảm, chư thần lui tránh, 72 trụ thần bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái thần minh dám đối mặt Siva thiên trảm phong mang. Mà để cho Diệp Thần khiếp sợ, chính là vô địch như thế buông thả bá đạo nhất trảm, tại trong Siva tuyệt học, chỉ có thể xếp tới thứ hai. Hắn nghĩ thầm, thiên trảm chỉ có thể sắp xếp thứ hai, cái kia không biết xếp tại đệ nhất công pháp, lại sẽ lợi hại đến mức nào, thật có lợi hại như vậy công pháp sao? Hắn còn nhớ rõ, Siva 10 pháp bên trong, cường hãn nhất một môn, gọi là vô thượng diệt thế chân giải tới. Tại Diệp Thần trong mắt, thiên trảm tuyệt học đỉnh phong uy năng, đã đủ để cùng vực sâu đối kháng, chạy tới lộ cuối. Tiến thêm một bước, đó là cái gì, thật muốn trảm phá âm dương, hủy diệt thế giới sao? Diệp Thần không dám tưởng tượng, không tưởng tượng ra được thế gian sẽ có mạnh mẽ như vậy công pháp. Dương Thiên Đỉnh có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Thần, hỏi, Thánh Hỏa gia trì nghi thức kết thúc, luân hồi chi chủ, người cảm giác như thế nào? Diệp Thần nắm quyền một cái. Chỉ cảm thấy tại Thánh Hỏa gia trì dưới sự thử thách, chính mình tu vi lại có đột phá, thuận lợi tấn thăng đến thông thiên cảnh nhị tầng thiên trung giai, sức mạnh tăng cường một chút. Hắn mỉm cười, nói, Siva vĩ lực vô tận, ta cảm giác rất tốt. Phù Quang Tiên Tử da thịt trắng nõn bên trên, cũng là lạc ấn lấy Thánh Hỏa phù văn, màu đỏ thấm phù văn đem nàng da thịt, làm nổi bật đến càng thêm óng ánh trong suốt, nàng nói, có thiên trảm Thánh Hỏa bảo vệ, chúng ta liền không sợ vực sâu phóng xạ. Diệp Thần nói, việc này không nên chậm trễ, cái kia lên đường đi. Nhậm tiền bối, ta đi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, có lẽ không cần ngươi ra tay, ta đều có thể giải quyết hết thảy. Nhậm Phi Phàm cười nói, ta sẽ không bỏ ngươi lại một người, ba ngày sau đó, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Lần này nhận được ngươi phỉ nhiêu chúc phúc, ta cảnh giới bình cảnh hình như có buông lỏng. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, a, Nhậm tiền bối. Chẳng lẽ ngươi thật muốn bước vào đạo quân cảnh? Nhậm Phi Phàm thở dài, ta là nghĩ, nhưng rất khó, bởi vì thiên đạo chống đỡ không nổi đạo quân cảnh đột phá, bất quá cũng được, trước mắt tu vi, sẽ cùng ngươi liên thủ, đầy đủ. Hiện nay thiên đạo linh khí, so sánh với viễn cổ thời đại, đã suy yếu rất nhiều, tại cục diện như vậy phía dưới, chứng đạo siêu thiên chính là cực hạn, lại nghĩ trùng kích đạo quân cảnh giới, cơ hồ không có khả năng. Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế. Là bởi vì thân thế đặc thù, tiền thân là trụ thần, lúc này mới có thể đột phá thiên đạo hệ thống, dựa vào một chút huyễn tưởng cùng tín ngưỡng hương khói thủ đoạn, trở lại đạo quân cảnh. Nhưng Nhậm Phi Phàm, muốn tấn thăng đạo quân cảnh,
rõ ràng rất không có khả năng. Hảo, Nhậm tiền bối, ta trước tiên xuất phát. Diệp Thần khom người hướng Nhậm Phi Phàm từ biệt, lại hướng Dương Thiên Đỉnh cáo biệt, sau đó mang theo Phù Quang Tiên Tử cùng một chỗ, cùng nhau rời đi Cửu Dương Thánh Khư, đi tới Siva Huyết Cốc. Toàn bộ Siva Thánh Địa, Siva Huyết Cốc diện tích chiếm 9 thành, đây là Siva hải cốt chôn chỗ, tràn ngập kinh khủng trụ thần năng lượng cùng hủy diệt phóng xạ. Diệp Thần dọc theo một đầu đường núi, tiến vào Siva Huyết Cốc sau, lập tức cảm giác một cỗ mãnh liệt phóng xạ, đập vào mặt, không gian chung quanh đều bị bóp méo. Hắn quay đầu nhìn lại, lối vào đã không thấy được, bốn phía tràn ngập từng sợi màu đen cùng màu đỏ hỗn hợp sương mù, mang theo một cỗ hư thối băng lãnh lại nóng ran mùi. Nơi này, rất tà môn. Diệp Thần lập tức cảnh giác lên, kim cương bất hủ thể vận chuyển, trên da hiển hóa kim quang, mà trước đây hắn lấy được thiên trảm thánh hỏa chúc phúc, tại lúc này cũng phát huy ra hiệu quả. Từng sợi thánh hỏa tia sáng, mang theo đao kiếm một dạng nhuệ khí, hướng ra phía ngoài chống ra. Đem tràn ngập bốn phía không chỗ nào không có mặt màu đỏ thẫm sương mù, cắt chém chém ra. Nhưng kể cả như thế, Diệp Thần vẫn là cảm thấy sâu đậm nguy hiểm, ở đó màu đỏ thẫm sương mù bao phủ xuống, trong sơn cốc rất nhiều thực vật, đều lộ ra tương đương yêu dị, giống như tùy thời muốn sống tới. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời vĩnh hằng là khói mù màu sắc, vực sâu mê vụ quanh quẩn, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, chung quanh một mảnh lờ mờ, ánh mắt cũng bị vực sâu mê vụ che chắn. Không nhìn thấy xa xa đồ vật, liền hết thảy thiên cơ ba động, đều mờ mịt yếu ớt không thể nắm lấy. Mà ngoại trừ vực sâu mê vụ, còn có hủy diệt phóng xạ hình thành mê vụ, đó là Siva hài cốt tản mát ra phóng xạ. Siva không có ý định tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng hắn cường đại kim thân năng lượng, đối với người bình thường tới nói, chính là hủy diệt chí mạng phóng xạ. Trong mắt Diệp Thần nhìn thấy màu đỏ thấm mê vụ, màu đen là vực sâu, màu đỏ là hủy diệt, hai cỗ thuộc tính khác nhau khí tức. Phối hợp bao phủ lại toàn bộ Siva huyết cốc, làm cho mảnh này mênh mông sơn cốc to lớn, liền thành một mảnh tận thế một dạng cấm địa. Nếu như không phải Diệp Thần thể phách cường đại, hắn căn bản là không có cách ở đây sinh tồn. Không biết Dạ Hàn ở nơi nào. Diệp Thần cảm thấy suy nghĩ, hư thối lão tổ còn không có tự mình buông xuống, bây giờ chỉ có Dạ Hàn bước vào Siva huyết cốc. Nhưng Siva huyết cốc khắp nơi mê vụ bao phủ, thiên cơ mờ mịt. Diệp Thần cũng không cách nào bắt được Dạ Hàn tồn tại. Luân hồi chi chủ, cẩn thận một chút, Siva huyết cốc khắp nơi hung hiểm, chúng ta tay nắm tay, tương hỗ là chúc phúc. Phù Quang Tiên Tử vươn tay ra, con người trong suốt nhìn xem Diệp Thần, chợt lại cảm thấy mình thỉnh cầu, tựa hồ có chút đường đột, liền lại lúng túng nghĩ rút tay về. Diệp Thần mỉm cười, ân một tiếng, đã dắt tay của nàng. Hai người tay nắm tay, lẫn nhau thánh hỏa chúc phúc, lẫn nhau cộng minh. Chúc phúc sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, vực sâu cùng hủy diệt phóng xạ mang tới áp lực, cũng là đại đại giảm bớt. Khục, Phù Quang Tiên Tử có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, nói, như vậy, chúng ta đi trước tìm kiếm diệt thế quyền trưởng, hư thối lão tổ người bên kia, nhất định cũng là muốn cướp đoạt diệt thế quyền trưởng. Đó là Siva đệ nhất tuyệt học, vô thượng diệt thế chân giải năng lượng kết tinh, nếu như có thể chấp trưởng, cái kia ở mảnh này thánh địa trong, có thể nói là tồn tại vô địch. Diệp Thần có chút hiếu kỳ hỏi, vô thượng diệt thế chân giải, môn công pháp này, thật sự so thiên trảm còn muốn lợi hại hơn. Phù Quang Tiên Tử nói, không thể tưởng tượng nổi đúng không? Diệp Thần nói ân, thiên trảm đã là vô địch, thậm chí ta lĩnh ngộ môn công pháp này, nhưng lại thi triển không được một điểm, bởi vì uy lực quá lớn, ta chỉ là uẩn nhưỡng thiên trảm khí tức, thân hồn liền muốn bị xé nứt, chớ nói chi là thi triển đi ra. Ta không cách nào tưởng tượng. Thế gian lại có so môn tuyệt học này lợi hại hơn công pháp. Phù Quang Tiên Tử mỉm cười, nói, trên thực tế, môn kia vô thượng diệt thế chân giải, chỉ là Siva lão tổ trong tưởng tượng công pháp, liền xem như chính hắn, cũng không có chân chính luyện thành. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, huyễn tưởng công pháp sao? Phù Quang Tiên Tử nói, đúng vậy, tựa như thiên tổ luân hồi mộ táng công tầng thứ 9, chỉ là trên lý luận tồn tại công pháp, trên thực tế không cách nào luyện thành. Siva lão tổ có ảo tưởng, muốn sáng tạo một môn đủ để hủy diệt thế giới, hủy diệt thái sơ cùng vực sâu công pháp, đây cũng là vô thượng diệt thế chân giải, nhưng chỉ là trên lý luận đồ vật, không có khả năng thực hiện. Hơn nữa công pháp này chỉ có nửa phần trên, Siva lão tổ còn không có tư tưởng ra nửa bộ sau, liền lọt vào thái sơ trách cứ, hắn cũng không dám lại sáng tạo đi xuống. Bất quá, coi như chỉ là nửa bộ huyễn tưởng công pháp, uy năng cũng là kinh thiên kinh khủng. Cái kia nửa bộ diệt thế chân giải, cường hãn hơn ta vạn lần không ngừng.
Phù Quang Thiên Tử bản thân cũng là Shiva công pháp hóa thân, là cực quang thiên đao hóa hình, nhưng cùng cái kia nửa bộ diệt thế chân giải so sánh, nàng quyền hành kém quá xa. Thật giống như thiên tổ luân hồi mộ táng công, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 9, hoàn toàn vô pháp so sánh, uy lực chênh lệch vạn lần cũng không thể hình dung. Diệp Thần nói, cái này nửa bộ diệt thế chân giải, uy năng khủng bố như vậy, chúng ta còn thế nào trưởng khống? Phù Quang Thiên Tử mỉm cười, nói, không phải đi trưởng khống công pháp, mà là đi tìm kiếm diệt thế quyền trược, đây chẳng qua là diệt thế chân giải một tia năng lượng kết tinh, ta một người không nắm được, nhưng ngươi xuất thủ, vậy thì không thành vấn đề, ngươi thế nhưng là luân hồi chi chủ a. Nàng đối với Diệp Thần thực lực, khá có lòng tin. Phía trước nàng và Diệp Thần giao thủ qua, rất rõ ràng Diệp Thần mạnh đến mức nào. Diệp Thần cười khổ một tiếng, lập tức cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước, nói, trước tiên mang ta đi nhìn kỹ hãng nói, cái kia diệt thế quyền trượng ở nơi nào. Phù Quang Thiên Tử nói, Ngô, ta rất lâu không có trở lại qua nơi này, rất nhiều nhân quả cũng đã mơ hồ, chúng ta trước đi tìm Hỗn Độn Thúc Thúc hỏi một chút đi. Diệp Thần kinh ngạc, nói, Hỗn Độn Thúc Thúc. Phù Quang Thiên Tử nở nụ cười, nói, người đi theo ta. Lập tức liền lôi kéo Diệp Thần tay, hướng phía tây phương hướng đi đến. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, đi theo Phù Quang Thiên Tử tiến lên. Shiva huyết cốc khói mù sương mù trướng bao phủ, may mắn hai người đều có thiên trảm thánh hỏa chúc phúc, thánh hỏa bên trong thiên trảm uy năng, lui tránh khói mù, hai người ngược lại là không có chịu đến tổn thương gì. Chỉ là, hai người trên da thánh hỏa phù văn, lại tại dần dần trở nên ảm đạm. Ý vị này, thiên trảm thánh hỏa chúc phúc, là có thời gian hạn chế, Diệp Thần đoán chừng có thể chống đỡ cái 6-7 ngày, tại thời hạn đến phía trước. Hắn nhất định phải rời đi Shiva huyết cốc, chỗ này hoàn cảnh thực sự quá ác liệt. Một đường đi về hướng Tây Tiến, ước chừng 2 khắc đồng hồ sau, Phù Quang Tiên Tử mang theo Diệp Thần, đi tới một chỗ trước vách núi. Kinh người lại quỷ dị chính là, ở đó vách núi trên vách đá, thế mà sinh ra một khỏa cực lớn con mắt màu đen. Viên kia con mắt, liền khảm nạm tại trên vách núi đá, hơn nữa còn là sống, ánh mắt đang chậm rãi chuyển động, nhìn khá quỷ dị. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, lập tức liền đề phòng, rút ra côn lôn đao, chỉ cho là đụng phải cái gì quỷ dị sinh vật, chuẩn bị nghênh địch. Phù Quang Thiên Tử nhìn thấy viên kia mắt to màu đen cầu, lại là giống nhìn thấy thân nhân, thân thiết cười hô, Hỗn Độn Thúc Thúc, đã lâu không gặp. Nhãn cầu màu đen thấy được Phù Quang Thiên Tử cùng Diệp Thần, cũng không biết từ chỗ nào phát ra một đạo ôn hòa thuần hậu âm thanh, nói, Phù Quang cô nương, xa cách từ lâu gặp lại, thân thể ngươi vừa vặn rất tốt. Phù Quang Thiên Tử nói, Hỗn Độn Thúc Thúc, ta rất khỏe. Nhãn cầu màu đen nhìn thấy Phù Quang Thiên Tử bên người Diệp Thần, lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, nói. Vị này là, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sao? Nó gặp Diệp Thần cùng Phù Quang Thiên Tử tay nắm tay, một bộ thân cận bộ dáng, lại vui mừng nói. Trời có mắt rồi, Shiva lão tổ tại thượng, Phù Quang cô nương, người rốt cuộc tìm được chủ nhân của mình sao? Phù Quang Thiên Tử gương mặt đỏ lên, buông ra Diệp Thần tay, nói, không phải, Hỗn Độn Thúc Thúc, chúng ta chỉ là bằng hữu rồi. Ân, luân hồi chi chủ, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Hỗn Độn Thúc Thúc, là Hỗn Độn Quy Nguyên mắt hóa thân. Diệp Thần khẽ giật mình, nhìn xem viên kia khảm nạm tại trên vách núi đá cực lớn ánh mắt, nói, Hỗn Độn Quy Nguyên mắt. Tựa hồ cũng là Shiva tuyệt học a. Hắn nhớ kỹ Shiva 10 pháp bên trong. Có một môn công pháp liền kêu Hỗn Độn Quy Nguyên mắt. Phù Quang Thiên Tử nói, đúng vậy, Hỗn Độn Thúc Thúc chính là môn công pháp này hóa thân. Nghe vậy, Diệp Thần một hồi kỳ dị, đỉnh cấp công pháp, đủ loại biến hóa, quả thực làm cho người ngạc nhiên. Shiva 10 pháp bên trong, cực quang thiên đao biến thành Phù Quang Thiên Tử, mà cái kia Hỗn Độn Quy Nguyên mắt, liền trở nên hóa thành một khỏa mắt to màu đen cầu. Thì ra là thế, tại hạ Diệp Thần, gặp qua Hỗn Độn tiền bối. Diệp Thần khách khí hướng về Hỗn Độn ánh mắt chắp tay. Hỗn Độn ánh mắt nói, không cần đa lễ, luân hồi chi chủ. Phù Quang Thiên Tử nói, Hỗn Độn Thúc Thúc, chúng ta muốn tìm diệt thế quyền trượng tung tích, không biết người có biết hay không diệt thế quyền trượng ở nơi nào. Còn có một cái cưỡi cửu vĩ hồ nam thanh niên người có thấy hay không hắn. Hỗn Độn ánh mắt nói, các ngươi muốn cầm diệt thế quyền trượng sao? Ngô, còn muốn đào ra Shiva lão tổ kim thân hài cốt. Nó ngữ khí dừng lại một chút, nhìn thấy thiên cơ, lập tức một hồi kinh ngạc. Đào ra Shiva hài cốt, cái này hiển nhiên không phải chuyện dễ, một cái sơ sẩy,
liền sẽ lọt vào hủy diệt pháp tắc phóng xạ phản phệ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Shiva có thể cũng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng hắn kim thân kèm theo hủy diệt pháp tắc, cho dù đối với thiên đế tới nói, cũng là chí mạng tai họa. Phù Quang Tiên Tử nói, đúng vậy a, hỗn độn thúc thúc, người pháp nhãn không bỏ sót, còn xin giúp chúng ta một tay. Hỗn độn ánh mắt trầm mặc một chút, nói, cái kia diệt thế quyền trưởng, sớm đã chịu sụp đổ tử vực dẫn dắt, bị hút vào trong sụp đổ tử vực, các ngươi muốn cầm lấy, sợ là không quá dễ dàng. Phù Quang Tiên Tử nghe được sụp đổ tử vực bốn chữ, gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, nói, tại sụp đổ tử vực sao? Diệp Thần trong lòng căng thẳng, hỏi, sụp đổ tử vực là địa phương nào? Phù Quang Tiên Tử lộ ra điểm vẻ mặt sợ hãi, vẻ mặt nghiêm túc nói, sụp đổ tử vực, đó là lớn sụp đổ khí tức, ngưng kết mà thành cấm địa. Shiva lão tổ thập đại tuyệt học bên trong, diệt thế chân giải xếp số 1, thiên trảm sắp xếp thứ 2, xếp hạng thứ 3 tuyệt học, chính là tên là đại sụp đổ. Môn tuyệt học này, người bình thường cũng là không cách nào tu luyện, uy lực cực kỳ khủng bố, nhất bạo phát ra tới, thời không sụp đổ, tinh hà tấn diệt, trong chư thiên, chỉ có Shiva lão tổ mình có thể nắm giữ. Môn kia lớn sụp đổ tuyệt học, cùng khác tuyệt học một dạng, in vào hắn kim thân thượng, những thứ này lạc ấn khí tức tản mát ra, tạo thành đủ loại năng lượng kết tinh. Cái kia sụp đổ tử vực, người có thể lý giải thành lớn sụp đổ tuyệt học năng lượng hội tụ địa. Cái này có thể phiền toái, diệt thế quyền trưởng cư nhiên bị hút vào trong sụp đổ tử vực, vậy chúng ta muốn đoạt lấy, nhưng là khó khăn. Phù Quang Tiên Tử đối với Diệp Thần thực lực rất có lòng tin tưởng Diệp Thần có thể trưởng khống diệt thế quyền trưởng, nhưng cái này tiền đề là muốn đem diệt thế quyền trưởng nắm bắt tới tay. Bây giờ, diệt thế quyền trưởng lại rơi xuống đến sụp đổ tử vực bên trong, lại nghĩ cướp đoạt liền khó khăn. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, hướng cái kia hỗn độn ánh mắt hỏi, cái này sụp đổ tử vực ở nơi nào? Hỗn độn ánh mắt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bắc, nói, ở chỗ này. Chỉ thấy nó ánh mắt bên trong, bắn ra một vòng tinh mang, xuyên thấu phía trước trọng trọng âm u sương mù, mở ra một đầu chân không thông đạo, kéo dài hướng phương xa. Diệp Thần nhìn đầu này chân không thông đạo, lập tức liền cảm giác bị mê vụ che giấu thiên cơ, một chút trở nên rõ ràng, hắn đã có thể bắt được cuối thông đạo, cái kia phiến sụp đổ tử vực nhân quả hình ảnh. Đầu này chân không thông đạo, có dài trăm dặm, cuối lối đi, chính là một mảnh như vực sâu một dạng hắc ám hồ nước mênh mông, phương viên cũng có mấy trăm dặm, màu đen mây khói nổi lơ lửng, giữa hồ có một hòn đảo, toàn bộ hồ nước, đều vây quanh hòn đảo xoay chậm chậm lấy. Cái này hồ nước màu đen, nhìn liền dường như một cái hắc ám đại tuyền qua, ám lưu hung dũng, trên hồ nước tràn ngập từng cỗ kinh khủng sụp đổ pháp tắc, thời gian, không gian, tia sáng, không khí, hết thảy có tồn tại hay không đồ vật, đều ở đây cỗ lớn sụp đổ pháp tắc phía dưới, triệt để trầm luân tịch diệt. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần lông mày cũng là nhíu một cái này sụp đổ tử vực, mang đến cho hắn một cảm giác, vô cùng nguy hiểm, muốn vượt qua, đích xác không quá dễ dàng. Mà cái kia diệt thế quyền trưởng, hẳn là ngay tại sụp đổ tử vực trung tâm trên đảo nhỏ, Diệp Thần có thể bắt được một cỗ không hề tầm thường mịt mờ khí tức. Phù Quang cô nương, luân hồi chi chủ, như các ngươi thấy, sụp đổ tử vực sát khí kinh khủng, các ngươi muốn từ trong đó cướp đoạt đồ vật gì, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đến nỗi các ngươi nói, một cái cưỡi cửu vĩ hồ thanh niên, vị kia Vizanu đệ tử Dạ Hàn sao? Ta nhìn thấy hắn cũng dẫn người đi sụp đổ tử vực, hơn nữa rất không may, hắn cùng cửu vĩ hồ đều bị tử vực thôn phệ. Đoán chừng bây giờ, bọn hắn đã hài cốt không còn, biến thành tẩm bổ Shiva lão tổ kim thân phân bón đi. Hỗn độn ánh mắt không nhanh không chậm nói. Diệp Thần thần sắc khẽ giật mình, vô cùng ngưng trọng nói, Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ đều đã chết sao? Hỗn độn ánh mắt nói, đoán chừng là, bị sụp đổ tử vực thôn phệ người, tuyệt đối không thể đào thoát, ta tận mắt thấy bọn hắn trầm luân. Luân hồi mộ địa bên trong, đang tại luyện hóa đại uy thiên long đồ huyết long, khi nghe đến hỗn độn ánh mắt lời nói sau, lại là mở to mắt, hướng Diệp Thần nói, không. Chủ nhân, cửu vĩ còn sống, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. 9 đầu vĩ thú, huyết long thôn phệ 8 đầu, trong cơ thể nó có không gì sánh nổi dư thừa vĩ thú năng lượng. Nhân quả liên quan, nếu như cửu vĩ hồ thật đã chết rồi, nó không có khả năng không có chút phát hiện nào. Diệp Thần trong lòng hơi động, âm thầm lưu ý, trầm ngâm một chút, hướng hỗn độn ánh mắt nói. Đa tạ tiền bối chỉ đường, cái này sụp đổ tử vực mặc dù hung hiểm, nhưng ta có biện pháp vượt qua. Hỗn độn ánh mắt kinh ngạc nói, a.
Diệp Thần hỏi, tại trước khi đi, ta còn muốn hướng tiền bối hỏi thăm một chút, người có từng nghe nói qua, Quang Chi Tử truyền thuyết. Nghe được Quang Chi Tử ba chữ, Hỗn Độn ánh mắt chấn động một chút, nói. Luân hồi chi chủ là muốn nghe được ánh sáng của bầu trời thần thủy tung tích. Nó một con mắt chuyển động, đối với các loại thiên cơ tựa hồ nhìn rõ phải vô cùng khắc sâu, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thần muốn hỏi cái gì. Ánh sáng của bầu trời thần thủy, chính là Quang Chi Tử quyền hành chỗ. Ai uống ánh sáng của bầu trời thần thủy, người đó liền có thể trở thành Quang Chi Tử. Căn cứ Diệp Thần biết, cái kia ánh sáng của bầu trời thần thủy, ngay tại Tam Đại Thánh Địa một chỗ, nhưng không biết là Siva Thánh Địa, vẫn là Vizanu Thánh Địa, hay là Phản Thiên Thánh Địa, hắn không xác định. Chính là, tiền bối pháp nhãn không bỏ sót, còn xin chỉ điểm sai lầm. Diệp Thần khi tiến vào Siva Thánh Địa sau, cũng không có bắt được bất luận cái gì ánh sáng của bầu trời thần thủy khí tức, bất quá hắn suy nghĩ cái này ánh sáng của bầu trời thần thủy, vô cùng thần bí, có thể ẩn tàng cực sâu, hắn truy tìm không đến cũng là lẽ thường. Nếu có thể uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, trở thành Quang Chi Tử, cái kia Diệp Thần muốn tiêu diệt ba quỷ thần, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trước đây tại Hủy Diệt Cổ Thành, hắn cùng Nhậm Phi Phàm, Phù Quang Tiên Tử liên thủ, đều đánh không lại Hư Thối Lão Tổ, cái này thực sự đại đại rung động đạo tâm của hắn, vực sâu sức mạnh quá mức kinh khủng, hắn nhất thiết phải trưởng khống đủ cường đại hừng hực quang minh, mới có thể đối kháng. Hỗn Độn ánh mắt nói, cái kia ánh sáng của bầu trời thần thủy, không ở chỗ này, có thể tại Phản Thiên Thánh Địa, hay là Vizanu Thánh Địa trong. Diệp Thần có hơi thất vọng lại có chút trong dự liệu nói, phải không? Hỗn Độn ánh mắt trầm mặc một chút, sau đó dùng khuyên can giọng điệu nói, luân hồi chi chủ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng vọng tưởng uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy. Ta xem qua vận mệnh tiên đoán, tương lai ngươi đích xác có khả năng rất lớn, sẽ trở thành Quang Chi Tử. Nhưng, ánh sáng của bầu trời thần thủy quyền năng quá mức kinh khủng, một khi ngươi uống xong, trắng lóa tia sáng sẽ đem ngươi triệt để nuốt hết, linh hồn của ngươi, ý thức của ngươi, đều đem hóa thành trống rỗng phế tích. Đến lúc đó, thân thể của ngươi còn tại, thậm chí cũng đích xác trở thành Quang Chi Tử, nắm giữ huy hoàng vô biên sức mạnh, nhưng linh hồn của ngươi đã hóa thành hư vô, ngươi đã chết. Ngươi uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, thì tương đương với, bị quang đoạt xá. Bị quang đoạt xá sao? Diệp Thần một hồi chấn động, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Thôi, không nói cái này, dù sao ánh sáng của bầu trời thần thủy cũng không ở nơi đây. Bây giờ quan trọng nhất, vẫn là cầm tới Diệt Thế Quyền Trượng, tiếp đó đào ra Siva lão tổ hài cốt. Diệp Thần dõi mắt nhìn ra xa, Siva bên trong huyết khốc, khắp nơi bao phủ mê vụ, nhưng chân trời xa một cây kim sắc trụ trời, lại có thể vô cùng thấy rõ ràng. Đó chính là Siva Lâm Già Trụ. Người ở trong sơn cốc, Diệp Thần có thể tinh tường cảm nhận được, cái kia Lâm Già Trụ huy hoàng cùng bằng bạc, phía trên khắc rất nhiều hủy diệt phù văn, những thứ này khí tức hủy diệt tràn ngập ra đi. Ngay tại Lâm Già Trụ chung quanh tạo thành từng tầng đặc thù cấm chế phóng xạ. Nhất định phải cầm tới Diệt Thế Quyền Trượng, mới có thể phá tan cấm chế. Còn nếu như có thể cầm tới Diệt Thế Quyền Trượng, Diệp Thần đối phó Hư Thối Lão Tổ, cũng có thể thêm ra mấy phần tự tin. Hỗn Độn ánh mắt trầm mặc, không tiếp tục khuyên can, nói, luân hồi chi chủ, đã ngươi chủ ý đã quyết, ta cũng không nói nhiều, chúc ngươi may mắn, nguyện Siva che chở ngươi. Diệp Thần ừ một tiếng. Lại hỏi, tiền bối, ta còn muốn lại nghe ngóng một người. Hỗn Độn ánh mắt pháp nhãn hiểu rõ, nói, Tù Thiên Lão Tổ. Diệp Thần kinh ngạc, viên này hỗn độn ánh mắt, đối thiên cơ nhân quả sức quan sát, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn gật đầu nói, đúng vậy. Hỗn Độn ánh mắt nói, Tù Thiên Lão Tổ, là cửu thiên tù thần chỉ hóa thân, ta đã thấy hắn mấy lần, hắn muốn đem ta đào đi ăn hết, may mà ta có Siva che chở, mới không có để cho hắn được như ý. Lão nhân này tính khí âm tàn xảo trá, bất quá chính diện giao phong mà nói, nghĩ đến cũng không phải luân hồi chi chủ địch thủ, luân hồi chi chủ chỉ cần cẩn thận hắn đánh lén chính là. Về phần hắn tung tích đi, ta cũng không biết hắn trốn đến nơi đâu, chỉ có thể xác định hắn còn tại sơn cốc, chỉ là vị trí cụ thể, không cách nào khóa chặt. Tù Thiên Lão Tổ thần thông tinh diệu, cái kia cửu thiên tù thần chỉ bổ sung thêm cầm tù pháp tắc, dưới tình huống đặc thù, thậm chí có thể dùng đến cầm tù chính mình. Ẩn nấp thiên cơ, hắn chắc là đem chính mình nhốt lại. Diệp Thần tâm tư chấp động, hắn cùng Hư Thối Lão Tổ tranh chấp, quyết không cho phép bị người ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Cái này Tù Thiên Lão Tổ, còn không có lộ mặt qua, trong lòng Diệp Thần âm thầm đề phòng, miễn cho lật thuyền trong mương.
đa tạ tiền bối giải hoặc, ta cáo từ trước. Diệp Thần hướng hỗn độn ánh mắt chắp tay, nhìn về phía cái kia liên thông sụp đổ tử vực chân không thông đạo, cũng không có do dự quá nhiều, liền đặt chân tiến lên. Thời gian không đợi người, bây giờ hư thối lão tổ còn không có buông xuống, Diệp Thần muốn đuổi tại hư thối lão tổ đến phía trước, giải quyết hết thảy. Trên thực tế, tại chiến đấu công bình dưới cục diện, không có địa mạch chúc phúc gia trì, Diệp Thần cùng hư thối lão tổ đối chiến, hắn phần thắng muốn lớn một chút. Nhưng hắn không dám mạo hiểm, hư thối lão tổ dù sao cũng là ba quỷ thần một trong, thủ đoạn quỷ dị biến hóa khó lường, tuyệt không cho phép khinh thường. Phù Quang Tiên Tử nhìn thấy Diệp Thần rời đi, do dự một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì, hướng hỗn độn ánh mắt bái, hỗn độn thúc thúc, ta đi. Cũng đi theo Diệp Thần đi. Hỗn độn ánh mắt nói, chúc các ngươi may mắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Thần cùng Phù Quang Thiên Tử, sẽ xuyên qua hỗn độn ánh mắt mở ra chân không thông đạo, đi tới sụp đổ tử vực phía trước. Cái kia sụp đổ tử vực, tựa như một mảnh phương viên mấy trăm dặm hồ lớn, hắc ám sương mù dũng động, một cỗ mãnh liệt sụp đổ pháp tắc phóng xạ, tràn ngập bốn phía. Ôi! Tại này cổ sụp đổ phóng xạ trùng kích vào, Phù Quang Thiên Tử nhất thời chân đứng không vững, té ngã tại Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần đem nàng đỡ lấy, nói, không có sao chứ. Phù Quang Tiên Tử nói, không có việc gì. Nàng nhìn về phía trước sụp đổ tử vực, trong mắt mang theo một cỗ sợ hãi, trên da thánh hỏa phù văn năng lượng, tại gia tốc tiêu hao, chỗ này khí tức, để cho nàng vô cùng không thoải mái. Nơi này chính là tử vực, là có thể xưng cấm địa tồn tại. Siva thánh địa trong, bao năm qua tới cũng không ít cường giả, muốn xâm nhập tử vực, luyện hóa tử vực hạch tâm. Tiến tới nắm giữ lớn sụp đổ tuyệt học, nhưng chưa từng có ai thành công, tất cả mưu toan chấp trưởng lớn sụp đổ tuyệt học người, tất cả đều chết hết. Phù Quang Thiên Tử ngữ khi yếu ớt, chỉ thấy cái kia sụp đổ tử vực trên mặt nước, nổi lơ lửng không thiếu bạch cốt, đó đều là trước kia mạo hiểm thất bại người chết. Diệp Thần nhìn thấy trong hồ nước, lại có từng đóa khô héo kim liên, phía trên lưu lại vi giờ nu chúc phúc khí tức. Dạ Hàn quả nhiên tới qua ở đây. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Nhìn bộ dáng này, chẳng lẽ hắn cùng cửu vĩ hồ, thật sự bị thôn phệ chết. Thiên cơ bắt giữ, Diệp Thần ẩn ẩn nhìn thấy trước đây không lâu hình ảnh, nhìn thấy Dạ Hàn mượn dùng vi giờ nu chúc phúc, tại sụp đổ tử vực trong hồ nước, bày ra đóa đóa kim liên, muốn đạp những thứ này kim liên, đi tới tử vực trung tâm hòn đảo, cầm lấy diệt thế quyền trượng. Nhưng, kết quả sau cùng, lại là Dạ Hàn thất bại. Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ, còn có tùy tùng cổ diệt chân quân, đều rơi xuống đến trong hồ đi. Lớn sụp đổ khí tức hủy diệt, đem bọn hắn triệt để nuốt hết. Huyết Long nhắc nhở, chủ nhân, cửu vĩ hồ còn sống. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nếu như Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ còn sống, vậy bọn hắn hơn phân nửa còn tại hồ nước phía dưới. Bọn hắn muốn làm gì, mai phục chờ mình tới, lại đi đánh lén sao? Diệp Thần âm thầm lưu tâm, duy trì cảnh giác. Phù Quang Tiên Tử nhìn xem sụp đổ tử vực. Gặp mảnh này tử vực tựa như một vùng tăm tối đại tuyền qua đồng dạng, nội tâm của nàng cũng là vô cùng kiêng kỵ, hỏi, luân hồi chi chủ, người nói người có biện pháp, có thể vượt qua sụp đổ tử vực, chuyện này là thật. Sụp đổ tử vực trung ương, hòn đảo kia bên trên, liền cắm một cái quyền trượng, đó chính là diệt thế quyền trượng. Diệt thế quyền trượng đang ở trước mắt, nhưng ở tử vực cách trở phía dưới, lại là khó mà nắm bắt tới tay, nhất định phải trước tiên vượt qua tử vực, mới có khả năng chấp trưởng diệt thế quyền trượng. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, cũng có thể, ta có thủ đoạn. Nói đi, Diệp Thần tế ra một khối mảnh vụn, đó chính là ma ngục mệnh tinh độ chi mảnh vụn. Độ chi mảnh vụn vừa ra, một cỗ siêu độ pháp tắc năng lượng khí tức, cấp tốc tại bốn phía mở rộng ra, đại đại áp chế sụp đổ pháp tắc phóng xạ. Diệp Thần bấm cái quyết, đem độ chi mảnh vụn ném ra ngoài, mảnh vụn hóa thuyền, biến thành một chiếc thuyền nhỏ, ba một cái rơi vào trên sụp đổ tử vực. Lại vững vàng dừng lơ lửng nổi, cũng không có bị thôn phệ trầm luân. Đây là... Phù Quang Tiên Tử một hồi kinh ngạc. Đi thôi, sẽ nhìn một chút chúng ta có thể đi hay không đến bờ bên kia. Diệp Thần cười cười, tung người lướt vào trong thuyền, hướng Phù Quang Tiên Tử vẫy tay. Phù Quang Tiên Tử ngẩn ngơ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, cũng bay lên trong thuyền. Nàng vừa bước lên thuyền, cũng cảm giác được có hai cỗ cường đại pháp tắc. Tại thân thuyền chung quanh đối ngược lấy. Cái này hai cỗ pháp tắc, một cỗ là Diệp Thần siêu độ pháp tắc, một cỗ khác là tử vực bên trong sụp đổ pháp tắc, va chạm nhau. Hai cỗ pháp tắc đối ngược, đều muốn ép diệt lẫn nhau,
nhưng cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, duy trì cân đối. Diệp Thần hai tay nắm vuốt quyết, thôi động thuyền hướng đảo giữa hồ chạy tới, Phù Quang Tiên Tử ở bên hộ pháp, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mảnh này sụp đổ tử vực, tràn ngập phong linh oán khí, tại cảm thấy được Diệp Thần cùng Phù Quang Tiên Tử, hai cái người sống sờ sờ lái vào sau, hồ nước lập tức hơi hơi sôi trào lên, sau đó liền nghe xoát 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 một hồi vang dội, mười mấy đầu vong linh quái vật, từ dưới hồ nước xông ra, như một đám như dã thú, gào thét hướng Diệp Thần chỗ thuyền đánh tới. Những thứ này vong linh quái vật, có chút là đã từng chết đi mạo hiểm giả hoan hồn, có chút là sụp đổ tử vực bản thân đản sinh ra quái vật, có chút là vực sâu khí tức hội tụ mà thành yêu tà, nhóm ma phong lên, một chút đem bình tĩnh hồ nước, quấy đến sôi trào đại loạn. Diệp Thần trấn tĩnh bất động, vẫn như cũ duy trì lấy thủ ấn, thôi động thuyền tiến lên. Hắn tin tưởng không cần tự mình ra tay. Chanh! Phù Quang Tiên Tử xuất đao, một vòng cầu vồng một dạng cực quang, phá không chạm ra, phía trước vồ giết tới vong linh, lập tức bị nàng chém giết. Cực quang vẫn sát. Nàng lại cử đao chỉ thiên, mãnh chạm xuống, đen kịt thiên khung cũng múa lên cực quang, từng cái sáng lạng cực quang lăn xuống, đem giữa hồ không ngừng toát ra vong linh ma vật, hung hăng chém chết. Cùng Diệp Thần so sánh, Phù Quang Tiên Tử thực lực chênh lệch một chút, nhưng muốn đối phó tử vực bên trong ma vật, lấy nàng thực lực đầy đủ. Sụp đổ tử vực kinh khủng nhất, là không chỗ nào không có mặt sụp đổ pháp tắc, đủ để cho người trầm luân tịch diệt, nhưng Diệp Thần chi tiêu chi mảnh vụn hóa ra thuyền, đã có thể ngăn cản sụp đổ pháp tắc thôn phệ, vậy còn dư lại ma vật, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Tử vực bên trong ma vật, rất nhanh liền bị Phù Quang Tiên Tử chấn sát, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, Diệp Thần lại phát hiện, chung quanh khí tức nguy hiểm, lại không có tiêu thất. Tương phản, theo hắn càng ngày càng tới gần đảo giữa hồ, cỗ này mịt mờ nguy hiểm, càng trở nên rõ ràng bén nhọn. Chủ nhân, cẩn thận cửu vĩ hồ. Huyết Long quát khẽ đạo. Ta biết. Diệp Thần khẽ cắn môi, cúi đầu nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy một mảnh vẩn đục đen kịt, nhưng dưới hồ nước nguy hiểm, lại là rõ ràng có thể cảm giác. Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ, đều tiềm phục tại dưới nước. Liền để bọn hắn đến đây đi. Ta nghĩ tới một môn mới tuyệt chiêu, có thể giết chết bọn hắn. Diệp Thần hướng Huyết Long truyền âm nói, âm thanh tràn ngập sát ý. Hắn cùng Dạ Hàn nhân quả, cũng là thời điểm kết. Ngay tại hôm nay, ngay một khắc này a, hắn có lòng tin đánh giết Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ. Huyết Long ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, mới tuyệt chiêu. Là cái gì? Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ liên hợp, sau lưng lại có Vizanu che chở, Diệp Thần muốn giết chết, như thế nào khả năng? Ở đây. Muốn ra tới. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía hồ nước, không hiểu lên một thân nổi da gà, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đây là đối sát khí cùng nguy hiểm trực giác. Hắn lập tức ngừng bay. Rầm rầm rầm. Tại Diệp Thần dưới chân thuyền, vừa mới dừng lại trong nháy mắt, hắn phía trước mặt hồ, chợt có 9 đầu cực lớn hung mãnh đuôi cáo, đảo ngược hướng thiên, mang theo cuồn cuộn dường như sấm sét thế, gây nên ngàn trượng lãng. Cái này 9 đầu đuôi cáo trùng thiên, khí thế quá kinh khủng. Tựa như muốn xuyên qua hết thảy. May mà Diệp Thần vừa mới ngừng bay, bằng không mà nói, dưới chân hắn thuyền, chắc là phải bị lật tung, người cũng muốn rơi vào trong sụp đổ tử vực. Cùng Dạ Hàn khác biệt, Diệp Thần cũng không có Vizanu che chở, một khi rơi vào sụp đổ tử vực, hắn thậm chí sẽ có vẫn diệt nguy hiểm. Hắn kim cương bất hủ thể, tuyệt đối không cách nào ngăn trở sụp đổ tử vực thôn phệ, Siva môn tuyệt học này quá mức kinh khủng, thế gian này chỉ có Vizanu chúc phúc. Có thể chống lại. Diệp Thần nhìn xem 9 đầu ngất trời đuôi cáo, ánh mắt bạo hiện ra, giấy lên chiến ý. Nhưng chợt, Diệp Thần liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt phóng xạ xung kích. Đó là sụp đổ pháp tắc xung kích. Vừa mới bị cửu vĩ xông lên, Diệp Thần độ chi mảnh vụn siêu độ pháp tắc, lập tức xuất hiện hỗn loạn. Cùng sụp đổ pháp tắc đối kháng, cân đối bị đánh vỡ. Sụp đổ tử vực không chỗ nào không có mặt phóng xạ. Liền điên cuồng hướng về Diệp Thần thẩm thấu tới, cái kia phóng xạ bên trong, liền tràn ngập hủy diệt, sụp đổ, trầm luân, mất đi khí tức. Lập tức, Diệp Thần thuyền mất đi khống chế, bắt đầu quay tròn, muốn bị hút vào vòng xoáy bên trong. Đáng chết! Địa thế bất lợi cho ta, đi! Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn còn nghĩ cùng Dạ Hàn tới một hồi quyết chiến, nhưng ở trong sụp đổ tử vực, hoàn cảnh quá ác liệt, đừng nói chiến đấu, không bị tử vực thôn phệ, liền đã cảm ơn trời đất. Hắn lập tức lôi kéo Phù Quang Tiên Tử tay, bàn chân đạp mạnh, phóng lên trời, mở ra bầu trời mệnh cách,
một đôi thiên không chi cánh tại sau lưng một tiếng xào sạc bày ra, tự do chân lý gào thét mà ra. Tại thiên không chi dực tự do chân lý bảo vệ phía dưới, Diệp Thần tạm thời chặn sụp đổ pháp tắc thôn phệ, hắn lập tức nhân cơ hội này, ôm phù quang thiên tử, thoát ly tử vực phạm vi, bay trở về bên bờ. Cái kia độ chi mảnh vụn biến thành thuyền, cũng ôm một tiếng, hóa thành lưu quang, độn trở về trong cơ thể của Diệp Thần. Mà tại Diệp Thần trở lại bên bờ sau, vừa mới cái kia chín đầu ngất trời đuôi cáo, liền toàn bộ rầm rầm lùi về trong hồ nước đi, không thấy tăm hơi. Rất nhanh, tử vực lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phù quang tiên tử vẫn chưa hết sợ hãi, nói, dưới hồ có người, là. Cái kia Dạ Hàn sao? Diệp Thần nhìn thấy bình tĩnh hồ nước, lông mày nhíu một cái, kêu lên. Dạ Hàn, lăn ra đến A. Trốn trốn tránh tránh, nhưng là không còn ý tứ. Cũng là thời điểm kết giữa chúng ta nhân quả. Diệp Thần khóe miệng kéo ra một vòng lãnh khốc đường cong, hắn đã nghĩ đến một môn mới sát chiêu, đủ để chém giết Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ Hồ. Chỉ cần đối phương dám mạo hiểm đầu, hắn liền dám động thủ. Nhưng, hồ nước vẫn như cũ bình tĩnh, không có truyền ra bất kỳ đáp lại nào. Tại sụp đổ pháp tắc phóng xạ ảnh hưởng dưới, Diệp Thần thậm chí không cách nào phán đoán, Dạ Hàn có phải hay không tại dưới nước, sống hay chết. Diệp Thần cũng không gấp gáp, hắn không tin Dạ Hàn có thể mai phục cả một đời. Phù quang tiên tử nhỏ giọng nói, cái kia Dạ Hàn vừa mới đánh lén không thành, bây giờ lại không dám ló đầu, hơn phân nửa là sợ ngươi. Luân hồi chi chủ, hắn có thể muốn đợi Siva lão tổ buông xuống. Nghe nói như thế, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, có lẽ thật đúng là giống phù quang tiên tử nói như vậy, Dạ Hàn không có cùng hắn đối chiến dũng khí, chỉ dám đánh lén. Vừa mới đánh lén không thành, Dạ Hàn dứt khoát đều không ló đầu. Diệp Thần cũng đại khái suy tính đến Dạ Hàn tâm tư, cái sau không muốn biến thành hư thối lão tổ quân cờ. Nếu như hắn cùng Dạ Hàn quyết chiến, một khi xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương, chỗ tốt kia liền toàn bộ về hư thối lão tổ. Dạ Hàn tự nhiên không thể chịu đựng một màn này phát sinh, tương phản, hắn còn nghĩ lợi dụng hư thối lão tổ, mình làm người thắng cuối cùng. Dạ Hàn, thật muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Là nam nhân liền cút ra đây cho ta. Diệp Thần suy nghĩ phút chốc, liền lần nữa hướng về phía tử vực quát lên. Hắn cũng không sợ cái gì lưỡng bại câu thương, bởi vì, hắn đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, đủ để chém giết Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ Hồ. Nếu như thời gian kéo dài thêm, hư thối lão tổ tự mình buông xuống, sự tình ngược lại không dễ làm. Nhưng, mặc kệ Diệp Thần như thế nào kêu to, Dạ Hàn chính là mai phục không ra, Cửu Vĩ cũng không thấy lại lộ đầu. Nhìn Dạ Hàn bộ dáng, là thực sự muốn đợi hư thối lão tổ phủ xuống, hay là chờ Diệp Thần mất đi kiên nhẫn, lần nữa bước vào tử vực. Đến lúc đó, Diệp Thần tại cực đoan ác liệt tử vực trong hoàn cảnh, tuyệt đối không phải Dạ Hàn địch thủ. Dù sao, Diệp Thần cũng không giống như Dạ Hàn dạng này, có Vizanu chúc phúc che chở. Luân hồi chi chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phù quang tiên tử nhất thời cũng mất chủ ý. Diệp Thần do dự suy nghĩ lấy đối sách, lúc này lại nghe nơi xa truyền đến một đạo âm thanh cởi mở. Luân hồi chi chủ, nghe đại danh đã lâu, kính đã lâu, kính đã lâu a. Chỉ thấy một lão già, người mặc vải bào, trên thân lại quấn lấy từng cái cấm chế xích sắt, trang phục quái dị, trên mặt lại mang theo nụ cười hiền hòa, đang nhanh chân đi tới. Lão già đi tới thời điểm, trên thân xích sắt trên mặt đất lôi kéo, rầm rầm vang động. Ngươi là... Diệp Thần đôi mắt hơi hơi co rút, từ trên người lão giả, lại bắt được một cỗ mãnh liệt giam cầm phong ấn ba động. Cái kia từng cái cấm chế xích sắt, triệt để đem lão giả cầm cố lại, Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy hắn người, nhưng lại không cảm giác được khí tức của hắn, đối phương giống như chỉ là một tia huyễn ảnh, nhưng coi trầm ổn đi lại, rõ ràng cũng không phải. Chấm, Tù Thiên lão tổ. Diệp Thần thiên cơ bắt giữ, đã ẩn ẩn thấy rõ thân phận của ông lão, chính là vị kia Tù Thiên lão tổ. Hắn vậy mà lợi dụng đặc thù cầm tù pháp tắc, đem tự thân khí tức hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, nửa điểm cũng không tiết lộ. Như vậy bản thân phong ấn giam cầm, tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Lão giả lại là cười híp mắt bộ dáng, đi tới Diệp Thần phía trước, chắp tay nói. Lão phu chính là Cửu Thiên Tù Thần chỉ hóa thân, luân hồi chi chủ chịu gọi ta một tiếng lão tổ, kia thật là nể mặt. Diệp Thần cùng Phù Quang Tiên Tử nhìn nhau, không nghĩ tới Tù Thiên lão tổ sẽ xuất hiện vào lúc này. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần hỏi, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Tù Thiên lão tổ cười nói, chỉ giáo không dám nhận,
lão phu vừa mới nhìn thấy tử vực trong hồ, tựa hồ có đại yêu qua lại, hơn nữa bây giờ còn mai phục không ra, luân hồi chi chủ tựa hồ rất dáng vẻ khổ não. Diệp thần nói, tiền bối có gì đối sách? Tù thiên lão tổ mỉm cười, nói, cái này đối sách đi, rất đơn giản, từ lão phu tự mình ra tay, thi triển tù thiên pháp tắc, tạm thời phong cấm mảnh này tử vực. Luân hồi chi chủ địch nhân, hắc hắc, kia cái gì cửu vĩ hồ, dạ hàn, sợ là đều muốn bị phong kín tại tử vực phía dưới. Diệp thần kinh ngạc nói, tiền bối có thể phong cấm tử vực. Tù thiên lão tổ cười nói, có thể miễn cưỡng làm được, dù sao cửu thiên tù thần chỉ, chính là tinh không bỉ ngạn bên trên thần công, từ cửu thiên môn phiệt chín vị lão tổ, liên thủ chung sáng tạo, uy năng có thể xưng nghịch thiên. Môn thần công này, phóng tới không không lúc nào giữa không chung, đó chính là tam thập tam thiên thần thuật, xếp hạng thứ nhất vĩ đại tồn tại. Lão phu đức hạnh nông cạn, mặc dù từ cửu thiên tù thần chỉ hóa thân mà ra, nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ công pháp này tinh túy, bất quá đi, muốn phong cấm mảnh này tử vực, đó là đầy đủ. Nói cho cùng, mảnh này sụp đổ tử vực, chỉ là Shiva lớn sụp đổ thần công một tia năng lượng kết tinh, lấy lão phu cửu thiên tù thần chỉ pháp tắc chi uy, đủ để phong cấm một hai ngày thời gian. Diệp thần trong lòng hơi động, nhìn thấy tù thiên lão tổ trong đôi mắt, lại lập lòe hung quang, một bộ thị sát bộ dáng, nội tâm của hắn lại là run lên, nói. Ta cùng với tiền bối lần đầu gặp mặt, tiền bối lại chịu như thế hết sức giúp đỡ sao? Trên trời sẽ không trắng rớt đĩa bánh, tù thiên lão tổ lại chịu như thế xuất lực tương trợ, Diệp thần cũng không tin hắn là đại phát thiện tâm. Tù thiên lão tổ cười cười, lại cung kính hướng Diệp thần chắp tay, nói. Luân hồi chi chủ, lão phu ra tay trợ lực, là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Nếu ngươi không chê, lão phu nghĩ nhận ngươi làm chủ nhân, ngày khác đi theo làm tùy tùng, mặc cho phân công, lão phu nguyện ý thần phục làm nô, gọi ngươi một tiếng tôn chủ. Diệp thần rất là giật mình, nói, tiền bối muốn nhận ta làm chủ nhân. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tù thiên lão tổ lần này chủ động hiện thân, càng là phải thuộc về thuận chính mình. Phù quang tiên tử nói, luân hồi chi chủ, cẩn thận, lão gia hỏa này không có hảo ý, ánh mắt của hắn rất đục, tính toán mưu quá nhiều. Phù quang tiên tử cảnh giác lại thẳng thắn nhìn chằm chằm tù thiên lão tổ ánh mắt, nàng thân là cực quang thiên đao hóa thân, trời sinh liền mang theo Shiva một tia thần tính, đối nhân tâm nhìn rõ mười phần lão luyện. Nàng lời nói này, cũng không có cái gì kiêng kỵ, tù thiên lão tổ cũng nghe đến, biểu lộ lập tức một hồi cứng ngắc. Dừng một chút, tù thiên lão tổ lại lần nữa bày ra nét mặt tươi cười, nói, tiên tử quá lo lắng, lão phu thật có chút tính toán của mình, nhưng cũng không dám đối với luân hồi chi chủ vô lễ a. Lần này thần phục quy thuận, là thành tâm thành ý, thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Chỉ là, luân hồi chi chủ, có một cái con mụ điên, một mực đang đuổi giết lão phu chỉ hy vọng thần phục sau đó, người có thể ban cho che chở. Diệp thần trong lòng hơi động, nhìn tù thiên lão tổ bộ dáng, quả nhiên không phải vô điều kiện thần phục, đối phương tựa hồ chỉ là muốn tìm cầu che chở, tránh né truy sát. Không biết là người nào đang theo đuổi giết tiền bối. Diệp thần tò mò hỏi, tù thiên lão tổ thân là cửu thiên tù thần chỉ hóa thân, coi như sinh ra hóa thân thời gian ngắn ngủi, tu vi tích lũy còn chưa đủ thâm hậu, nhưng bằng cửu thiên tù thần chỉ nội tình, hắn tại không không lúc nào giữa không chung, cũng có thể xưng nhất lưu cao thủ. Diệp thần rất muốn biết, đến cùng là ai, lại ép tù thiên lão tổ trốn xa dị địa, ẩn nấp tại Shiva huyết khốc loại này ác liệt chỗ, thậm chí càng bản thân phong ấn giam cầm, chỉ sợ bại lộ. Tù thiên lão tổ lộ ra biểu tình áo não, nói, cái kia con mụ điên, lão phu không biết thân thế của nàng lai lịch, chỉ biết là nàng tự xưng lăng xương tiên tử, kiếm pháp rất quỷ dị, nhìn như tia sáng vạn trượng, nhưng trên thực tế so hết thảy ma đạo đều phải kinh khủng, một khi bị nàng kiếm khí sát thương, hết thảy tồn tại chi vật, đều biết biến thành trống không. Lăng xương tiên tử. Diệp thần lông mày nhíu một cái, cẩn thận hồi tưởng một chút trong đầu ký ức, cũng không có nghe nói qua cái tên này. Hắn lại bấm ngón tay suy tính một chút, lại phát hiện không không lúc nào giữa không chung, hoàn toàn không có lăng xương tiên tử tương quan nhân quả vết tích, người này quá khứ tương lai, càng là trống rỗng. Tù thiên lão tổ thần tình trở nên e ngại, nói, cái kia con mụ điên, một lòng muốn giết chết lão phu, cướp đoạt cửu thiên tù thần chỉ áo nghĩa. Muốn giết lão phu người, không không lúc nào khoảng không không biết có bao nhiêu ngàn vạn, nhưng chỉ có cái kia con mụ điên, có thể chân chính uy hiếp được lão phu, mà lại là phải chết uy hiếp. Lão phu thậm chí ngăn không được nàng một kiếm. Diệp thần đồng tử lập tức co vào, tù thiên lão tổ cũng coi như đỉnh cấp cao thủ,
nhưng thế mà ngăn không được cái kia Lăng Xương tiên tử nhất kiếm. Không không lúc nào khoảng không lúc nào, lại ra như thế một vị cao thủ. Nếu quả thật có loại cao thủ này, Diệp Thần không có khả năng không có chút phát hiện nào, nhất định sẽ bắt được thiên cơ. Chẳng lẽ là Tam Đại Thánh Địa người? Trong lòng Diệp Thần âm thầm suy nghĩ lấy, hắn nhìn không thấu nhân quả, cũng chỉ có ba Đại Thánh Địa. Tù Thiên Lão Tổ chắp tay một cái nói, Luân Hồi Chi Chủ, Lão Phu nghe ngươi thần thông vô lượng, còn có Luân Hồi Thất Tinh cùng Luân Hồi Thiên Quốc các loại chúc phúc, Lão Phu chỉ cầu ngươi có thể ban cho che chở, lui về phía sau Lão Phu phục dịch tại ngươi trái phải, tuyệt không hài lòng. Diệp Thần cân nhắc suy nghĩ, nếu là hắn đem Tù Thiên Lão Tổ thu về dưới trướng, chính là cùng vị kia Lăng Xương Tiên Tử là địch. Hắn không biết Lăng Xương Tiên Tử là ai, cũng suy tính không ra nhân quả mạch lạc, cẩn thận phía dưới, cũng không có dễ dàng đáp ứng Tù Thiên Lão Tổ thỉnh cầu, nói. Tiền bối vừa chấp trưởng Cửu Thiên Tù Thần chỉ, không bằng trước hết để cho ta mở mang tầm mắt. Tù Thiên Lão Tổ nói, đây là tự nhiên, liền từ Lão Phu ra tay, trước tiên phong cấm mảnh này sụp đổ tử vực. Hắn ánh mắt lợi hại, nhìn về phía trước sụp đổ tử vực, sau đó khô già bàn tay từ tay áo vung ra, vận chỉ một điểm. Một chỉ này điểm ra, một cỗ cường hoành pháp tắc ba động, tựa như núi kêu biển gầm bộc phát ra đi, vạn trọng thanh quang nổ tung, chỉ thấy sụp đổ tử vực trên hồ nước, lại trải lên một tầng trận pháp một dạng quang tầng, giống như là pha lê, phía trên in rất nhiều phức tạp đường vân. Diệp Thần cùng Phù Quang Thiên Tử một hồi kinh ngạc, chỉ thấy những văn lộ kia, đều mang một cỗ huyền diệu tới cực điểm pháp tắc đạo uẩn, đó là một loại đặc thù cầm tù pháp tắc, ảo diệu đến tình cảnh đủ để cầm tù thiên đạo, thậm chí cầm tù trụ thần. Diệp Thần lại nhìn thấy qua lại thiên cơ, ẩn ẩn nhìn thấy Cửu Thiên Môn Việt các lão tổ, cùng nhau liên thủ sáng tạo Cửu Thiên Tù Thần chỉ hình ảnh. Bọn hắn dường như là nghĩ tù thiên, cấm thần, dã tâm cực lớn, không muốn lại chịu thiên đạo cùng trụ thần ước thúc, muốn đem thiên đạo cùng trụ thần, toàn bộ nhốt lại. Cái này Cửu Thiên Tù Thần chỉ, đang ký thác tinh không bị ngạn Cửu Thiên Môn Việt các lão tổ, muốn tù thiên cấm thần quyết tâm. Môn công pháp này, cũng có thể nói là vĩ đại kỳ quan. Cả kia chín vị lão tổ, cũng không có chân chính luyện thành, công pháp này xem như trong tưởng tượng công pháp, cùng luân hồi mộ táng công tầng thứ 9, Siva vô thượng diệt thế chân giải một cái đạo lý, chỉ là tồn tại ở trên lý luận công pháp, muốn luyện thành vô cùng gian khổ. Tù thiên cấm thần, nhiều hùng vĩ nguyện vọng, thật muốn thực hiện, không thua gì chuyện ngàn lẻ một đêm. Luân hồi chi chủ, như thế nào? Tù thiên lão tổ thu ngón tay lại, mỉm cười, nhiều tốt sắc. Diệp Thần ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ thấy toàn bộ sụp đổ tử vực, đều giống như chăn lót bên trên một tầng pha lê, Tù Thiên Lão Tổ thi triển cầm tù pháp tắc, đã ngưng kết thành thực thể, quả nhiên là đem sụp đổ pháp tắc áp chế xuống. Hoặc nói đúng ra, không phải áp chế, mà là cầm tù. Sụp đổ pháp tắc tạm thời bị giam cầm ở, tuy nói cỗ này cầm tù, cũng không thể kéo dài quá lâu, nhưng ở giam cầm giải trừ phía trước, cũng đầy đủ để cho Diệp Thần hoàn thành hắn muốn việc làm. Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ Hồ, đều bị cầm tù tại dưới hồ, Diệp Thần nghĩ thầm, Dạ Hàn có Vizanu che chở, cho dù là Cửu Thiên Tù Thần chỉ, hơn phân nửa cũng không thể thật sự cầm cố lại hắn. Nhưng, không quan trọng, Diệp Thần nghĩ tới một cái tuyệt diệu sát chiêu, đủ để đem Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ Hồ đều giết rồi, chỉ cần bọn hắn dám mạo hiểm đầu, hắn liền có lòng tin đánh giết. Tiền bối thủ đoạn cao minh, lại thật sự phong cấm tử vực, đa tạ. Diệp Thần hướng Tù Thiên Lão Tổ vừa chắp tay, sau đó phi thân bước vào sụp đổ tử vực, hướng về hồ trung tâm hòn đảo bay lượn mà đi. So với Dạ Hàn, Diệp Thần lo lắng hơn tử vực bản thân sụp đổ pháp tắc, hắn nhất thiết phải thừa dịp giam cầm mất đi hiệu lực phía trước, đem diệt thế quyền trượng nắm bắt tới tay. Phù Quang Tiên Tử cũng liền vội vàng đi theo sau lưng Diệp Thần, Tù Thiên Lão Tổ thì lưu lại bên bờ. Lần này, Diệp Thần không cần lái thuyền độ thủy, bởi vì, tại Tù Thiên Lão Tổ phong cấm phía dưới, toàn bộ tử vực tựa như trải lên một tầng pha lê, người có thể nhẹ nhõm đạp lên cũng sẽ không rơi xuống. Lão gia hỏa này thủ đoạn, đích xác có chút tinh diệu. Chỉ là hắn đạo tâm không thuần, luân hồi chi chủ, ngươi nhưng phải cẩn thận. Phù Quang Tiên Tử nhỏ giọng đạo, nàng đối với Tù Thiên Lão Tổ vẫn không có nửa điểm hào cảm. Diệp Thần gật gật đầu, đương nhiên sẽ không bị Tù Thiên Lão Tổ lợi dụng. Hai người nhanh chóng hướng đảo giữa hồ bay lượn mà đi. Đồng thời lại cảnh giác lưu ý lấy dưới chân, miễn cho gặp Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ Hồ đánh lén. Nhưng, Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ Hồ, không biết là thật sự bị giam cầm ở, vẫn là có khác mưu đồ, cũng không có thi triển cái gì đánh lén. Hết thảy giống như gió êm sóng lặng,
thế nhưng nhất định là bão táp trước giờ. Lập tức, Diệp Thần cùng Phù Quang Tiên Tử, rất thuận lợi liền leo lên đảo giữa hồ. Hòn đảo cũng không lớn, nhưng cây cối xanh tươi, thảm thực vật phì nhiêu, thiên địa linh khí vô cùng dồi dào. Nơi này thiên địa linh khí, trên thực tế cũng là bắt nguồn từ Shiva Kim Thân tản ra khí tức, so với thiên đạo bản thân thế giới thiên địa linh khí, còn muốn dồi dào phì nhiêu nhiều lắm. Diệp Thần hít thở một cái, đều cảm giác một hồi tâm thần thanh thản, nhưng ở trong cái này dư thừa thiên địa linh khí, hắn lại ngửi được một tia nguy hiểm ý vị. Ánh mắt tứ phương, Diệp Thần rất nhanh ở phía trước trên đất trống, phát hiện nguy hiểm đầu nguồn. Đó là một cây màu đen thủ trưởng, lộ ra bằng đá, tựa như là màu đen thiên thạch điêu khắc thành, toàn thân in một chút cổ lão kim sắc đường vân, một chút xíu mang theo hủy diệt pháp tắc khí tức, không ngừng tràn ngập ra, làm cho thủ trưởng chung quanh thổ địa, đều bị hòa tan trở thành màu đen hỗn độn vũng bùn. Đây chính là diệt thế quyền trượng sao. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nhìn cái kia màu đen thủ trưởng khí tức nguy hiểm, rõ ràng chính là diệt thế quyền trượng không sai. Bàn tay hắn cách không một chảo, liền nghĩ đem diệt thế quyền trượng bắt tới, nhưng phát hiện cái này quyền trượng vô cùng trầm trọng, hủy diệt nội tình cũng vô cùng thâm hậu, hắn lại chảo không qua tới. Cái này đích xác chính là diệt thế quyền trượng, cẩn thận một chút, luân hồi chi chủ, cái này quyền trượng bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt, bất quá lấy thực lực của ngươi, cũng có thể trưởng không a. Phù Quang Tiên Tử nháy mắt đạo, nàng là không có cách nào trưởng khống diệt thế quyền trượng, cưỡng ép chấp trưởng chính là tự tìm cái chết, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân Diệp Thần. Ta lại thử xem. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, đi ra phía trước, khom lưng muốn đem diệt thế quyền trượng nhặt lên. Ngay tại hắn ủi lưng khom thân, phía sau lưng kẽ hở mở rộng thời điểm, một đạo kiếm quang, xoẹt một tiếng, mang theo vô tận đế uy, từ một bên trên cây biểu chạm xuống, hung hăng muốn hướng hắn thân eo chém tới. Một kiếm này cực kỳ hung ác lăng lệ bá đạo, lại mang theo một cỗ đại viên mãn, đại chí tôn, vô thượng đế hoàng khí thế, kiếm thế uẩn nhưỡng tích xúc phải vô cùng thâm hậu, kẻ đánh lén phảng phất đã nổi lên vạn năm, như mãnh thú mai phục đi săn, vừa nhìn thấy con mồi xuất hiện, liền đem tất cả tích góp sức mạnh, khí tức, sát ý, đấu chí, toàn bộ giống như mưa to gió lớn chút xuống. Không gian trong nháy mắt bị phá ra, kiếm quang thuấn phát mà tới, không có cho Diệp Thần phản ứng chút nào cùng phòng bị thời gian. Mà Diệp Thần tại trước đó, cũng không có phát hiện kẻ đánh lén tồn tại. Kẻ đánh lén cũng không cần tận lực che giấu khí tức, trên hòn đảo diệt thế quyền trượng, cái kia cỗ hủy diệt pháp tắc khí tức ba động, đủ để đem mặt khác hết thảy khí tức bao phủ che đậy. Nguy rồi! Một bên Phù Quang Tiên Tử hoảng hốt, nàng vạn vạn không ngờ tới, trên hòn đảo lại mai phục có người, đánh lén này một kiếm quá hung mãnh, đừng nói nàng không kịp phản ứng, coi như kịp phản ứng, cũng ngăn cản không nổi. Không có chút nào bất ngờ, cái kia một đạo tràn ngập hừng hực đế uy kiếm quang, hung hăng chém vào Diệp Thần trên thắt lưng, lập tức chém ra một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi phun tung tóe, cuối cùng lại phát ra rắc rắc một tiếng. Đó là kiếm quang đụng phải Diệp Thần hông xương sống, phát ra âm thanh. May mà Diệp Thần đã luyện thành kim cương bất hủ thể, thể trạng so với dĩ vãng cường hoành, một kiếm này cũng không có đem hắn chém ngang lưng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng ở cái này kinh khủng cường hoành kiếm uy chi phía dưới, Diệp Thần trực tiếp ngã xuống đất, thân thể thụ cực kỳ khủng bố thương thế. Luân hồi chi chủ. Phù Quang Tiên Tử gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Không dễ dàng a, cuối cùng giết chết ngươi, luân hồi chi chủ. Một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên. Chỉ thấy một bên trên cây, nhảy xuống một cái nam tử. Chính là Dạ Hàn. Thì ra, hắn cũng không phải tiềm phục tại tử vực dưới hồ, mà là đã sớm đi tới trên hòn đảo giữa hồ, liền tiềm phục tại trên hòn đảo. Liền đợi đến Diệp Thần mắc câu. Hỗn đản. Phù Quang Thiên Tử buồn giận gặp nhau, chỉ cho là Diệp Thần thật đã chết rồi, lập tức vung đao như hồng hướng Dạ Hàn chém tới. Dạ Hàn nhìn thấy Phù Quang Tiên Tử đao quang mãnh liệt, cực quang biến ảo lộng lẫy, làm cho người hoa mắt, nếu như chỉ dựa vào chính hắn mà nói, cũng là thật sự không tốt chống đỡ. Nhưng, hắn bây giờ lại không có chút nào hốt hoảng, bởi vì sau lưng của hắn, chính là ba pha thần bên trong Vizernu. Tiểu cô nương, đừng xúc động như vậy, vạn sự trước tiên nghĩ tinh tường kết quả. Dạ Hàn nở nụ cười, lùi lại nửa bước, giơ kiếm đón đỡ, trên thân kiếm ông một tiếng. Hiện ra một tầng hổ phách một dạng ánh sáng màu vàng óng. Tầng này hổ phách, liền mang theo vĩ đại bảo vệ đạo uẩn, đó là nguồn gốc từ Vizernu che chở sức mạnh. Thiên đạo ba pha thần,
Phạn Thiên chủ sinh, tức sáng tạo, Shiva chủ diệt, tức hủy diệt, mà Vishnu, thì chủ bảo hộ, tức bảo vệ. Vishnu thủ hộ đại đạo, tương truyền có 10 pháp, nhiều cùng thạch tâm có liên quan, chính là, hổ phách, hắc diệu thạch, kim cương, phỉ thúy, tinh quang thạch, huyễn thải tinh, thái tinh, vực sâu ma thạch, khổng thước thạch, bích tỷ. Này chi vì, thạch tâm 10 pháp. Dạ Hàn mượn dùng hổ phách thạch tâm pháp chúc phúc, trên thân kiếm rát lên một tầng hổ phách vàng rực, lập tức nhẹ nhõm chặn phù quang tiên tử một kiếm. Cánh tay hắn lại chấn động, chanh một tiếng, liền đem phù quang tiên tử cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài. Phù quang tiên tử trọng trọng ngã xuống đất, lập tức khí tức trệ tắc nghẽn, cơ hồ thổ huyết. Đều gọi ngươi đừng xung động, tiểu cô nương, ta không phải ta, sau lưng của ta, còn có một vị vĩ đại trụ thần tồn tại. Dạ Hàn ôn hòa mỉm cười, giống nhìn xem một đầu cừu non một dạng nhìn xem phù quang tiên tử. Ngươi quỳ xuống bảo ta một tiếng chủ nhân, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phù quang tiên tử nghiến chặt hàm răng, tự nhiên là tuyệt không khuất phục, nhưng nhìn xem Dạ Hàn kiếm trên người hổ phách quang huy, nàng phảng phất thấy được Vishnu vĩ đại thân ảnh, một hồi ngạt thở, nội tâm suy nghĩ phân loạn, lại không biết như thế nào phá cục. Ta nói Dạ Hàn, nhanh như vậy liền coi chính mình thắng sao? Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, mang theo một chút trêu chọc ý vị. Phù quang tiên tử ngẩn ngơ, chỉ thấy đã vừa mới bị chém giết ngã xuống đất Diệp Thần, lại một lần nữa đứng lên. Càng thần kỳ là, Diệp Thần thân eo vết thương, lại đã khép lại, thậm chí ngay cả vỡ tan quần áo, đều khôi phục như lúc ban đầu, liền một điểm thụ thương vết tích cũng không có lưu lại. Ngươi! Dạ Hàn cũng ngây dại, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn, lập tức linh hồn rét run, kinh dị tới cực điểm. Không có khả năng, ta rõ ràng. Hắn vừa mới một kiếm kia, đem hết toàn lực, kiếm quang bên trong uẩn nhưỡng tích xúc kinh khủng đại thế, sau lưng thậm chí có Vishnu thần lực, một kiếm ra, đó là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vừa mới một kiếm kém chút đem Diệp Thần chém ngang lưng thời điểm, Dạ Hàn cũng đích xác cảm thấy, Diệp Thần sinh mệnh khí thế, trong nháy mắt liền bị hắn chặt đứt, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng bây giờ, đã là người chết Diệp Thần, lại một lần nữa đứng lên, thậm chí một điểm vết thương cũng không có lưu lại. Xin lỗi, có thể ngươi còn không biết, ta đã luyện thành bất tử thân. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong mắt như có hỏa diễm đang thiêu đốt, tràn đầy đấu chí. Vừa mới Dạ Hàn đích xác suýt nữa giết chết hắn, Vishnu chúc phúc phía dưới, một kiếm kiệu uy thế quá mức kinh khủng. Nhưng, Diệp Thần đã sớm luyện thành phì nhiêu bất tử thân, chỉ cần đạo tâm của hắn tinh thần, không có bị người nghiền nát, vô luận chết bao nhiêu lần, hắn đều có thể phục sinh, cho dù bị nghiền xương thành tro. Hóa thành hư vô, hắn người, cũng có thể từ trong phì nhiêu mệnh đồ đi tới. Phì nhiêu lực lượng là cực kỳ khủng bố, nắm giữ phì nhiêu bí pháp Diệp Thần, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, người có thể giết chết hắn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không không lúc nào khoảng không có thể giết chết ta người, bất quá số một bàn tay. Mà ngươi, không phải một trong số đó. Ta nghĩ không ra, ngươi thế mà núp ở nơi này trên đảo nhỏ, là ta ngộ phán tính sót. Bất quá không quan trọng, người không giết chết được ta, phải chết người, là ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngắm nhìn Dạ Hàn. Hắn phì nhiêu bất tử thân quá cường đại, tại phì nhiêu chúc phúc phía dưới, hắn chỉ cần đạo tâm bất diệt, người sẽ không phải chết, cơ thể bị thương, có thể nhẹ nhõm khỏi hẳn, liền quần áo hư hại, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì hết thảy thụ thương, tổn hại, hủy hoại, tử vong, cũng là nghiệt. Mà Dược Vương bí điển phì nhiêu pháp bên trong, có tiêu tan nghiệt giải ách pháp môn, chỉ cần đem nghiệt biến mất, hết thảy tạo vật đều có thể trả lại như cũ đến ban sơ hình thái. Dạ Hàn mau cốt sợ hãi, giống như nhìn thấy cái gì thiên cơ, liên tiếp lui về phía sau, kinh dị kêu lên. Là vị kia, Tam Thanh đế quân. Ngươi thế mà lấy được Tam Thanh che chở. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không phải che chở, mà là truyền thừa. Dạ Hàn tê cả da đầu. Lùi về sau nữa mấy bước, nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra ngươi lại đã biến thành một đầu phì nhiêu nghiệt vật. Giết không chết ngươi, ta liền đem tay ngươi tay chân chặt đứt, vĩnh trấn cầm tù. Cửu vĩ. Dạ Hàn hét lớn một tiếng, sụp đổ từ vực dưới hồ, truyền ra rít lên một tiếng, một đầu mãnh thú cuồng hướng mà ra, vọt thẳng phá tù thiên lão tổ bố trí cầm tù pháp tắc, cái kia cầm tù pháp tắc ngưng kết thành pháp trận, giống như phá toái pha lê rầm rầm bạo toái đi. Cái kia cuồng hướng mà ra mãnh thú, chính là cửu vĩ hồ, nó nghe được Dạ Hàn triệu hoán, lập tức chạy như bay đến.
Dạ Hàn vèo một cái, tung người một cái, nhảy đến cửu vĩ hồ trên lưng, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Hắn bố trí hai trọng mai phục, một là cửu vĩ hồ, hai là chính hắn. Vừa mới hắn mai phục đánh lén, kỳ thực đã đắc thủ, cũng đích xác suýt nữa giết chết Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần lại có bất tử thân, lại còn sống tới, đây là Dạ Hàn không có nghĩ tới. Diệp Thần trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, coi như nhìn thấy Dạ Hàn cùng cửu vĩ hồ liên hợp cùng một chỗ, cũng không kinh hoàng. Kỳ thực coi như không có bất tử thân, Dạ Hàn đánh lén cũng không giết chết hắn. Hắn còn có Thanh Liên phân thân, sống chết trước mắt có thể dùng đến chết thay, hơn nữa huyết long cùng luân hồi các đại năng, cũng sẽ không thật sự nhìn xem hắn chết đi. Vừa mới huyết long cùng luân hồi đại năng không có ra tay, kỳ thực là Diệp Thần áp chế ý chí của bọn hắn. Hắn tin tưởng dựa vào chính mình một người, đủ để chém giết Dạ Hàn. Xoát! Dạ Hàn bàn tay cách không một chảo, càng đem trên đất diệt thế quyền trượng, vồ tới, nắm trong tay. Chỉ nghe ông một tiếng, Dạ Hàn khí tức, lại ẩn ẩn cùng diệt thế quyền trượng cộng minh, trên quyền trượng xuất hiện một chút xíu huyết sắc hoa văn. A! À, gia hỏa này, lại có thể trưởng khống diệt thế quyền trượng. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, nhìn xem Dạ Hàn chấp trưởng diệt thế quyền trượng bộ dáng. Ẩn ẩn nhìn thấy trước đây thiên cơ. Dạ Hàn trước tiên hắn một bước xuất phát, đi tới sụp đổ tử vực, mặc dù tại trên đường độ thủy, bị tử vực nuốt hết, nhưng dựa vào Vizanu che chở, lại lần nữa bỏ ra, đồng thời thuận lợi đi tới đảo giữ hồ, cầm tới diệt thế quyền trượng. Cái kia hủy diệt cổ thành thành chủ cổ diệt chân quân, cũng đi theo ở bên cạnh Dạ Hàn, diệt thế quyền trượng uy năng kinh khủng, hai người đều không thể luyện hóa. Cuối cùng, là Dạ Hàn đem cổ diệt chân quân giết chết. Lấy đế huyết hiến tế, lại thêm Vizanu phù hộ, cái này mới miễn cưỡng trưởng khống diệt thế quyền trượng. Đang cầm đến diệt thế quyền trượng sau, Dạ Hàn lại không có rời đi, ngược lại đem quyền trượng một lần nữa thả lại trên mặt đất, chính mình ẩn tàng mai phục. Hắn là muốn mai phục Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ thầm, Dạ Hàn mai phục, sau lưng hơn phân nửa có Vizanu chỉ điểm. Vizanu muốn hắn chết. Ô ô, lúc này, cửu vĩ hồ phát ra một hồi đau đớn oa oa. Lại là Dạ Hàn tay cầm diệt thế quyền trượng bên trong tản ra kinh khủng hủy diệt ba động, liền nó đều chịu không được, thân thể phảng phất muốn bị xé nứt. Dạ Hàn bàn tay ra thịt, cũng là đùng đùng nứt ra, tách ra ra máu tươi tới, cái này diệt thế quyền trượng với hắn mà nói, cũng là khó mà nắm trong tay thần khí, thể chất của hắn cũng không có Diệp Thần mạnh mẽ như vậy, bây giờ cưỡng ép chấp trưởng quyền trượng, bị phản phệ, vô cùng nghiêm trọng. Vizanu đại nhân, giúp ta, chém giết luân hồi chi chủ. Dạ Hàn phát ra la lên, kêu gọi Vizanu trợ lực. Hoa lạp, chỉ thấy một tầng đen lúng liếng hắc quang, tại cánh tay hắn, trên bàn tay dâng lên, sau đó biến thành một tầng hắc diệu thạch, giống như áo giáp răng rắc bao trùm ở. Vizanu thủ hộ đại đạo, có thạch tâm 10 pháp, hắc diệu thạch chi bảo hộ, chính là thạch tâm 10 pháp một trong. Tại tầng kia hắc diệu thạch che chở cho, Dạ Hàn một chút liền chặn diệt thế quyền trượng phản phệ, lập tức thở dài một hơi. Mà hắn dưới quần cửu vĩ hồ, da lông bên trên cũng rát lên một tầng hổ phách vàng rực, một dạng nhận được Vizanu chúc phúc. Luân hồi chi chủ, không ổn a. Phù quang tiên tử khẽ cắn môi, đứng ở bên cạnh Diệp Thần, nhìn xem Dạ Hàn tay cầm diệt thế quyền trượng bộ dáng, nội tâm vô cùng kiêng kỵ. Tại chấp trưởng diệt thế quyền trượng sau, Dạ Hàn khí thế bão táp, toàn thân ma uy cuồn cuộn, tựa như một tôn tận thế chúa tể. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, huyết long kêu lên. Lúc này huyết long, không sai biệt lắm đem đại uy thiên long đồ luyện hóa xong tất, nhưng còn không có triệt để luyện hóa hoàn thành. Nó nhìn thấy Diệp Thần gặp nguy hiểm, cũng không lo được nhiều như vậy, liền nghĩ đi ra. Không cần hoảng, ta có thể đối phó. Ta nói, ta nghĩ tới một môn mới tuyệt chiêu, có thể giết chết Dạ Hàn. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, lúc này Dạ Hàn chấp trưởng diệt thế quyền trượng, khí thế xác thực cường hãn rất nhiều. So Diệp Thần trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Nhưng, hắn cũng không hốt hoảng, hắn đồng dạng có lòng tin, đem Dạ Hàn đánh giết. Luân hồi chi chủ, chịu chết đi. Ta ngược lại muốn nhìn, người bất tử thân, có thể hay không tiếp nhận cái này diệt thế chi uy. Dạ Hàn quát to một tiếng, xuất thủ trước, trong tay diệt thế quyền trượng vung ra, lập tức vạn trọng hắc chiều mãnh liệt, ma quang bắn ra, đen kịt một màu lôi đình. Tựa như từ thiên ngoại bay tới, cuồng bạo hướng về Diệp Thần oanh tạc mà đi. Mảnh này đen như mực lôi đình, mang theo cực kỳ khủng bố diệt thế uy năng, Dạ Hàn rất muốn nhìn một chút, Diệp Thần bất tử thân, có thể ngăn trở hay không.
Coi như chặn, hắn cũng không hoảng hốt, sau lưng của hắn có Vizanu che chở, hắn có lòng tin đánh bại Diệp Thần. Chỉ cần đem Diệp Thần tay tay chân chân toàn bộ chặt đứt, phong ấn chân áp tại phần Tịch Linh Sơn phía dưới, cái kia Diệp Thần hạ tràng, chính là sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục. Xoát! Diệp Thần nhìn xem cái kia kinh thiên diệt thế lôi đỉnh oanh mở, lập tức phung ra Côn Lôn đao. Luân hồi chi chủ, chúng ta cùng một chỗ. Phù Quang tiên tử cắn cắn môi, dung thân lóe lên, lại hóa thành một tia cầu vồng một dạng cực quang, quán chú vào Diệp Thần trong thân đao. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới Phù Quang tiên tử còn có loại thao tác này. Tại dung hợp Phù Quang tiên tử cực quang sau, Diệp Thần Côn Luân trên đao, cũng là nổ ra thất thải sặc sỡ tia sáng, lưỡi đao trở nên sắc bén mấy lần. Nhật Nguyệt, cực quang, còn có ánh sáng của bầu trời thần tinh, ba loại khác biệt tia sáng pháp tắc, hoàn mỹ hòa làm một thể. Kỳ thực cái này ba loại pháp tắc, muốn hoàn toàn tương dung, cũng không phải là chuyện dễ, nhưng Diệp Thần nắm giữ hỗ tự quyết, có thể hòa giải âm dương, một cách tự nhiên liền có thể hòa giải các loại dị chủng khí tức. Nhật Nguyệt cực quang chảm. Diệp Thần xuất đao, Côn Luân đao Nhật Nguyệt pháp tắc, cùng Phù Quang Thiên Tử cực quang thiên đao, khí tức dung hợp biểu chém ra một đạo xí mục đao quang, như Nhật Nguyệt ngày qua, cực quang như nước thủy triều mãnh liệt. Xoẹt. Dạ Hàn bộc phát mà đến diệt thế lôi đình, lập tức bị Diệp Thần đao quang chém chết. Nhưng, tại chảm phá diệt thế lôi đình thời điểm, cái kia cỗ kinh khủng hủy diệt lôi đình năng lượng, cũng là đảo ngược tới. Diệp Thần gặp từng trận lôi đình xung kích, kêu lên một tiếng, cước bộ lảo đảo lui lại, bất quá cũng không có thụ thương. Cái này diệt thế quyền trưởng, uy năng quả nhiên cường hãn a. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, hắn đã cùng Phù Quang tiên tử liên thủ, vừa mới một đao kia cũng là toàn lực, lại còn không thể hoàn toàn phá mất cái kia diệt thế lôi đình, vẫn là gặp một chút xung kích. Mặc dù không có thụ thương, nhưng Diệp Thần khí tức cũng là một hồi lưu động. Dạ Hàn khuôn mặt sắc trầm xuống, nhất định phải được hủy diệt nhất kích, càng không thể làm bị thương Diệp Thần, hắn nghĩ thầm. Tiểu tử này thực lực, thực sự là thái quá a. Bang! Dạ Hàn thu trượng đổi kiếm, hắn gặp Diệp Thần mặc dù không bị thương, nhưng khí tức đã phù loạn, đúng là hắn tập sát tốt đẹp thời cơ. Đa đế cổ kiếm pháp. Quát to một tiếng, Dạ Hàn trường kiếm mãnh chảm mà ra, mang theo một cỗ đại viên mãn, lớn chí tôn đế uy, là trước mặt hắn đánh lén Diệp Thần sử dụng một kiếm. Đây là nguồn gốc từ Thiên Khư Thần Điện kiếm pháp, Dạ Hàn đã từng là Đà Đế cổ thần đệ tử, đối với Đà Đế cổ thần truyền thừa, Thiên Khư Thần Điện kiếm pháp tự nhiên cũng là như lòng bàn tay. Đà Đế ý tứ, Đà vì viên mãn, Đế vì chí tôn, một chiêu này Đà Đế cổ kiếm pháp chính là có đại viên mãn lớn chí tôn khí thế ngút trời. Giống, cửu vĩ hồ cuồng sông, trở Dạ Hàn, hướng Diệp Thần đánh tới. Một người một hồ, khí thế tương liên, Dạ Hàn một kiếm này thanh thế hùng vĩ, thẳng chém về phía Diệp Thần bả vai, hắn là thật muốn chặt đứt Diệp Thần tay tay chân chân. Không thể không nói, Dạ Hàn thời cơ xuất thủ, nắm đến vô cùng tinh chuẩn, Diệp Thần khí tức chính là lưu động hỗn loạn, đối mặt Dạ Hàn hung mãnh như vậy, đem hết toàn lực một kiếm, Diệp Thần cũng cuối cùng là lộ ra vẻ ngưng trọng chi ý. Thiên, chảm. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem thể nội hỗn loạn hoàn toàn đè xuống, nội tâm ám uống, đồng thời đưa trong tay Côn Lôn đao ném ra ngoài. Dạ Hàn khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, Diệp Thần lâm trận vứt đao, đây là ý gì? Dạ Hàn còn không có nghĩ rõ ràng, sau lưng Diệp Thần hư không nứt ra, một thân ảnh nhảy ra ngoài, bay về phía trước tung, bắt được Diệp Thần vừa mới ném ra Côn Lôn đao. Bóng người này, thế mà cũng là Diệp Thần. Hoặc nói đúng ra, là Diệp Thần phân thân. Chỉ thấy Diệp Thần phân thân, khí tức điên cuồng hội tụ, một đạo kinh khủng đao ý đang nổi lên. Cỗ này đao ý, là như thế cuồng bạo bá đạo nổ tung, như núi lửa bộc phát thiên lôi buông xuống liệt diễm liệu nguyên, cường đại đến liền Diệp Thần phân thân bản thân, đều không thể tiếp nhận, đao chiêu còn không có chém ra, Diệp Thần phân thân, liền đã tại trong đó kinh khủng đao ý, da thịt nát giữa, xương cốt đứt gãy, tròn mắt tận nứt, óc tung tóe. Giống. Đến cuối cùng, Diệp Thần phân thân bộc phát ra một hồi như dã thú gào thét, hai tay nắm chắc chuôi đao hung hăng vung đao chém ra, tại chém ra một đao đồng thời, Diệp Thần phân thân thân thể, cũng là giấy lên đại hỏa, không chịu nổi cái kia kinh thiên đao ý phản phệ, thân thể trong khoảnh khắc đốt diệt thành tro, Côn Lôn đao rơi xuống. Mặc dù phân thân thành tro, thế nhưng một đao đã chém ra. Đây là chảm thiên nhất đao, đao mang tinh hồng hừng hực như gào thét hồng hoang cự thú, cuồn cuộn như sóng chiều lật úp thương thiên băng diệt tinh hà cuốn ngược,
mang theo bẻ gãy nghiền nát hủy thiên diệt địa, thậm chí là chảm phá vực sâu lớn vô song uy thế, hướng về Dạ Hàn cùng Cửu Vĩ Hồ chém tới. Dạ Hàn ngây dại, hắn lúc này toàn lực bộc phát, một chiêu Đà Đế cổ kiếm pháp, cũng là kiếm quang chấn động thiên địa, uy thế vô lượng. Nhưng, hắn một kiếm này, cùng Diệp Thần đao quang so sánh, tựa như đom đóm cùng nhật nguyệt, hoàn toàn không thể đánh đồng. Trong chớp nhoáng này, Dạ Hàn có loại phù du gặp thanh thiên nhỏ bé cảm giác. Diệp Thần một đao này, quá kinh khủng, quả thực là đã vượt ra khỏi thiên đạo hệ thống, bao trùm tại chư thiên phía trên, chém chết hết thảy. Là, Siva tuyệt học, thiên trảm. Cái này sao có thể? Dạ Hàn nội tâm kinh dị tuyệt vọng kêu to, hai mắt gắt gao trừng lớn, nhìn xem cái kia một đạo tinh hồng hừng hực thẳng hướng mình chém tới đao quang, triệt để rung động. Hắn nhận ra một đao này, đây chính là Siva tất cả tuyệt học bên trong, xếp hàng thứ hai thiên trảm. Một chiêu này thiên trảm, ký thác Siva chảm phá vực sâu nguyện vọng, uy thế cực kỳ khủng bố, chiêu pháp chi hung mãnh bá đạo cường hãn, ngay cả siêu phẩm thiên đế, đạo quân cường giả, đều không thể thi triển. Thiên trảm pháp tắc hàm ý, liền xem như Nhậm Phi Phàm, hồn thiên đế, nguyên thiên đế nhóm cường giả, đều không thể tiếp nhận, coi như bọn hắn lĩnh ngộ, cũng không thi triển ra được, cưỡng ép thi triển, chỉ có thể sớm bị thiên trảm pháp tắc xoắn nát. Diệp Thần ngộ tính nghịch thiên, đã lĩnh ngộ thiên trảm tuyệt học, vốn lấy hắn kim cương bất hủ thể chất cường hãn, cũng là không thể thi triển. Chỉ có điều, Diệp Thần ngộ tính cơ biến tuyệt diệu, hắn mở ra lối riêng, nghĩ tới một cái biện pháp, có thể thi triển môn tuyệt học này. Đó chính là, sử dụng thanh liên phân thân. Dựa vào thanh liên đúc thánh pháp chế tạo đi ra ngoài phân thân, có đầy đủ thâm hậu cường đại nội tình, lại cùng Diệp Thần khí tức tương liên, đủ để đem thiên trảm thi triển đi ra.